Hôm nay có một điều cũng hơi vui vui, các quý vị biết gì không? Hai thằng Tôi biết, tôi nói nè, hôm nay ông phải nói gì nè. Hôm nay một mình ông phải ngồi, ông phải nói liền. Hôm nay là công ty trách nhiệm, Nam Quang một mình tao chấp hết. Ông phải tranh thủ cho lúc mà tôi chưa xuất hiện. Nói liền, nói lại coi 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 được ông. 2, 3. Chuyện là dài, Nam Quang hôm nay tranh thủ cái vụ mà không có sự xuất hiện của anh Dũng ra, Nam Quang làm một cái gọi là đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chấp hết. Không khó có một mình được lắm. Khó. Khó lắm là bởi vì sao, người ta đã quen rồi, là phải có tôi ngồi cái bên đó tôi cà khịa với ông rồi. Thì cái sự cà khịa đó mà không diễn ra suôn sẻ thì làm sao mà ông được chấp nhận người một mình ông chấp hết được. Một mình chấp hết. Rồi sao Nam Quang, bắt đầu 2, 3. Chuyện là về hôm nay quý vị thấy Nam Quang với Nguyễn Dũng có gì đặc biệt không? Hai anh em không hẹn mà gặp cũng mặc hai cái áo đen thùi lui. Nam Quang mặc cái áo vest ở bên ngoài, tại vì hồi nãy quý vị có thể nhớ là Nam Quang có làm livestream cái buổi họp báo của Ủy ban xây dựng Phường Đài tái chiếm của thành Quảng Trị đó. Thì Nam Quang có mặc áo vest đúng không quý vị? Mặc ở bên ngoài mình không thấy mình đen lắm, nhưng mà tới lúc mà vô trong cái nhà hàng Hạt Ngò này thì mình thấy tự nhiên tất cả đều đen tối, khi mà có một cái người trắng được mệnh danh là Dũng Lò Bột nhưng mà lại mặc cái áo màu than bước vô làm cả một bầu trời tăm tối luôn quý vị. Để có cái áo khác tôi thay rồi, khác là ăn trước nhưng mà bầu trời Cali hôm nay đã đen thùi lui, hay là cái này là tại vì mình muốn tiễn đưa chị Hằng đây hả? Sao tiễn đưa mặc áo này tiễn đưa cái gì vậy? hồi xưa có bài hát nhạc vàng gì đó, chiếc xe tan từ từ lăn bánh đưa em vào gì. Không, chị không, thật là đáng mừng thưa quý vị, chị luôn giữ lời hứa, nhưng mà mong chờ cho cái lời hứa tự thiêu chị đừng giữ lời. Chị làm ơn làm phước chị nuốt lời một bữa đi, em đội ơn chị nha người, chị nuốt lời hứa dùm em đi. giữa mùa dịch bệnh này không nên có những cái suy nghĩ tiêu cực cái chị. Minh Phương Nguyễn nói là Nam Quang lạ, nhìn râu mọc nhiều. Còn Bích Đặng thì nói là Nam Quang look good with or without râu. Thì thưa quý vị, cái này vấn đề là mình đang có một cái nhiệm vụ bất khả thi mà cộng đồng mạng đang giao phó, là mình phải để râu để mà giúp đỡ thầy Yên chinh phục cái con cuồn cuộn đó. Râu trên và râu dưới ha. Phải để râu để mình coi làm sao, tại vì bây giờ cộng đồng mạng bất lực với cái con cuồn cuộn rồi, đúng không quý vị? Nhà nước cũng bất lực rồi, nói cấm livestream mà vẫn livestream, vẫn lên nhảy múa ca hát tùm lum tà la, bất lực rồi. Không, chúng ta không làm được gì hết bằng cách là bây giờ quay ngược trở lại, cái step đầu tiên là phải chinh phục bằng râu. Ông thấy được chưa? Râu một tuần nữa, Nam Quang sẽ để râu một tuần nữa để coi nó có bằng râu của thầy Yên không nha thưa quý vị nha. Thầy Yên là chắc chắn không bằng Nam Quang cái râu dưới rồi, râu dưới Nam Quang dài lắm nè. Alo. Còn cái rimet nè. Alo. Chị Hằng hả chị Hằng? Dạ tôi đó chị. Ông gọi cho con Tuyền đi. Tôi quen cái con Tuyền nọ rồi. Con gì ạ? Tôi chỉ gọi nó là con Tuyền thôi, tại cái tên đầu tiên của nó là con Tuyền. Tôi nè chị, tôi nè. Tôi là chị chồng của Phi Nhung nè, tôi tên Phượng đó chị. Tôi nói chị này nghe, chị đừng nói ai nha không? Nhớ đừng nói ai nghe chị. Nè bây giờ chị coi cái hàm râu của Nam Quang nè. Đó, được không? Được không? Có bằng Thị Yên chưa, của chị chưa? Đó, rồi. Được chưa? Chưa, phải rậm hơn chút nữa. Rậm hơn cứng chút. Hơn chút xíu đúng không? Có bằng cỡ bàn chải đúng không? Cái này là như bàn chải chà răng vậy không phải? Cứng lắm á, râu tôi cứng lắm, ông biết cái da mặt tôi nó dày cỡ nào không? Mà râu nó vẫn xuyên qua đường là tại vì râu nó kính không? Mà phải là bàn chải, mà bàn chải chà sàn đó. Cái này cỡ bàn chải chà răng không được không chị Hằng? Vậy đi nha. Rồi, cho để tôi nói Nam Quang mới. Phải cấy xong rồi nhuộm, xong rồi tút lại thêm để cho nó thành bàn chải chà sàn cái gì. Rồi,
Đó, ông nghe chưa? Rồi, tình hình đây sao? Thì tình hình dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa có sương mù, tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, nồi cơm sôi cấp 2, cấp 3, bụng đói cấp 5, cấp 6. Nhìn từ từ thấy tới không thấy nha. À. Rồi bây giờ đó thì mình nói sơ sơ về cái vụ Mọi người nói âm thanh hơi nhỏ như vậy thì để thay âm thanh một chút. Ông cứ nói đi, âm thanh bên tôi thôi, ông không có việc gì hết. rồi hôm nay ngày 17 tháng 6, tin từ cô Ngọc Vũ, cũng là một người bạn, người em rất 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 là quý mến của Nguyễn Tiến Dũng. Cái status ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm số lượng bệnh nhân mắc cúm tàu cao với kỷ lục mới. Hồ Chí Minh với 137 ca nhiễm mới. Hồ Chí Minh có một mình ổng mà nhiễm tới 137 lần rồi hả? Hồ Chí Minh rồi 137 ca nhiễm mới. Thì thiệt ra đó thì đối với lại Mỹ thì cái lúc mà cao trào nhất đó, thưa quý vị, ngay tại Mỹ này thì cộng đồng người Việt sống tại những cái khu mà không có phải quá đông người, giống như là Sài Gòn hoặc là những cái thành phố lớn như là Tokyo hay là Hồng Kông, bởi vì có những cái nơi mà tới bây giờ Dũng cũng rất là lấy làm lạ lùng á, là người ta sử dụng bằng xe tàu điện ngầm á, thưa quý vị. À Xuống đó là nó đứng sát 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 nhau anh đi gió là sắp rồi, quay á. thậm chí mà có đeo khẩu trang gì nữa thì cái mức độ mà nguy hiểm nó cũng không thể nào mà giảm được, đúng không? Nhưng mà giống như bên Mỹ này thì lại cái phương cách điều trị rồi mọi thứ nó cũng đều khác hết, ở lại với lại các cái nơi kia. Nhưng mà vào cái có những cái thời điểm mà cái vùng quận Cam này tăng quá trời ha, tăng vùn vụt vùn vụt rồi cách ly tùm lum tà la, nhưng mà khi mà có một người bệnh là mà điểm mà đi khám thì rốt cuộc cái câu trả lời là gì? Cũng đuổi về Đúng rồi. rồi tự cách ly, rồi tự nhà đóng cửa lại, rồi uống Tylenol, xong rồi khi nào mà sốt cao quá rồi ngộp thở thì mới đưa vô bệnh viện. Nhưng mà thường là cũng có nhiều người rất là sợ đưa vô bệnh viện, tại vì nằm ở nhà có thể sống vô bệnh viện coi như là qua đời rồi. Cho có nhiều tình huống nó cũng quái quăm đó thưa quý vị, nhưng mà cũng không có đến nỗi giống như là ngay tại Sài Gòn hiện tại bây giờ. Nếu mà chúng ta tính theo đầu đầu người đó thì cái tỷ lệ nó cũng còn khá thấp, nhưng mà đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra, nhiều khi cũng phải ngăn ngừa trước. Thì bây giờ ở bên Việt Nam mới là nhờ Dũng nghe nói là cà phê, cà pháo, hàng quán tất cả đóng cửa hết ha. Thì cái khác biệt là ở bên Mỹ và bên Việt Nam thì bên này ít nhiều gì cũng có những cái khoản tiền do chính phủ trợ cấp, còn bên Việt Nam giờ chưa hiểu được là bây giờ ta sống bằng cách nào, tại vì hầu như là người ta không có những cái trợ cấp xã hội, tiền thất nghiệp, rồi những cái khoản chi phí để nó coi như là ít gì nó cũng ổn định, hay là có những cái thẻ credit card. 62.000 tỷ để phụ giúp đâu có thấy đâu. Rồi còn bây giờ mấy cái người mà buôn rong, buôn thúng bán bưng nó không có cách gì để sống được hết đó. Tội nghiệp lắm. Bây giờ bắt đầu họ phải đi vay. Mà đi vay mai mốt là họ phải trả tiền lãi đó Mà là ngân. đi vay vay nóng, vay lại quay vay lạnh, hay là vay Vay nóng thì coi mai giờ cũng mốt không hiểu trả sao chết luôn đó quý vị. luôn. Như bên Mỹ này á, thì hiện tại bây giờ một số người rất là lười thưa quý vị, là tại vì mình cũng hiểu cái tâm lý con người mà tự nhiên cái ở không cái có tiền xài ra đi làm chi, mà Đúng những cái khoản tiền trợ cấp bây giờ kéo dài cho tới tháng 9 lận, cho rồi. nên cái điều đau đầu của những cái cơ sở thương mại đây như là nhà hàng, rồi các cái tiệm ăn, rồi các cái cơ sở kinh doanh vân vân, tuyệt kiếm người không có ra, người ta không có chịu đi làm, tại vì ở không ở nhà coi tivi lướt Facebook rồi nghe chị hàng chửi vậy thôi, mà cũng có người cũng 600-700 cộng với thêm các cái khoản chi phí khác, các cái khoản thu khác, cho nên ta không thèm đi làm. Còn ở bên Việt Nam bây giờ đó thì rất là tội nghiệp thưa quý vị. Ok, trước khi ông nói thêm cho tôi làm cái Rồi trắc nghiệm thử nha. rồi thưa với lại quý vị, hai ba là tiếp cho tục. Nam Quang hỏi một làm cái cuộc trắc nghiệm nha. Nếu mà quý vị nào mà thấy Nam Quang để râu đẹp á thì cho số 1, còn không thích Nam Quang để râu thì cho số 2 nha. Ok, nhưng mà Nam Quang để râu này là tại vì vì hy sinh cho cộng đồng đó nha quý vị nha.
vì hy sinh cho 90 mấy triệu dân Việt Nam hải ngoại đó, với lại trong nước đó nha quý vị nha. Còn nếu mà để râu là thêm số 1, còn không để râu là số 2. Ừ. Còn mà nếu mà thấy được Quỳnh Nam Quang đâm hơi thì cho số 3 nha quý vị. Tôi tưởng được trách nhiệm gì nó cũng liên quan tới lại tới Covid với lại tới tiền trợ cấp với lại an sinh xã hội. Tự nhiên cái chuyện râu nó đã qua cách đây khoảng 2 tiếng rồi. Tự nhiên làm tôi okay. Bị tụt mút với ông, tôi bị mà hụt hẫng vậy. Tôi xin phép rồi, ngoan ngoãn nguyện cho số 3 kìa, chắc phải cho lên đường quá. Cái này chắc là bên chị Hằng rồi đúng không? À, cái này bên công đúng, quý vị, rồi, phải không? Thiệt là thú vị. Của tôi một chùm ba không đây nè. Bên ông là nó vậy đó, cái đám bên này mà vác xác qua bên bên Nam Quang là cho đi tàu suốt luôn nha quý vị nha, đừng có qua bên này nha. Đúng không quý vị? Tôi đang chờ nếu mà ủng hộ nhà nước giải ngân 62 ngàn tỷ kia cho dân thì số 1, còn lấy 62 ngàn tỷ đó cho dân để đi mua vaccine là số 2. Ừ. Tự nhiên có râu với ông râu không có đâm xuồng lũng nha. 1 + 2 = 3 luôn kìa. 2.5, có người 2.5 nữa kìa, Kobe cho 2.5 mới ghê. Thiệt ra đó, nó mà râu dài đó quý vị, là không có gớt. Như vậy râu nguyên cũng không có gớt, mà phải cạo đi. Trong bữa Dung có lần Dung nói được có loại râu mà râu 6 giờ chiều quý vị. Cạo từ sáng rồi cái đến 6 giờ chiều cái nó ra chút xíu vậy nè. Ừ. Cái đó là mà cài vô cần cổ nha, hay là quào vô lỗ tai nha. Ừ. Trời ơi, chết điếng đó chứ không phải không đâu. Chết đứa đưa ý. Chết đứa đưa đi chứ không phải là, chứ không phải không đâu nha. Có vẻ rồi. Có vẻ bất phân thắng bại. Kìa pha lê nó kìa, ta nói 1, 2, 3 nhiều hết á, 1, 2, 3 là có hết đó nha. Thấy không? À. Ông mới đâm xuồng lũng á, tôi đang trắc nghiệm 1 với 2, ông chơi số 3 vô là sao? Không phải chờ nhận sự trừng phạt nó mới được. Thế nào mà để chị ông mà tự do mà như chị Hằng mà cái đâm xuồng lũng 3 tháng trời như vậy đó mà vẫn vô can là sao? Cứ hễ mà leo lên mà được livestream cái là đâm xuồng lũng. Leo lên là đâm xuồng lũng. Okay. Trời đất ơi. Rồi xin mời anh tiếp tục. Lỗi tại tôi. Rồi đi, tôi quên rồi đó, giờ nói tới lỗi gì tại tôi. Rồi thì cái tin thôi, bây giờ quý vị nè, đừng có hoảng loạn. Tại vì mình hoảng loạn cái mình cứ đau cổ họng cái cũng nghĩ là mình bị Covid. À. Đau lưng chút xíu cái cũng nghĩ là bị Covid. Ừ. Rồi xong rồi ấm ấm hầm hập chút xíu cái cứ sợ đó là cúm hán. Nó là gì thưa quý vị? Thì cúm, thôi mình cứ cúm hán là có nghĩa là cái hán bị cúm. Bị cúm. Cứ bình tâm nha quý vị, tại vì mình sẽ không chết vì Covid mà chết vì hoảng loạn thưa quý vị. Tại vì có những mỗi người đó có những cái immune system hả? Ừ đúng rồi. Nó có cái chất kháng thể. Rồi xong rồi cái mình gọi là cái cơ địa mỗi người á. Thì miễn là mình đừng đi tới nhà của người già, đừng có đi thăm cha mẹ già, bởi vì những người trẻ trẻ thì cái sức đề kháng nó mạnh, nó không sao. Nhưng mà người già mà có bệnh nền nữa đó thì cái đó mới sợ. Thì những người mà đang mạnh khỏe gì đó mình sợ, những lúc mà mình sợ thì mình cứ nghĩ đến có những người mà đang phải đi lọc máu như bệnh thận nè. Hay là bị tim mạch, hay là bị tiểu đường, hay bị những cái gì mà phải ra vô bệnh viện đó. Thì đây chính là những cái giây phút, những cái giờ khắc, những cái khoảnh khắc mà rất là đau khổ cho người ta, đúng không? Ừ. Tự nhiên cái đáng nhãn bệnh mà đi vô trong những cái nơi mà vi trùng nhiều nhất là bệnh viện á, thì lại lây bệnh từ những cái nơi đó thì cũng rất là khổ. Mà quý vị đang có một cái cuộc sống khỏe mạnh gì thôi, cứ bình tâm nha. So với cái tỷ lệ mà chỉ có vài ngàn người cho một nguyên một đất nước như vậy thì cũng chưa đến nỗi nào đâu. Ok. Rồi tiếp theo nữa, ông có thông tin gì không? Còn không thì tôi tiếp tục. Ok, ông cho cái này cũng rồi, dính dáng đến Covid nè. Không đâm hơi nha. Không đâm hơi, có dính dáng đến Covid. Ok, xin phép rồi. Ok, thưa quý vị, cái này Nam Quang chia sẻ một cái kinh nghiệm nha. Ok, vẫn nói cái kinh nghiệm của Nam Quang thôi, còn không có dám khuyên ai cái gì hết. Thì theo như là Nam Quang, cái kinh nghiệm là Nam Quang đã bị dính Covid vào những cái ngày đầu tiên. Wow, chia sẻ liền. Dạ, tại sao quý vị? Tại vì mình đi ra ngoài quá nhiều đó thưa quý vị, thì mình tiếp xúc cái
cái gọi là cái phần trăm mà mình tiếp xúc với lại nhiều người thì cái cơ hội mà mình bị dính COVID nó nhiều hơn những người khác. Thì cái COVID đối với Nam Quang nè, nó nhẹ hơn những cái cúm thường mà Nam Quang bị hàng năm. Mỗi một năm á, Nam Quang hay bị cúm, mà mỗi lần mà bị cúm là bị từ 4 đến 6 tuần nha quý vị nha. Cái cúm thường mà Nam Quang bị dính phải là từ 4 đến 6 tuần, mà coi như là đứng không nổi luôn á, đi đứng không nổi luôn. Chỉ có nằm nổi thôi đó quý vị, chỉ có nằm nổi thôi đó. Chỉ có nằm thôi à. Nằm nổi thôi đó. Chứ nằm ngửa đó, nằm ngửa đó, ok. Nằm phơi hàng á. Nằm phơi. Ông đừng có đi vô chi tiết nữa, ông này nó bắt đầu đâm sùng bẻ rồi đó. Không, tôi bổ sung thôi. Thì, thưa quý vị, cái cúm coronavirus này đó, cái COVID này, đối với Nam Quang á, là Nam Quang bị đúng 7 ngày thôi. Thì 7 ngày là mình thấy bắt đầu khỏe lại rồi đó. Còn những cái ngày đầu á, là mình bị cảm cúm, sổ mũi, nhẹ lắm, rất là nhẹ. Thì cái triệu chứng mà mình biết được á, là tại sao quý vị, khi mà mình bị cúm, mình bị hay bị nghẹt mũi đó, bị sổ mũi mà nghẹt mũi đó, thì mình lấy dầu mình xức, mình lấy dầu mình xức mũi đó, để cho nó thông thoáng lỗ mũi. Thì khi mà xức dầu á, mình không có thấy mùi, mình không có thấy cái mùi của cái chai dầu. Xong mình mới nói, lần đó lúc đó Nam Quang chưa có suy nghĩ gì về coronavirus đó. Nam Quang mới nói, ủa cái chai dầu gì mà sao dởm quá vậy, nó không có mùi. Mình, nó vẫn nóng, cái dầu nó vẫn nóng mà nó lại không có mùi. Thì tự nhiên mình sực nhớ ra, mình nói, à, dấu hiệu của coronavirus rồi. Cái này là dấu hiệu của coronavirus. Cho nên cái lúc đó Nam Quang mới nói, rồi vậy là thôi mình phải đi thử đi, để mình biết, mình tự cách ly, để mà mình coi như là mình bảo vệ cho cộng đồng. Mình tự cách ly, mình tự chết trên biển đời. Mình bảo vệ cho cộng đồng. Thì Nam Quang đi thử thì Nam Quang bị dính COVID, thì mình tự cách ly thưa quý vị. Ở nhà chỉ có uống Tylenol với lại uống uống nước chanh thôi, uống nước chanh, nước cam. Tại vì sao, gọi cho bên bệnh viện với lại sở y tế của quận Cam á, thì họ cũng chỉ nói là mình tự cách ly thôi. Vào cái thời gian đó là không có đi bệnh viện gì hết nha quý vị nha. Tự cách ly là chỉ những trường hợp nào mà emergency, là không có thở được, mà coi như là có thể nguy hiểm đến tính mạng, thì lúc đó mới gọi cho 911 rồi xong họ đưa mình vô emergency. Chứ còn cái thời gian đó vẫn chưa có bị cúm nhiều, chưa có bị nhiễm nhiều. Thì thêm một cái nữa, nếu như mà quý vị mà có bị nha, có bị á, thì quý vị sẽ thấy được cái triệu chứng này nè, mất mùi, và cái đặc biệt là hơi khó thở nha, cái đặc biệt là hơi khó thở. Thì nếu như mình là một cái người khỏe mạnh, ok, phần đông thanh niên á, dưới 60 tuổi mình khỏe mạnh á, thì cái triệu chứng mà khó thở đó mình chỉ hít thở thôi. Thay vì mình thấy khó thở, mình hít thở giống như bình thường thì mình thấy khó thở, nhưng mà bây giờ quý vị hít thật là sâu 2-3 hơi cái xong rồi quý vị thở ra lại thì nó lại trở lại bình thường nha. Thành ra mới đầu Nam Quang bị cái cảm giác đó thì mình thấy có vẻ mình sợ, mình không biết là nó sẽ trở nên nặng nữa hay không. Cái đó là cái tâm lý rất là sợ, mình nói không biết là nó sẽ trở nặng nữa hay không. Nhưng mà cuối cùng nó chỉ dừng lại ở cái mức đó thôi, nó chỉ dừng lại ở cái mức đó là nó hơi hơi khó thở chút xíu thôi, xong mình hít vài hơi sâu rồi xong thở ra thì nó hết. Thì cái tình trạng đó nó kéo dài khoảng chừng từ 5 đến 6 ngày thì nó hết. Thì xong sau đó thì mình cách ly khoảng chừng 20 ngày thì mình mới bắt đầu mình đi ra ngoài được quý vị, chỉ ở nhà ăn mì gói mấy cái linh tinh thôi. Đó là cái mà Nam Quang muốn chia sẻ với quý vị, là những người mà trẻ đó ở dưới 60 tuổi đó, thì cái cơ hội bị bệnh và gọi là nó không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nó không có nguy hiểm đến tính mạng nhiều đâu. Nhưng mà thật sự ra là mình cũng phải có người để mà nhìn mình nha quý vị nha. Đừng có tự cách ly theo kiểu mà đóng cửa lại trong phòng lại rồi không có ai biết hết đó. Thì cái đó là nguy hiểm, nó nhiều khi nó trở nặng sao. Đúng rồi. Đúng không? Nó trở nặng không ai biết làm sao. Thành ra Nam Quang khuyên quý vị là mình vẫn cách ly và mình đừng có quá sợ hãi nha. Tại vì cái thời gian đầu đó không có ai khuyên mình hết đó. Thành ra tại nó mới quá, mình không có biết. Thành ra người ta mình sợ, Nam Quang sợ. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó đã phổ biến rồi, nhiều người bạn bè Nam Quang bị và họ hết rồi, thì mình biết được cái triệu chứng của nó, cái lâm sàng của nó làm sao để mình khuyên những cái người bị sau.
Thì đó, Nam Quang khuyên mọi người mà đang nghe, mà thí dụ mà trong trường hợp có những người quen hay gì đó mà bị đó, thì mình có biết mình khuyên người ta nha, đừng có quá sợ hãi. Và cái quan trọng nhất là khi cách ly phải có người nhìn ngó mình, chứ còn không có người nhìn ngó mình bị một cái gì đó không có ai biết để đưa mình đi bệnh viện hết, thì cái đó nó sẽ rất là nguy hiểm. Rồi trở lại cho anh. Nó chỉ đúng với mấy người bên Mỹ thôi nha quý vị. Chứ ai mà lật kèo mà lẻ như là tôi hay không vậy? Như là dù ông có thương tôi hay dù ông có ghét tôi thì ông có phải chấp nhận một điều là tôi lật kèo rất giỏi. Ý dụ là vậy, là tại vì ở bên Việt Nam quý vị cũng không có tự cách ly được đâu. Hãy chớm chớm mà thấy phát hiện ra một cái là bị hốt vô trong cho nhà nước cách ly ở trong những cái mà giường tầng với lại những cái khu mà thể thao thể dục cái những cái khu gì đó. Rồi xong rồi nhà nước còn truy lùng ra là bạn đã tiếp xúc với ai, ăn sinh nhật với ai, hung hít ai, ho ở đâu, rồi xong rồi gặp gỡ bắt tay bắt chân ai, lên cầu thang máy nào, ở trong khu nào, là khoanh vùng lại hết. Còn ai mà bị là bị hốt vô trong những cái trung tâm cách ly rồi, cho nên không có lo cái màn mà đừng có đóng cửa lại một mình. Đúng không, đúng không? Tôi lật kèo đúng chứ bộ. Đúng rồi, đúng 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 chứ không sai. Đó đúng. Chỉ có hiểu là tới bây giờ á, là ai mà đang sống với người già mà đang có bệnh tật gì đó, thì nếu mà nhắm mà về quê được thì cho các bác các ông bà về quê, môi trường trong lành, ở dưới quê cách xa nhà, cái nhà nó cách xa đó, thì để nó giảm bớt cái mức độ mà lây nhiễm ha. Rồi thì có cách đó thôi, chứ còn mà giờ sao về, bây giờ là cách ly hết rồi, bây giờ là như là vậy, có cách ai, nào mà ai đi ở chỗ đó hay là đi địa đạo Củ Chi chui xuống hầm rồi luồn quay cái nơi khác trốn cái những cái chốt ngăn. Thì Dũng có người em cũng đạo Hồi, cũng dễ thương lắm quý vị. Người ta ảnh phân tích theo đạo Hồi đó là phía mình đạo Hồi á, lấy cái này ra, lấy cái sự kiện này ra để làm gương, để làm ví dụ cho phía bên đạo tín ngưỡng là của đạo Hồi. Có nghĩa là những cái người mà không theo đạo Hồi đó cứ lo chỉ trích những người đạo Hồi là bịt mặt cái ló hai con mắt ra. Đó, rồi bây giờ đó trời đã nhắc nhở quý vị là đừng có cười người ta. Ngày hôm nay đó là coi như là toàn thế giới bịt lại hết ló hai con mắt ra. Thấy không? Cho nên đó, cười người chứ dội cười lâu, cười hôm trước hôm sau người cười. Thấy không? Rồi. Rồi quý vị nhớ những cái lúc mà mình khỏe mạnh á, thì mua vitamin uống. Đừng có chờ đến lúc mà bệnh thì cỡ mới đùng chạy về đi mua vitamin B, vitamin E, rồi C rồi là cái uống, lúc đó là cũng hơi trễ rồi đó. Tại vì mình bổ sung vitamin cho mình á, có nghĩa là năm dài tháng rộng cứ đều vậy đó, thì cái cơ thể mình nó build từ từ thì nó bên trong nó mới tiềm ẩn một cái sức kháng thể nó mạnh. Chứ đợi chờ đến bệnh rồi cái bắt đầu cái mới đi uống là nó không có kịp nữa. Nó cái vitamin đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi, đúng không? Nó supplement thôi, nó không phải là thuốc chữa bệnh. Do đó mà nó không phải uống hôm nay cái ngày mai cho khỏe quá cái chống chọi là được với bệnh tật, là không phải như quý vị. Uống đều rồi những cái lúc mà mình thấy mình khỏe thì đừng có ỷ y là tôi hả chưa bao giờ vô bệnh viện nghe tôi này tôi nọ nha quý vị. Trời ơi, rồi cái mình ỷ y cái mình không có chịu thuốc men, không chịu gì hết. Thì nè, bạn Nguyên nói nè, Việt Nam giờ mà F1 F2 thì bắt buộc đi cách ly, mà sau 21 ngày cách ly dân còn phải đóng 6-7 triệu. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Sao 6-7 triệu gì vậy? 6-7 triệu đó là triệu tiền gì không biết nữa, tiền bệnh hả, là tiền cách ly ăn uống rồi trong đó hả? Trời chắc đất ơi, chết thì cái gì kỳ vậy? Trả tiền đó chứ. Ôi trời, như vậy thì cái tin đó thì nó qua cái tin này. Tin này nè thưa quý vị, hiện tại bây giờ đó nhà nước quay chờ dũng chứ nha, nhà nước đã được người dân đóng tiền rất là nhiều để mà sao, để mà mua vaccine. Thì tiền dư ra rồi thì bây giờ nhà nước nói là bây giờ để cái tiền đó vô, tiền đó có gọi là tiền nhàn rỗi nha quý vị. Thì bây giờ bỏ vô ngân hàng cho cái tiền nhàn rỗi đó có được hay không, thì ông thấy làm sao? Tiền nào, tiền covid hả hay tiền gì?
Ok, người dân người ta đã đóng tiền, từ trẻ em cũng đập ống heo ra, từ người già cũng lấy cái tiền mà để dành để khi qua đời để đi mua hòm đó, cũng lấy ra. Đọc báo thấy thì như thấy nhiều lắm. Có mấy cái vụ đó. Xong rồi bây giờ cái tiền nó dư ra đây. Thì người bạn của Dũng ở trên Facebook đã chia sẻ như vậy. Thịt con ghẹ, không biết thịt con ghẹ là gì. Thẻ con vịt. Thịt thịt con ghẹ có nghĩa là tiếng lóng của ịt on ẹ đó. À mà thôi, thế anh Chính ở chính phủ râu má lại học tập tấm gương của danh hài Hoài Linh à. Tiền ủng hộ lúc cấp bách mà mang đi chơi ngâm giấm à. Coi như mấy nghìn tỷ đồng này sẽ vào túi ai? Số tiền từ những đứa trẻ nhịn ăn sáng đến anh xe ôm nhịn khác, cho đến các ông bà lão hưu trí dành dụm dưỡng già, và hàng triệu hoàn cảnh cơ cực nhịn đói nhịn khác theo lời của chính phủ kêu gọi ủng hộ lúc cấp bách chống dịch. Thế sao đang lúc nhân dân đang đói khổ, quá đói khổ oằn mình chống dịch, sao chính phủ không mang ra cứu dân hay mua thiết bị y học đang thiếu thốn trầm trọng, lại nói là tiền nhàn rỗi rồi gửi ngân hàng là thế nào? Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn ói vì cả một thời đẻo cán để lên ngôi. Đúng vậy thưa quý vị, đây đây là cái bài báo của báo báo gì báo Tổ Quốc nè. Tiền ủng hộ quỹ vaccine tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định. Thưa quý vị, đây để qua hai bên ha. Rồi Cảm ơn anh Dũng. rồi đây là cái sự mà vô lý thưa quý vị. Đó là gọi tiền nhàn rỗi cho người dân không có để mà sinh sống, để mà bươn chải, để mà tồn tại trong cái khoảng thời gian mà đau buồn như thế này. Là tiền ủng hộ quỹ vaccine tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, thời gian qua nhiều cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trên khắp cả nước đã không ngừng đóng góp với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thì Dũng thấy khi mà Dũng chia sẻ cái này thì có nghĩa là Dũng đã công nhận cái đã nhận xét là cái ý kiến của cô Nguyễn Anh này là đúng, là tại vì cái đó không có nhàn rỗi, cái đó là phải mua vật tư y tế nè, xong rồi mua vaccine, rồi mua máy trợ thở, rồi mua bao tay, mua khẩu trang tùm lum tà la, và trong đó có những cái mà nên chia sẻ về các cái nơi bệnh viện nhi đồng hay là ung bướu hay là những cái nơi mà để ở tuyến đầu hay là hỗ trợ người ta trong những cái trung tâm mà cách ly này nè. Chứ người ta đã tiền lương mỗi tháng á, thì thấy là tiền cái tiền lương chuẩn chuẩn mực á, thì chỉ có ngàn một triệu chín mấy thôi, mà đi vô trong đây có mười mấy ngày ra đóng 6-7 triệu Vân Vân Đạt thì nói là không cái biết đó là làm tiền sao cách mà người ta ly, kham nổi nó gọi là tiền cách tiền ly. ở tiền cách ly đó. Mà bây giờ mấy người nghèo mà đi vô trong đó bị cách ly bắt buộc đúng không? Bây giờ họ ra họ đâu có tiền để họ trả đâu, thì chắc chính phủ cũng phải nhảy vô để subsidize chuyện đó thôi. Đó thì bây giờ cái vấn đề mọi đừng bên cho nên đừng đừng có ai nói là ôi tiền đối với tôi không quan trọng cái gì, tiền nó quan trọng lắm. Quý vị lang thang ở trên Facebook ha mà thấy là ô tiền tiền không mua được hạnh phúc, tiền không mua được sức khỏe, tiền không mua được tình yêu, tiền không mua được này được nọ, xin thưa quý vị là tiền quyết định hết. Là bởi vì nếu mà những cái đồng tiền mà tiền chính nghĩa, tiền do công sức mình tạo ra, thì tiền luôn luôn là cái cứu cánh, miễn là mình đừng có để mình làm thành nô lệ đồng tiền, đúng không? Đừng có để tiền mà nó biến đổi mình, đừng có khoe khoang gì tiền bạc, hay là trong lúc người ta đang nghèo khó, đang đang không có công ăn việc làm, đang đói lên đói xuống mà mình khoe học xoàng mình cả ký cả rổ hay là 45 cara cái gì đó mà mình không có chi ra đồng nào để mình để giúp đó, thì nó cũng cũng tội lỗi, ví dụ vậy. Thì tiền nó cũng quyết định thiệt, nhưng mà chúng ta ý Dũng đây là đừng có coi thường những cái đồng tiền, nhưng những lúc mà không có hoạn nạn mình cứ nói tiền tiền đối tâm thành vấn đề, thành vấn đề lắm đó. Bây giờ mới thấy nè, mới thấy rõ nè. Rồi tiếp theo là gì? Và trong những cái lúc mà đang vật lộn với lại chống dịch này thì mình múa hát có nên hay không?
Trời ơi, tôi đã nói rồi, Nam Quang đã nói với quý vị khán thính giả rồi, nhớ không? Muốn hát nhảy tưng 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 vậy. Ông nghĩ có nên không? Ông hỏi tôi đi. Rồi hỏi ông có nên không? Có nên. Đúng. Trong cái lúc này thưa quý vị, tôi thấy nên ta, tôi cũng thấy nên. Chúng ta ở nhà chúng ta buồn quá, chúng ta đâu có gì làm đâu, chúng ta cần phải có những chương trình giải trí. Đúng nên. Đó. Thành ra những cái chương trình nào mà nó đem lại cho chúng ta tiếng cười, nó làm cho chúng ta không có bị stress nữa. Tại vì nằm ở nhà chống dịch theo kiểu này bị stress lắm nha quý vị nha. Thành ra căng thẳng lắm đó. Thành ra nếu mà có những cái chương trình mà nó đem lại cho chúng ta những cái tiếng cười, nó làm cho đầu óc chúng ta thoải mái, thì tại sao chúng ta lại không khuyến khích nó? Cái chương trình mà ca hát và nhảy múa của CEO phải không? Con vợ của tôi đó. Mà nó đem lại cho quý vị tiếng cười đó, thì quý vị nên khuyến khích nó nha. Chứ đừng có chửi rủa nữa nha, chửi rủa mệt lắm. Nhưng mà qua đây tôi khen là tại sao tôi đến nên. Thà là nhảy múa, hát ca còn hơn là chửi đúng không? Còn hơn là giật mặt như lại chửi bới phải không? Nhưng mà ác một nỗi là dân trí ở bên Việt Nam người ta khoái nghe chửi hơn. Cái đại hội giật mặt của bà đó là mấy triệu người coi. Còn coi như chỉ hát hò này cái kiểu này sao mà có mấy ngàn người, mấy chục ngàn đúng người rồi. Coi à. Trời ơi, số view rất thê thảm luôn. Thì tại vì tôi đã nói với ông rồi. Và tôi cũng đã bao nhiêu lần tôi nhắc quý vị khán thính giả, với lại những cái người mà tân bốc, trong đó tân bốc cái con cuồng cuồng, con vợ tôi đó, con tiền nổ vợ của Dũng là so đó, là nó câu được view của khán giả đó, là tại vì nó chửi những cái người nổi tiếng ra, nó mượn hơi của những người nổi tiếng vô, đúng không? Thí dụ bây giờ đi, anh Hoài Linh anh có khoảng chừng 2-3 triệu fan của anh. Thì bây giờ anh thấy ok, con vợ tôi nó chửi ông Hoài Linh, thì fan của ông Hoài Linh phải vô coi coi là nó con tiền nổ nó chửi như thế nào, đúng không? Nó chửi ông Trấn Thành, 2-3 triệu của fan của ông Trấn Thành vô coi con vợ tôi nó chửi như thế nào, đúng chưa? Đúng vậy luôn. Hồng Dân cũng như vậy thôi, fan của Hồng Dân cũng vô, fan của anh cũng vô coi rồi để về báo lại với anh. Fan của Dũng Lò Xo cũng vô để coi, rồi xong sau đó báo lại với lại Dũng Lò Xo, nói anh Dũng Lò Xo ơi, con vợ anh nó chửi anh với lại ông Nguyễn Tiến Dũng, nó kêu hai anh đấu kiếm với nhau đó. Đó, đúng không quý vị? Cho nên cả nước vô coi ấy. Cả nước vô coi hết. Người chống bả cũng vô coi, người ủng hộ bả cũng vô coi, người tò mò cũng vô coi, hầu như ai cũng vô coi hết. Và những người không có muốn coi cũng vô coi luôn. Là tại sao thưa quý vị? Bật cái YouTube lên một cái là toàn là của bả không, mà ra lỡ bấm tay vô một cái là cũng vậy thôi à. Cũng dính ha. Cũng dính bấm nữa. Cái nào cũng dính. Đó là cái mà tại sao nó có cái hiện tượng này. Và nó tại sao khi mà con vợ tiền nổ của Dũng Lò Xo hát hò và nhảy múa thì cái lượng view nó sụt thê thảm. Là tại sao? Đâu có còn chửi ai đâu. Không có còn chửi Hoài Linh nữa thì thôi, fan của Hoài Linh đâu có vô để coi nữa. Không còn chửi Đàm Vĩnh Hưng nữa thì fan của Đàm Vĩnh Hưng cũng đâu có thèm vô đó coi nữa. Coi là coi Đàm Vĩnh Hưng hát, coi là coi kịch của Hoài Linh hát, chứ đâu có coi cái bà này bà nhảy kiểu đó, phải không quý vị? Hay là bà hát kiểu đó. Đó là cái mà Nam Quang muốn là... Thành ra bởi vậy muốn làm nghệ sĩ cũng không dễ đâu nha quý vị nha. Xin coi vô loại mà dễ gì. Con vợ của anh nè, vảnh tay lên mà nghe nè. Đừng có chê trách nghệ sĩ nữa. Làm nghệ sĩ không có dễ đâu. Không có phải là hát được một hai bài là thành ra nghệ sĩ đâu nha. Ok, rồi trở lại với anh. Thực ra đó là chỉ hát hay hát hay chửi đều hay, bởi vì mới nói là chị chửi hay như hát. Mà giờ chị hát hay như chửi. Hát hay như chửi thưa quý vị. Chị chửi chó mắng mèo. Nói chung là về chị hát á, nếu mà đừng có ai mà chê thì tôi thấy vô comment mà chê thì tôi thấy là vậy. Nếu mà để tôi nghe mà đứng theo cái góc độ mà kỹ thuật hay là thanh nhạc hay là gì gì đó thì làm sao mà đòi hỏi chị hoàn hảo được.
Nhưng mà có điều là thứ nhất là khen là chỉ có một cái niềm đam mê livestream, hát và chửi đều đều kéo dài 5-7 tiếng hay gì, hai ba tiếng là chuyện bình thường. Cái đó là hay nha, không phải ai cũng làm được. Xong rồi cái điều thứ hai là ông cứ nói nha, tôi đang dọn rác nha, có sóc trần gì đây vô nói năng bậy bạ ở đây cho lên đường nha. Và chỉ hay, tôi khen chỉ hay không phải hay ở cái điểm mà điều kỹ thuật với lại cách hát này nọ, mà tôi khen chỉ hay ở cái tâm hồn, cái hồn của chị đó. Nó đau khổ vừa những cái bài mà chị chuyển tải đến cho mọi người đó. Chị có nói là chị làm thơ được nha. Chị làm thơ và chị chuyển từ bài thơ tới thành nhạc cũng được, chị làm thơ hay. Xong rồi chị hát tặng ba chị, hay là chị hát tặng người nào đó thì mình không biết, nhưng mà đại khái là những cái bài hát của chị đó. Chị hát hay, hôm nay khen. Hay ở góc cạnh là bởi vì cái đó là đúng là cái tâm sự của chị, cái thổn thức, cái tiếng lòng của chị. Để tiếng lờ của chị ha, tiếng lòng tiếng lờ ông Long, lòng huyền lòng, quyền lòng, tiếng lờ ông Long, lờ ông Long chứ không phải lờ ơ lơ quyền. Vậy là từ bữa đến giờ mà cái gì của chị đó, chị nói là cái lờ của tôi đó là cái lòng của chị đó. Lòng đó, bộ đồ lòng thấy đó. Chưa quý vị, đừng có lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử nha. Chỉ là chị nói cái lòng của chị đó chứ không phải là cái gì đâu. Như quý vị đừng có suy bụng ta ra một người nha. Đúng không? Vừa đó chị chửi sân xuyết đó. Cái lờ của tao nó còn đẹp hơn cái lờ của hai con vợ tụi bay ở nhà thằng chồng tao nó thương á. Năm lần hả? Năm thằng lạc loài tới năm con vợ. Coi như là lờ của chị. Lờ của chị đẹp hơn lờ năm cái lờ kia. Mà lỡ khi mà năm này chờ ra đòi kiểm chứng sao ta? Tôi không thấy sao tôi biết được là của chị đẹp hơn mấy năm vợ của năm tôi. Chị mới cho thấy thì tôi mới so sánh được chứ. Rồi sao ta? Nhưng mà sao thấy được? Chị đưa ông cũng không thấy luôn. Đưa cũng không thấy, là cái lòng sao không thấy? Ok. Đúng chưa? Rồi, cái lời là cái lòng. Ok, đúng rồi. Chưa? Không thấy được. Không, chắc chắn không thể nào thấy được. Thì cái bên những cái lời hứa của chị đó, thì chị cũng có tặng quý vị những cái bài hát để quý vị quên đi cái mùa dịch, quên đi Covid, Covid, chỉ nhớ tới cô Hằng nha. Thì trong đó có nhiều bài hát chị hát, chị bộc lộ những cái tình cảm, bộc bạch những cái tình cảm của chị dành cho một người nào đó cũng hay lắm. Những cái bài hát chị lựa thể hiện ha. Rồi thì trong đó thì chị nói là chị thích nhất cái bài Bạc Tình Ca. Không biết chị có chửi ai, không quên chị có gửi gắm ai những cái lời của bài hát này không? Thì bài đó thì Dũng nói, ủa cái bài đó sao tôi không biết kìa trời. Sao tôi cũng hay nghe nhiều nhạc mà tôi không biết bài này. Cái lúc mà chị hát lên rồi thì mình mới biết đó là bài Khúc Tình Dối Gian, Tuấn Ngọc hát. Thì bài đó là như vậy. Lời nào đó khiến xui người bỏ tôi, người đã chán, đã chê tôi rồi. Đành lòng giết chết duyên tình lứa đôi, người còn lỡ ban giao tình tôi. Lời đùa chi trên tóc trên môi, vạn lần cũng dối gian mà thôi. Oan khiên ấy đang chút lên tôi, cho tận cùng nỗi chết khôn nguôi. Thấy chưa, những cái lời này bà dành cho ai? Rồi. Tiếp nếu kiếp trước tôi đâu nghe đâu. Nếu kiếp trước chúng ta đừng ước mơ, đừng hẹn ước giấc mơ vô thường, thì tình ấy đã không còn vấn vương, thì ngàn kiếp có đâu sầu vương. Đó, những cái lời này đó là làm sao mà chị không rút cạn tâm can của chị để mà chị hát cho cái người nào đó. Một mối tình từ vô lượng kiếp. Từ vô thường nè, từ kiếp trước nên nè. Đó, cho nên mình nên thông cảm nha, bởi vì phải có những người có cái tâm sự như vậy, người ta mới làm được lên những cái chuyện phi thường. Không, hình như chị vẫn còn rất là thương. Chị thương đó, chị thương vẫn đó. Rất là thương thầy đó. Không biết hỏi thầy coi, bây giờ ở đây sẵn là thầy, nếu mà bây giờ chị quay lại với thầy, thầy có... Quay lại với chị quay lại với thầy. À, không biết. Thầy có mở rộng vòng tay không thầy? Những cái điều mà chị... Những cái điều mà chị... Hay là lúc đó thầy lại đi... Chắc ông lại đi đá banh nữa quá. Đi đá banh. Đá banh với Lê Quỳnh Đức. À, đá banh chứ đừng đá bèo nha. Không, chưa đá bèo với chị không? Đá banh hoài à. Chúng ta đâu cần đá banh. Đúng rồi. Trời đất ơi. Cái cần đá không đá, cái cần đá, đá cái khác à. Mà cứ chạy đi đá banh nè. À. Thầy Yên này. Rồi, cảm ơn quê mùa nha.
Hân Trần nói tiếng Dũng hát hay quá kìa. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, hên là tôi không có yêu ông Nguyên mà tôi còn hát hay vậy đó. Chứ còn chị Hằng yêu Nguyên cho nên chị hát hay cỡ nào nữa, thấy không? Ok, cái này khen nè. À, Nam Quang có nghe. Nam Quang có nghe. Anh có nghe em thể hiện cái bài hát với lại thằng Yên. Ngày anh còn xúc động nữa chứ còn nói gì nó. Anh tưởng đâu là tiền hát cho anh thôi đó tiền. Mà đâu có vẻ là tiền hát cho thằng khác. Có nhiều người nói chứ. Nam Quang ơi, anh nói cái giọng ông Dũng là vôi không có hay bằng anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà xong... tôi nói rồi, ông nói giống như mấy ông chợt, mấy ông cách chú ở ngoài chợ lớn miền Tây rồi nói. À, tại vì trong cái show này thưa quý vị, có những cái anh Dũng không có chịu làm. Anh Dũng không có chịu để râu. Mà bây giờ để râu thì Nam Quang phải nói giọng của ông Dũng là do chứ giờ sao. Nhưng mà lực bất tòng tâm, Nam Quang chỉ nói tới đó thôi nha, không có nói được thêm đâu. Có một người bây giờ cũng nói rồi đó, có người nói rồi đó. Ai vậy? Cái anh mà Happy Media đó, chị có một người bạn mới share cho tôi, ảnh cũng có nói. Ừ, cũng nói giọng của Dũng là vô rồi hả? Nói giọng các bạn có biết không? Hôm nay là kể từ ngày mai trở đi là không có còn những cái buổi livestream mà chửi bới nữa. Nếu mà có thì đó là không phải là con vợ của tôi. Kết quả qua ngày hôm sau, một buổi livestream 2 tiếng rưỡi. Ê, mà tôi nói đúng không? Tôi nói đúng không? Nam Quang nói rồi, tức vậy, cái vấn đề mà đừng có nghĩ đến chuyện tự thiêu, tự tiết gì hết á. Trời ơi, tôi là tôi rành cái con vợ của tôi 6 câu giọng cổ luôn á, thưa quý vị. Chỉ có cắt lưỡi nó mới chết thôi. Đúng vậy, chỉ có cắt lưỡi nó mới chết thôi, chứ không có thiêu thiết gì hết đó. Thiêu là cái này là thiêu thối luôn á, chứ không phải thiêu, tự thiêu gì hết. Quý vị thấy không? Nó vừa mới khóc lóc xong, sao hôm sau nó nhảy tưng tưng cà tưng á. Vậy mà nó nói là nó không có cái giấy bác sĩ về tâm thần á. tôi chưa thấy, nhưng mà bữa chị khóc lắm thì chắc có thể là chị bức bối là cái vụ mà giấy tâm thần đó. Không biết ai mà nói chị bị tâm thần gì chi gì mấy nữa. Rồi thành ra đừng có bao giờ. Tại vì sao quý vị, nói cho nghe nè, những cái người á mà càng giàu á càng sợ chết, càng giàu càng sợ chết. Cho nên trong cái trường hợp này á, cái con cuồng cuộn vợ của Dũng Lò Xo này đó, thưa quý vị, nó không bao giờ nó tự tử hết đó. Quý vị có mua xăng đem về cho nó cũng đem nó bán lại thôi, chứ nó không có tự tử đâu. Thành ra quý vị đừng có bỏ tiền ra mua xăng chi cho nó tốn nha. Càng giàu càng sợ chết, không bao giờ tự tử hết. Cứ lo đi bác sĩ này, đi thần y kia để mà kéo dài cái sự sống của mình ra, chứ còn không có cách chi mà tự tử hết nha quý vị nha. Cứ yên tâm mà enjoy the show. Rồi. Thì nói cái vụ mà chị nằm mơ đó, thì bây giờ đó mình nghe những cái bài hát này của chị nè, mà không biết quý vị nghe nguyên cái chương trình của chị thì bài hát gì chị cũng hát rồi chứ. Hôm bữa báo ở bên xã luận gì đó nó cũng đang viết nguyên một bài là tại sao chị hát cái bài giờ này anh ở đâu. Quang trung nắng cháy ra người, giờ này anh ở đâu, Dục Mỹ hay Lam Sơn. Bài đó là sao? Là bài đó là bài nhạc ngụy này nọ kia. Mà chị hát cái chị quơ vô chị hát luôn. Rồi cái nó nói chị phản động rồi đó. Thì bây giờ có bài này không phản động nè. Mà giấc mơ chị thì nhiều, mà chị thì chỉ muốn người trong mơ của chị chết thôi. Thì mai mốt chắc chị sẽ hát bài giết người trong mộng ha. À. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng vẫn đi về. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng quá u mê. Có nhấp không? Nhấp cái vụ nhấp trong mộng là cái vụ đó là mộng tinh nó khác. Này là giết người trong mộng. Hôm qua vừa mới nằm giết người đi. Hôm qua nằm mơ gặp bác Hồ, cái xong sang hôm sau là hát bài giết người trong mộng. Không, nhưng mà trong giấc mơ của chị là Hoài Linh với Võ Hoàng Yên không à. Thì chỉ có hai người đó đáng chết thôi.
làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phu phàng. Trần Nhung nói hát tín dụng hát hay quá, thôi ông làm một bài đầy đủ từ đầu đến cuối luôn. Nhân, đi là tự nhiên là tôi đề nghị cái bà ghét tôi, fan bà ghét tôi, tại vì chỉ là độc quyền cái vụ hát. Bây giờ cái tự nhiên cái mình cũng nhào ra mình hát, mà tôi đâu có tâm sự gì đâu mà hát sao hay được. Đó, xong rồi chị hát những cái bài cho trong này có cái bài của chị nè. Cái bài này của chị nè, chị thích nè. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biệt. Của Vũ Đức Sao Biển ha. Mùa thu nào cho người về thăm chốn xưa. Hoàng hạc bay à, ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó. Thấy chưa? Gửi gắm. Gửi gắm. Chị hai vẫn chờ em dưới gốc sim già đó. Em là đúng rồi, đúng rồi. Em Hoàng Yên đúng không? Nguyên kia chỉ bằng chị. Bây giờ về ta vẫn chờ em như vậy, không lẽ Yên không lẽ chị hai vẫn chờ em không lẽ vậy? Hai đi ha. Hai vẫn chờ em. Hai vẫn chờ Yên. Hai vẫn chờ Yên. Hai vẫn chờ Yên dưới gốc sim già đó. Để hai dân người một đoá đắm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió. Sang lên lang hồn ta chết bao giờ. Yeah, dễ chưa, dễ chưa. Đó, cho nên coi như là chị hai đã tạo nên cái niềm hưng phấn cho tất cả mọi, tức là tạo cái gì? Tạo nên cái gì, cái không phải hưng phấn mà là cái gì quên rồi. Mà ba hay nói á, tức là cái trend hả, hay là cái gì, cái cảm hứng cho mọi người, bà hát mọi người hát lắm. Giờ thấy ông hát cũng hay lắm á, bữa nào ông lên làm một show đi. Rồi thì bây giờ chị đang đau khổ, chị hát sẽ hay, mà biết đâu sau này chị hết thương rồi chị hát sẽ không hay nữa, bởi vì bây giờ chị thắng rồi nha quý vị. Chị thắng. Chị nói chị thắng mà mình cũng thấy là chị thắng. Không phải thắng bên pháp lý. Bên pháp lý, tức là hai bên đều thắng á. Ông Yên thì cũng đã không có bắt được ổng vì cái tội lường gạt rồi. Cũng không bắt ổng vì cái tội lan băm hay là giết người rồi. Ổng vẫn bình thường rồi. Thì đó, ổng thắng phần pháp lý kệ ổng. Còn chị hai thắng cái phần là, chị nói chị thắng là chị muốn ông Yên là võ nằm yên. Ủa thì ổng nằm yên rồi. Ổng đâu có đi chữa bệnh, ổng đâu có xuất hiện. Ổng đâu nói năng. Ổng đâu có khám chữa trị gì nữa. Đúng không? Đó là thắng cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, ông muốn ông Yên phải bị đuổi ra khỏi Tịnh Độ Cư Sĩ. Thì ông Yên cũng đã ra khỏi rồi, làm cái đơn từ chức cái gì đó. Rồi ra khỏi Tịnh Độ Cư Sĩ rồi, thắng rồi. Rồi xong rồi này, nói là trả nợ, ông Yên trả rồi. Đâu còn nợ nần gì nữa, chứ nếu mà còn là ông đâu có được tưng 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 ở ngoài đời nữa. Đó, thắng thắng toàn tập, thắng áp đảo rồi. Đúng không? Rồi chúc mừng chị hai luôn, cho nên không có gì phải chết nghe chị hai. Còn bây giờ mà chị cứ chửi hoài nữa, bây giờ chị có nước là bỏ Nguyên vô trong cái thùng của niêm phong lại chở tới cho bà. Đó là cái niềm vui trọn vẹn. Ta như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời bác nay là chiến thắng huy hoàng, là đóng thùng gửi ông Nguyên về Đại Nam là yên chị. Ok, để trả lời cho Ali Quách, cái bài hát mà anh Dũng vừa mới hát á, là cái bài đó có tên là Thu Hát Cho Người của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển như vừa mới mất á. Vừa mới mất được chắc khoảng chừng 5 hay là 2 năm. Vũ Đức Sao Biển có những cái bài cũng hay nha. Từ là từ phú tương, bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tình chàng, năm mở cánh mơ màng, em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặng đau ý à. Chàng đường xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đám giông phu, giông phu giông luôn trong tình chàng, sao nỡ phụ phàng. Đó,
là Vũ Đức Sơ Biển cũng có luôn bài đó. Không có ai ngờ được là Vũ Đức Sơ Biển chuyên hát những cái chuyên viết những cái bài hát nhạc nhẹ, Không nhạc phải trữ của tình. bài ông Sáu Sáu Lầu hả? Không, ông Cao Văn Lầu Cao là Văn bài Lầu khác. à? Cái đề bài của Vũ Đức Sơ Biển là Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang. À Lời ai ca dưới ánh trăng này. Đó. Phi Bì Huỳnh nói anh Dũng hát hay quá. Thì cảm ơn cả nhà nha. Nhưng mà chị Hằng phải tập bài này, thấy Ừ. không? Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng rừng nước mênh mông đêm gành hào, chợt thương nhớ ai. Đó, thấy chưa? Rây rứt không? Có những bài mà mình phải nên bổ sung đó cho chị Hai hát. Chị Hai hát bài Thu Hát Cho Người Ta Vẫn, Chị Vẫn Chờ Em Dưới Gốc Sim Già Đó rồi. Hay quá. Rồi Giết Người Trong Mộng nè. Làm sao giết được người trong mộng. Đó, rồi Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang nè. Hay là đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn. Ví dụ tới tối cái bài mở ra ông gì ông em đó, ông em trai đó hát bài gì mà về gánh lửa thổi gạo nấu cơm gì đó, ông Võ Hoàng Yên ông có đội cái nó ông hát rồi đó. Xong cái tối cái để cái bên cái giường nằm cái mở lên nghe gọi Võ Hoàng Yên hát là nghe lời cha mẹ mua củi về nấu cơm. Cho bắt đầu cái gì dài dài á. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng soi con đò buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lan ai quán khúc tơ lòng. Đấy chưa? Trời đất ơi, tao nói chị Hai ơi. Trời ơi, nghe tê tái Chết luôn luôn nè. á chị Hai ơi. Cho một tô phở tê tái đi quý vị. Phương Kim nói là thêm còn thương rau đắng mọc sau hè. Không được, không được, không được. Bài đó không được. Bài đó khuyên chị Hai hát là chị Hai giận. Chị Hai không có muốn già, chị Hai không muốn xấu. Mà trong cái bài đó có cái câu gì nè. Bé chị ngồi chị nhổ tóc sâu hay chị em tóc bạc như nhau. Trời ơi, bộ chê bà già hả? Tự nhiên cái hai chị em, chị Hai với Yên ngồi nhổ tóc sâu, rồi tóc bạc như nhau nữa, bà đó có chịu, cho nên bỏ cái bài này ra nha quý Ê, tôi có cái idea này hay lắm nè. Tại bữa giờ tôi cứ dụ ông hát hoài mà ông không hát. Bây giờ quý vị, có một cái tổ chức nào mà mấy em gọi là cần phải cứu trợ hay gì không? Bây giờ mình đóng góp vô đi, nói ok anh Dũng hát một bài. Bây giờ quý vị đóng khoảng chừng mỗi Thôi nữa là kêu người. gọi nữa thì bà mơ lên bà mơ sơn vui vẻ mới bị chửi cái vụ mà kêu gọi đóng tiền nữa đó Nó quý vị à. đóng tiền cho cái tổ chức đó mà. Là tôi không biết Ông nhưng hát từ mà thiện đi, ông hát từ thiện đi. Tôi ủng hộ 100 á, ông hát từ thiện bài đi. Nguyên bài luôn á, tôi để ủng hát hộ từ lên thiện tôi xong cái cho 100 liền bây giờ giờ đây đó. là tôi nói là bây giờ ở trong này là sẽ có một số núp lùm, sẽ có một số fan chị Hằng fan cuồn cuộn như đây, thay vì cuồn trăm thì không vô mà cuồn cuộn Đi báo hả? vô xong cái vô đây cái ta nói thôi ta nói không có muốn nghe tiếng hát, không muốn nghe tiếng hát, cái người tiêu quý vị có muốn nghe người tiêu hát nữa không, cái dưới đây kêu không, cái tôi hát liền không, tôi không còn yêu em nữa. Ở dưới nữa thôi không muốn nghe hát nữa, không muốn nghe hát nữa à, thôi hả quý vị, thôi thôi cái gì đó tôi không còn yêu em nữa cái đó hả? là không, thôi em đừng tới nữa làm gì. Thế là cách gì cũng cố hát được hết À trơn. Quý vị có muốn nghe Phương Hằng tôi hát nữa không quý vị? Không. Dạ Phương thể theo lời yêu cầu Phương Hằng xin tặng quý vị bài hát Không của Nguyễn Ánh Chính. Không đến với tôi nữa làm gì. Rồi nữa cái hát xong quý vị. Ba của tôi rất là thương tôi, khen tôi rất là đẹp và sau này ông muốn tôi hát hay sẽ đem lời ca tiếng hát cho quý vị. Quý vị có muốn nghe Phương Hằng tôi hát nữa hay thôi? Thôi. Dạ thể theo lời yêu cầu Phương Hằng tôi sẽ hát bài thôi. Hay Thôi em đừng đến nữa làm gì. hay tôi nhớ cái này nè, nói gì nói cũng phải khen khen con tiền nổ vợ của tôi nha. Bà mấy mấy bữa hay. nay nó bị cộng đồng quýnh phá dữ quá, nó thức đêm thức hôm nó mất ngủ đó, cái mặt nó thon lại rất là đẹp đó, anh có thấy như vậy không ạ?
đó chứ đẹp chứ, chứ càng ốm càng đẹp, càng ốm càng đẹp. Người ta nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Thấy chị có vẻ đẹp hơn. Chị chuẩn bị lên chị khóc vậy hâm tự tử tự thiêu chứ, mà hai con mắt xanh xanh mứa, tức là có hai cái kem đánh răng á, màu xanh cái màu xanh đánh ra hai con mắt nè, xong rồi lấy khăn chậm chậm sao mà mắt không có tèm lem nha. Đẹp, nói chung là đẹp. So với là mấy tháng trước xuất hiện ở trên livestream thì gần đây là thon thả hơn đó. Cái này là lên điểm rồi đó. Đối với tôi là lên điểm đó nha. Nhưng mà cái tay đó, không, cái tay ở chỗ này phải đi tập chút xíu để cho nó săn chắc lại chỗ này chút xíu, là lúc đó mặc áo xích nách mới đẹp đó. Cái mặt bây giờ đã ok rồi, đẹp không rồi. Có gì hoài. Giờ cái tay tôi là tôi khen chứ hết lời mà ông cứ tìm ra những cái. Ủa tôi ai, khen mà. Ai cũng có những cái mà. Con vợ tôi phải khen đó chứ. Rồi bây giờ đó thì những cái lời bây giờ cái lời hứa của chị á, xong rồi đó, bây giờ khen không đó, thắng rồi đó, rồi hát hay rồi đó. Rồi bây giờ lời hứa nè, bây giờ... Lại có lời hứa hả? Lời hứa rêu phong á phải không? Lời hứa cho một ngàn... Ngàn tỷ. Thì bây giờ đó, có nhiều người, cái như nhiều em lên, có nhiều cái video clip đưa lên những cái giấy tờ mà của chính phủ, của tỉnh Bình Dương á. Nó là cái một trăm mấy chục cái hecta đất gì đó. Là bị nhà nước tịch thu rồi à, không có nữa. Có không? Không, không phải trả lời là có. Dạ. Ủa là có hả? Đâu biết đâu, tôi hỏi không à. Cho nên bây giờ đó mà cho mà 4 hectare đất gì đó mà hễ mà, tức là bây giờ các cái sổ đỏ nó có những cái con số trên đó. Thì bây giờ ở trong cái system, ở trong cái hệ thống đó, tại vì cái đất này bây giờ như vậy nè, có những cái đất á mà đất chỉ dành cho khu công nghiệp thôi. Hồi nãy ông có gọi cà phê mà không thấy cà phê. Không thấy cà phê. Khu công nghiệp thôi. Đóng cho ta. Thì những cái khu đó đó là bụi đất, rồi đường xe hàng, xe thồ này nọ, rồi và chỉ để dành cho những cái chuyên gia, công nhân, cái chuyên gia gì đó ở trong một khúc nào đó thôi, chứ không có được phân lô. Thì ông bả phân lô. Đúng rồi. Thì bây giờ đã nhà nước, chính phủ đã phát hiện ra. Bây giờ đó là ở trên Trung ương đã xuống Bình Dương rồi. Ngày xưa đó, ở Bình Dương hay ở các tỉnh đó, thì người ở đó, ứng cử ở đó để ra làm chủ tịch này, chủ tịch nọ ở vùng đất đó, tỉnh đó. Còn bây giờ thì người ở địa phương khác và do Trung ương chỉ định tới để điều hành cái vùng, cái thành phố, cái tỉnh gì đó. Thì bây giờ Bình Dương không còn là dân Bình Dương lên để mà điều hành nữa. Thì bây giờ tới thời kỳ thanh lọc thì ông Trần Văn Nam gì đó cũng đã bị giải tán rồi. Rồi những cái sai phạm về đất đai đang được lôi ra. Rồi thì có những cái đất mà cho được phân lô phân nền một cách bất hợp pháp bây giờ thì đã xóa sổ rồi nha quý vị. Thì cái một ngàn tỷ kia trên mấy cái miếng đất kia đó thì cũng đã xong. Thì bây giờ muốn bán thì phải cho phân lô phân nền trở lại. Mà cho phân lô phân nền trở lại thì lại trở lại hết mấy chục cái hét, bao nhiêu cái nền mà bị xóa sổ đó cũng phải được trở lại luôn để hai ông bà này bán tiếp đó. Do đó mà cái vụ mà 1.000 tỷ này thì coi như là không biết là bao giờ mới có nha. Còn nhà máy găng tay thì theo cái nguồn tin chính thức là nhà máy sản xuất găng tay này chỉ mới lên cái khung cái sườn thôi. Thì cái khung cái sườn thì nó quá dễ cho một nhà máy vận hành rồi. Và máy móc là nhập từ Trung Quốc về. Máy móc cũ, máy móc đồ second hand á. Thì những cái nguồn tin nó cho biết là nếu mà máy móc cũ, là bởi vì những cái máy móc mà về mà làm những cái vật liệu, những cái sản phẩm này nọ kia mà không có quan trọng về những cái mà xa xí phẩm hay là những cái vật dụng cá nhân hàng ngày cho phục vụ đời sống vậy đó, thì có thể là không có bị kiểm duyệt gắt gao, nhưng mà về y tế thì sẽ bị kiểm duyệt rất là cẩn thận. Do đó cái lô máy móc mà đem về để làm găng tay lại sản xuất bên Trung Quốc, xuất xứ từ Trung Quốc mà lại là second hand, do đó chưa được thông qua, chưa được duyệt để mà đi vào sản xuất, thì có thể là sẽ không được duyệt cái lô máy này luôn, cái lô máy móc này luôn.
Do đó mà cái chuyện mà găng tay thì chúng ta cứ chờ nha, là cũng mong là được duyệt đi nha, để cho để lời hứa của chị trở thành hiện thực. Rồi 15 triệu vaccine gì đó cũng không thấy nha quý vị. Chưa thấy phải là không thấy. Tôi vẫn tin đó nha, tôi vẫn tin. Rồi, bởi vì sống mà không có niềm tin thì cuộc đời nó không có thú vị. Cho nên phải tin là chúng ta sẽ có 15 triệu liều vaccine. Rồi. Còn mà 200 tỷ gì đó mà chỉ hứa là cho người dân á, nếu mà đòi là được của Võ Hoàng Yên, hay là chỉ cho người dân ai mà Võ Hoàng Yên mà lừa người ta thì tới đó mà đòi. À thì cũng chưa thấy biết nó về đâu và cũng chưa thấy nha quý vị. Chưa thấy gì hết. Chưa thấy. Rồi, xong rồi còn cái vụ mà Võ Hoàng chỉ nói là giờ này nếu Võ Hoàng Yên trả 17 tỷ gì đó. 10 thì ông Yên trả 16 tỷ 970 mấy triệu rồi. Thì cũng không thấy bù đắp gì cho những người mà bị Võ Hoàng Yên lường gạt gì hết nha, chưa thấy luôn. Rồi, trong khi những cái khoản tiền tươi mà để thưởng cho những người mà đi hack, đi tìm ra những cái mà nick vô thường với lại đi hack nghệ sĩ nào kia đó thì trao liền 500 triệu gì đó. Trao rồi, cho hứa 1 tỷ. Rồi xong rồi nhờ Nhậm Hoàng Khang gì chỉ nhận 500 triệu thôi. 500 triệu Rồi liền. 500 triệu gì đó thì giao liền. Rồi anh Thi gì đó, anh Thi phản đồ gì mà lên tố ông Yên đó, 500 giao triệu liền luôn. 500 triệu. Còn những cái mà cần thiết mà để cho dịch bệnh này thì chỉ hứa thì chưa thấy. Về đây về chúng em nói là chưa thấy chứ không phải là không thấy nha quý vị. Đó. Rồi thì chúng ta cứ chờ đi nha. Mai mốt là việc người người Việt Nam mình trở thành dân tộc một một cái bộ lạc ở bên Miến Điện, ông biết không vậy? Không, kể đi. Ở bên đó đó thưa quý vị, có những cái bộ lạc mà những người mà sống ở bộ lạc đó đó phải quấn cái vòng vô cái cổ đó, cái vòng quấn từ từ cái nó cứ nâng 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 cái Nâng cổ cái cổ lên, nó lên. dài 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 đó. Ở châu Phi cũng có đó. À, thì biết mà mai mốt Việt Nam mình nó trong cái mòn mỏi chờ đợi của 17 tỷ ngàn tỷ Khỏi người cần nghìn, để cái khỏi dòng cần để không cũng để vô. chứ, cái dòng này cái Đại Nam cái dòng này cái vaccine, cái dòng này cái dòng đền bù đường gạ, thêm cái dòng nữa là găng tay, cái dòng này nó hột xoàn, cái dòng nữa nâng lên nâng nâng khỏi, tức là mình nằm mơ đó quý vị, mình nằm mơ đó quý vị, cái mình có cái dòng đó quý vị. Nào, từ 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 cổ mình đó, cái nó dài ra đó quý vị, nhưng mà xong rồi cái vẫn không thấy, vẫn vẫn không thấy giác gì nữa đâu. Thì qua những cái chuyện mà mình chờ hoài mà không thấy á, thì mình mới hy vọng là sẽ không có một cái vụ tự thiêu nào hết, bởi vì những cái điều nói mà không có đó thì mình cũng mừng. Cái mừng nhất là sẽ không có những cái vụ mà lửa cháy thành Đại La. Tôi nói em nói thành Đại La nha, em nói thành Đờ Lờ nha, nhưng mà nói thành Đại Nam nha quý vị. Đó rồi, còn sắp tới đó thì bây giờ kiện nè, cái vụ kiện thì bà giàu kiện rồi, kiện 1.000 tỷ thì hầu như ai cũng cười, chứ tôi cũng cười, ông cũng cười nữa phải không? Đúng rồi. Tại vì cái chuyện gì 1.000 tỷ, cái tự nhiên cái mới nghe 1.000 tỷ ở bên 4 hectare đất, cái tự nhiên đâu rồi 1.000 tỷ đi thưa. À nhưng mà cái 1.000 tỷ này có cơ sở như quý vị, người ta đưa lên hạch toán, đưa lên cái gì mà Microsoft gì đó, người ta đưa lên đó để người ta, tức là bà này có luật sư rồi, và bà này bà đã lấy là vì là những cái lời mà tố cáo, những cái lời mà xúc phạm vu khống gì của chị hai, bà làm vi bằng hết từ 4 năm trước lần thưa quý vị. Xong rồi bà gom từ đó cho tới bây giờ, trước 4 năm bà thu nhập kinh doanh làm sao, sau 4 năm làm sao, rồi từ đó tới đi kinh doanh làm sao, rồi giờ dựa vào cái thuế income của bà trong ba bốn cái công ty làm sao làm sao làm sao, rồi giờ kéo dài sắp tới làm sao để bà tính ra là cái khoản mà bị thất thoát, bị thất thu, rồi bị trầm cảm, rồi bị về tinh thần lẫn vật chất, rồi giá trị cổ phiếu gì gì đó đại khái là vậy, tính ra hết mới ra cái con số 1.000 tỷ. Chứ không phải mà những người mà đơn giản phó thường dân giống như chúng ta đây, nói 1.000 tỷ đâu ra trời, tự nhiên cái đồ cơm chay lá bồ đề với lại cái gì gì đó nó ra 1.000 tỷ. Nhưng mà có nhiều quý vị đã tính ra hết, nhưng mà bên luật sư kế toán những cái bộ phận hạch toán gì đó,
nó tính ra tới đó, tới chứ mấy không. Rồi bây giờ thì Dr. Thanh đã vào cuộc. À, có chuyện Dr. Thanh nữa ha. Dr. Thanh vào cuộc rồi. Ừ. À. Đó, chai giải ngứa đó coi, cho con kia chai giải ngứa. Không. Nè, uống đi. Mày uống giải ngứa, mày hết ngứa mà mày thành giải ngứa nha, mày hết ngứa mà mày ngứa nha con. Ừ. Đó vậy đó. Xong rồi, uống vô chống sình bụng nha quý vị. Mà nhiều khi đang không có sình uống vô sình. Thiệt là tổn hại, đúng không quý vị? Đó, đó do đó mà ông thưa kèm theo nha. Kèm theo những cái lời nói của bà. Thí dụ như là gọi điện thoại nói cho Nam Quang. Ê Nam Quang, Nam Quang. Nam Quang. Ông Dr. Thanh hai đứa con gái ổng mua bằng ở Nam Quang. Ừ. Bây giờ tự nhiên cái Nam Quang thôi nói vòng vòng đâu có bằng chứng đâu, đúng không? Ừ. Trong khi bà nói lù lù ở trên những cái mà YouTube với lại livestream với lại buổi gì hội thảo gì bà nói. Trời đất ơi, thì là cả triệu người nghe. Người ta download xuống liền. Người ta sao chối cãi được quý vị? Thí dụ mà nói vòng vòng gọi điện thoại nói hay là ồ tao nghe vậy hay tao nằm mơ và thấy vậy vậy thì em nói gì. Ừ. Thì sao mà làm bằng chứng? Còn này mà nói khơi khơi cho nó rồi nói bả là mợ đi đóng tiền học một cái lớp mà vô cảm gì đó đó. Rồi xong rồi nó không cho dây nặng lãi nữa. Cho dây cắt cổ, rồi thưa ổng này nọ, rồi xong. Bây giờ bao nhiêu tội trạng nó ông gom là ông làm, ông quất cho một phát. Đốc Tài Thanh vô cuộc rồi nha quý vị. Xong rồi cái đám sướng ca vô loài cũng vô cuộc rồi nha quý vị. Rồi thì bây giờ đó là đổi về Bình Dương. Bắt đầu đổi về Bình Dương tại vì bà sống ở Bình Dương. Nhưng mà quái quăm một cái là hộ khẩu bà ở Sài Gòn, ở quận nhất. Bà giàu bà cứ đè như quận nhất bà thưa. Thì bây giờ cái số lượng tồn động ở quận nhất nó lên tới 400 cái lá đơn lận. Ok, tại vì hơn ông, 400. Ừ. Sao? Tại vì ông nhắc tới cái vấn đề chị giàu với lại rồi, quận nhất ông. Đó, thành ra tôi có nhớ đến một cái chi tiết này mà phải nói chứ không nó quên đi nè. Hôm nay tôi tha cho em cái đội đa tội đâm sùng lũng đó. Ok rồi, nói đi hai ba. Phải liên can đến cái vụ mà thưa kiện với lại giàu với lại Dr. Thanh gì nè nhỏ nha. Mà lang thang mà cái vụ mà râu ria đó đó là tôi huy động mà 40.000. Ông thấy cái mặt đoàn. Ông thấy cái mặt tôi không? Tôi đang giận ông lắm á. Ừ, tôi giận. Tôi giận lắm nha quý vị. Đang giận ông giận nha quý vị. Rồi ok, okay hai ba nói đi. Chuyện là vậy thưa quý vị. Là có những cái nguồn tin Nam Quang chưa có thể nào mà nói ra được cho quý vị biết. Nhưng mà cái nguồn á, thì cũng rất là khả tín nha quý vị nha. Ok, thì cái này mình cho là một giấc mơ đi. Là chị giàu đã nghe lời luật sư của chị để đem cái hồ sơ từ quận nhất về Bình Dương. Ồ, dám gì vậy hả? Dạ. Ồ, hay à nha, vụ này hay nha. Nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ này thưa quý vị, rừng nào cọc đó không? Quá dở đi. Cái này là một cái move quá dở của chị Hằng. Tại sao mình, cái đất nhà của mình, rừng của mình là ở Sài Gòn, ở quận nhất mà mình không kiện ở đó, mình đem qua sân đội bạn mình đá. Tức là giờ ông đang nói ai kiện ai? Chị giàu kiện bà cuồng cuộn. Thế mà giờ hiện tại bà cuồng cuộn đang, chị cuồng cuộn đang kiện lại bà giàu rồi. Ờ thế không? Thì bây giờ ông đang nói là bà giàu đã rinh cái bộ hồ sơ này chạy lên trên Bình Dương rồi. Chạy qua Bình Dương. Ờ. Thì cái đó là một cái chuyển biến mà Nam Quang nghĩ là nó bất lợi cho phía bà giàu. Ông hiểu không? Dù sao đi nữa. Lại đó nha. No, dù sao đi nữa. Người ta đất, người ta là đất ở Bình Dương, người ta có ăn chịu với nhau hết tất cả ở cái khu đó, ông hiểu không? Cho nên là mình hơi chơi dại, mình đem quân đi đánh xứ người như vậy không được. Ông đá ở trên sân khách lúc nào ông cũng bất lợi hết. Đó là cái lý do là như vậy. Và tôi không nghĩ thêm vậy một nha. Cái chuyện nữa, thì ông có thể ông trình bày cái phần của ông. Tôi đang giận ông đó. Ừ, ok. Tôi vẫn còn giận ông đó. Thì thưa quý vị, nó như vậy. Cái bất lợi là tại sao phía bên bà cùng cuộn là họ ở Bình Dương mà ra họ quen biết ở phía Bình Dương rất là nhiều, cho nên kiện ở bên đó là sẽ bất lợi cho chị giàu. Và thêm một cái nữa là hiện giờ có những cái nguồn tin cũng rất là khả tín, họ nói là ở phía bên cuộn đang vận động bằng
rất là nhiều tiền, vận động rất là nhiều tiền, lên tuốt ở trên đâu, ở trên cao đó, thì quý vị trên mây đó, giấc mơ mà đi mây về gió, vận động nhiều tiền là cỡ nhiêu, trăm triệu, 500 triệu, có khoảng chừng 20 tỷ. Ồ, 20 vận tỷ động để mà ở phía trên đó moi móc lại cái vấn đề cái bà giàu này. Hồi trước bà làm ăn sao, có vấn đề nào mà nó gian dối hay là bất chính hay không? Đó là cái... Ồ, như vậy là không phải bà kiện mà là bà tố cáo. Hai cái là khác nhau. Kiện là cái nào mà có liên quan tới mình thì mình mới kiện. Còn không liên quan tới mình... Là có nghĩa là cuồng cuộn tố cáo. Tố cáo, đó. Okay. Thì đó là một cái vấn đề cũng rất là bất lợi cho bà giàu hiện giờ. Tại sao thưa quý vị? Nam Quang nói với quý vị rồi. Những cái người... mà hiện giờ giàu nứt đố đổ vách ấy, mà vài chục ngàn tỷ ấy, thì không ít thì nhiều họ đều dính vô đất đai bất động sản hết, cũng phải có đi đêm ha. Yes, họ có đi đêm với chính quyền hết. Thành ra nếu mà bây giờ chính quyền mà họ muốn quay lại để họ rờ vô bất cứ người nào thì người nào cũng chết hết, chỉ có cái là có thuộc phe nhóm của họ hay không thôi. Không hiểu ý tôi nói không? Chứ còn rờ vô ai cũng chết hết. Rờ vô bà giàu cũng chết. Rờ vô cuồng cuộn cũng chết. Rờ vô mấy ông tỷ phú lung tung gì đó đều chết hết. Các bạn hiểu không? Hiểu. Tại sao họ dùng tài sản, tài nguyên của đất đai của quốc gia để họ chuyển thành tài sản của họ với một cái giá rất là rẻ, với giá rẻ mà. Thì đó tại sao họ giàu một cách nhanh chóng như vậy. Thành ra nếu như mà họ là những cái người mà họ biết điều á, thưa quý vị, họ cảm thấy họ tội lỗi, họ gây ra quá nhiều tội lỗi cho dân tộc, cho đất nước, cho người dân. Tại sao quý vị? Những cái người mà giàu lên từ cái việc mà đốn hết rừng ở trên Gia Lai Kon Tum á, đốn hết rừng trên Buôn Ma Thuột á, đốn hết rừng miền Trung mà gây bão lụt hàng năm cho đồng bào miền Trung á. Quý vị thấy không, bão lụt hàng năm như vậy đó, mà nước nó đổ từ trên nguồn xuống mà nó không có cây để nó chặn lại thì nó đổ rất là nhanh, nó làm thành bão lũ. Đúng không thưa quý vị? Ra là dân ở dưới này hứng hết, hứng hàng năm hết. Thành ra cái đó, cái tội ác đó là ở đâu ra? Nếu như mà không có những cái người nó gây ra cái tội đó thì Hoài Linh đâu có cần phải vận động bà con đóng góp tiền tỷ này vô để hàng năm đi cứu chợ bà con bị lũ lụt, phải không quý vị? Chúng ta đâu cần phải là cứu chợ đồng bào bị lũ lụt hàng năm, phải không quý vị? Cho nên mình chưa, bây giờ mình chưa có muốn lôi ra, nhưng mà đó là những cái người mà gây ra tội ác đó, những cái nguồn gốc là nó nằm ở đó. Chứ còn bây giờ chúng ta toàn đi chữa lấy cái ngọn không à, đúng không quý vị? Những cái người mà những cái gia đình giàu, những cái dòng họ giàu thật là giàu đó, họ làm những cái thủy điện nhỏ ở phía trên thượng nguồn đó, tiền bạc thì họ hốt, tới lúc trời mưa quá chịu không nổi nữa họ mở đập một cái, ở dưới này là tràn ngập luôn. Những cái sinh mạng mà bị nước cuốn nó đi, ai đền cho họ thưa quý vị? Hay là cái đó là lỗi của thiên tai? Không có thiên tai gì ở đây hết đó. Mất mùa chết người thì tại thiên tai, mà được mùa là tại thiên tài đảng ta. Nam Quang nói với quý vị á, sẽ tới một cái lúc mà tất cả những cái người làm giàu trên xương máu của đồng loại, làm giàu trên xương máu của nhân dân, từ từ họ sẽ bị khui ra hết thôi. Hiện giờ họ cứ cắn lẫn nhau, ok, chết được nào hai thằng đó, mấy đứa tham nhũng, mấy đứa làm giàu trên xương máu đồng loại, làm giàu trên xương máu của nhân dân, chết đứa nào Nam Quang mừng đứa đó. Ok, nhưng mà làm một lần thì họ không có thể nào họ có khả năng họ làm được, thưa quý vị. À, thành ra họ làm từ từ như vậy, Nam Quang cũng happy, đúng không? Chặt được ông nội nào hay là bà nào đó thì càng tốt. Lấy tiền về bỏ vô ngân khố quốc gia giúp cho dân. Tịch thu đất lại, lấy tiền đó. Tịch thu tiền lại, lấy cái đó đi mua vaccine COVID chích cho dân. Ủa chứ phải gửi ngân hàng lấy lãi nha. Đúng không? Tiền nhàn đó mà. Thành ra bởi vậy là cái bà giàu này đó, là cũng phải cẩn thận. Ok, đừng có tự tin ngủ quên chiến thắng. Bà mà chiến rồi thắng cuối mà ngủ cùng gì? À, thì đó là
là ngủ gục quá chứ không phải ngủ quên. Đừng có tự hào hay là ngủ quên gì hết đó nha. Coi chừng một cú hồi mã thương từ con cuồng cuộn là lúc đó là chị là không có kịp đâu. Lúc đó tỉnh ra là không có kịp đâu. Ok, vậy thôi, trở lại với anh. Còn bây giờ ý tôi hoàn toàn đồng ý ông về mấy cái vụ mà rừng bị tàn phá nha, rồi bão lũ liên miên ha, rồi năm nào người dân trong và ngoài nước ha, cũng dồn tiền đổ bạc để cứu cho những người dân miền Trung ha, mà không có một cái cách mà không có cách nào mà khả thi như trồng lại rừng hay là dẹp mấy cái trồng lại rừng phòng hộ nè, xong rồi mấy cái mà thủy điện rồi hay là có những cái phương pháp nào mà đừng có xả lũ mà để cho giết người dân, hay là thông báo trước cho người ta, hay là di tản như thế nào đó để cứu dân. Thì bao nhiêu năm trời mình không thấy có gì thay đổi hết, thì đúng là tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Bây giờ trở lại cái vụ kiện thì vậy nè thưa quý vị, chắc có lẽ là bà thấy là Bình Dương đang bị rúng động bởi vì Trung ương đang xuống để mà thanh tra đất đai, rồi rất là nhiều người cùng với là ông Trần Văn Nam gì đó là đại biểu của Quốc hội mà thắng cử rồi, bây giờ được Trung ương dẹp qua một bên bởi vì sai phạm về đất đai chung với là ông Dũng Lò Vôi đó, lấy đất của nhà nước rồi lấy những khu ở của công nhân để chuyển đổi để phân nền để bán, rồi xong rồi mà bán hay lắm nha, bán nhưng mà không có đóng thuế, xong rồi cái bán nhưng mà hãy mà thanh tra xuống á thì ổng kêu những người mà mua đất á là kinh như là để đất đóng góp trở lại coi như là hùn vốn. Thì hùn vốn sao đóng thuế đất người ta mua được. Hay lắm nha. Trời ơi, qua cái vụ này giống như là mình mà cái giảng mình cái não của mình nó giãn ra thứ gì. Nó giãn ra xong rồi cái mình học được nhiều cái mà mua mẹo rồi xong rồi những cái mà của những người nhà giàu bất chính ở bên Việt Nam nha, rồi xong rồi chính quyền, rồi xong rồi những nhà đầu tư ha, rồi những người mà vào nứt đố đổ vách ở trong quân đội công an này nọ kia, cho mình biết được nhiều cái hay lắm quý vị, thiệt là thú vị đó. Ok, thì bây giờ đó ở bên Trung ương đó, đã xuống với Bình Dương rồi. Thì cái bà già này bà tin là đã tới Bình Dương rồi, đã thanh tra Bình Dương rồi, thì Bình Dương có dám làm bậy không quý vị? Có dám thiên vị không quý vị? Có dám ăn tiền ăn bạc gì của ông Dũng Lò Vôi không quý vị? Và cái người mà đỡ lưng cho gia đình của Đại Nam thì cũng đã bị túm rồi thưa quý vị, đã bị thất sủng rồi, đúng không? Thì bắt căn cứ vào những cái điều đó rồi, nếu mà thật sự mà bà muốn Bình Dương, muốn xuống Bình Dương thì chắc bà cũng có lý do. Bây giờ những cái người nó thất sủng hết rồi, tan tác rồi, đúng không? Thì trời đất ơi, nhiều khi xuống đó nó còn mạnh hơn lỡ ở Sài Gòn nữa à. Rồi còn cái vụ mà mấy chục tỷ gì đó mà ông nói đó, cái nguồn tin đó đâu ra tôi không biết, nhưng mà tôi thì theo tôi nghĩ là trong cái 36 binh pháp tôn tử gì đó có một cái dạng như là kim thiền phát sát hay là đại cái dương đông kích tây không? Giờ nhiều khi cái bà nội kia bỏ ra chừng 10 tỷ thôi, nhưng mà bắn tin ra ngoài cho tới tay bà giàu, chị giàu bên đó thả ra 10 tỷ rồi đó. Chị thấy sao? Bên đó thả ra 20 rồi đó. Chị muốn thắng cái kèo này không? Cái rồi. Gì mà mua không được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền. Đúng rồi. Thả kèo ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Thật sự ra, tôi cứ vậy, cái anh Dũng anh nói đúng lắm. Cái bà cuồng cuộn này bà bỏ ra được 20 tỷ thì chị giàu dư sức bỏ ra 30 tỷ, 40 tỷ. Tại vì bà giàu đã có lần là ủng hộ vô cho chùa cả 100 tỷ mà. Thì bây giờ người ta biết rồi đó, nó bây giờ đó. Bây giờ sao? Bây giờ chị muốn sao? Thành kèo ra cái vụ này gọi là ngư ông hưởng lợi, đúng không? Đó. À, châu bò hút nhau rồi ngủ chết. Nha. Yeah. Cho nên á, tôi bảo đảm cái anh là các bạn có biết không? Cái cuốn binh pháp tôn tử của tôi cũng đã gửi tặng lên cho Trung ương rồi đó quý vị. Đúng rồi. Trong đó có cái mà thả mồi bắt bóng nha quý vị. Rồi dương đông kích tây nha quý vị. Rồi thả con tép bắt con tôm nha quý vị. 36 cái binh pháp tôn tử đó là được cấp trên đó là áp dụng rất là nhiều. Và trong cái trường hợp cái bà giàu này cũng nên áp dụng với bà để cho bà xì tiền ra nghe quý vị. Các bạn có biết không? Các bạn có thấy chưa? Đó. Đó, thì những điều ông nói thì bây giờ đó ý tôi là vậy.
Bởi vì ta nói hư hư thật thật, thế là binh pháp tôn tử nó có dạng mà hư hư thật thật. Đó, nên những người tưởng thật là mà hư đó là thật. Đó là phải tung quả mù rồi phải phải coi như dương đông kích tây rồi phải làm loạn lên như vậy. Đúng không? Thế thì tôi nghĩ vậy thôi, chứ còn mà thấy vậy không hẳn là vậy. Đúng không quý vị? Thiệt là thú vị. Thú vị như là thí dụ, ok, trong lúc mà anh Dũng đang nói chuyện thì Nam Quang có quét một ít rác, thưa quý vị. Bữa nay rác với lại phân tùm lum tà la. Đỗ Julian đó là hôm 13 được tòa án mời. Hôm bữa hiện tại bây giờ thì công an nó chưa ra văn bản chính thức là về cái vấn đề mà chị cuồn cuộn thưa kiện gì đó. Nhưng theo nguồn tin mật thì chị đã nhận rồi, nhận cái giấy là bác đơn với lại đại khái là không đủ chứng cứ về cái vụ này lừa đảo lừa gì đây nè. Do đó mà chị mới nói là chị sẽ rút đơn chứ không kiện nữa, và chị đã thắng. Chứ nếu mà không có văn bản chính thức đó, là với cái lá gan 50 ký là chỉ là người chiến binh mà đến đấu tới cùng, làm sao mà chị lên, chị tự lên mà chị tuyên bố là chị rút đơn, đúng không? Là chị có văn bản rồi, nhưng mà chính thức mà để cho ra ngoài báo đài đăng lum la rồi đây về phía bên ông Nguyên người kia thì bên ông Nguyên chưa có văn bản đó. Nhưng mà chị có rồi đó. Đó thì bây giờ nó là lường gạt thì không có, mà chỉ là nạn nhân thì gia đình chị, nhà chị không ai bị bẻ cổ hay là kéo lưỡi hay là không ai bị cái gì là nạn nhân của ông Nguyên hết. Do đó cái vụ thư kiện này bất thành rồi, vậy thôi. Vậy hả? Bất thành rồi hả? Bất thành rồi, okay, xong rồi. Bây giờ tản mạng chút xíu quý vị. Về vụ gì, chủ đề tản mạng. Nhưng mà ông có còn nói gì nữa không? Không, thì bây giờ chỉ có hai cái. Một cái là... Ông nói hết đi, rồi chút nữa tôi tản mạng cái này, tại tôi có nốt xuống rồi. Ông có nốt xuống rồi phải không? Rồi. Bây giờ... hôm bữa có cái vụ mà chị chồng của Phi Nhung, tự nhiên chị chồng Phi Nhung gọi cho chị ai. Ông có nghe cái đó mà phải không? Nghe thú thật với ông là tôi chưa có nghe đó, ông cứ trình bày cho mọi người nghe đi, hay là ông có thì ông mở lên cho mọi người nghe. Cũng vui lắm, cũng vui. Cái gì chị phải không? Tôi á là tôi ở đó là tôi bạn của anh Dũng nè, anh Dũng là vô đó, mà tôi gọi anh không có được, chắc tại vì anh thấy cái số phone lạ cho nên ảnh cúp máy á. Cái bảo đi dạ rồi sao nữa chị? Đó thì bây giờ tôi á là chị chồng của ca sĩ Phi Nhung, mà tôi nói cái này nha, là chị hứa chị đừng có nói cho ai nghe nha, không tôi là chị chồng của ca sĩ Phi Nhung vậy đó. Rồi xong cái hứa, dạ em hứa vậy em không nói nha. Mới ngày hôm qua nguyên một cái video clip đó là cả triệu người nghe luôn, chứ không ai lừa, không có nói cho ai. Bà này không có giữ lời hứa. Ta gọi đi cho bà, cái bà chị chồng đó, bà tố Phi Nhung cái gì. Trời, chị phải hứa chứ không thôi mà biết được á, mà bên gia đình biết được á, là coi như là tôi là cũng bị rắc rối đó, tại vì tôi là chị chồng của Phi Nhung mà. Con Phi Nhung thế này đó, nãy kia cái kể ra. Bây giờ cái có những niềm riêng mà ai cũng biết. Trời ơi, bây giờ nó lan tràn quý vị. Rồi là lên tố đó, ơi đã ơi, ta nói cho nên thời buổi bây giờ quý vị gọi điện thoại, thứ nhất là gọi cho phụ nữ, đừng có bao giờ mà tin lời hứa là đừng cho ai biết nha quý vị. Hoặc là những cái điều gì mà muốn là đừng cho ai biết thì nên tốt nhất đừng nói qua điện thoại. Xong rồi là phải dặn trước là không có được thâu, không được ghi âm cái gì đó. Xong rồi mình nói ta đừng thâu nhưng mà mình thâu. Mình thâu à. Tại vì tại sao thưa quý vị? Đề phòng bên kia, nó mà thâu, mà nó cắt, nó ghép thì mình, tao cũng có bản chính nhà mày, đúng không? Mày thâu hả? Mày tưởng tao không thâu, tao dặn mày không thâu, nhưng mà tao thâu. Thì khi mà bên kia mà nó phát lên cái video mà có cái câu, thì nó sẽ cắt cái câu mà mày nhớ đừng thâu nha hôn. Cái nó cắt cái câu đó đi. Thì trong bản chính của tao có dặn mày rõ ràng nha. So ra hai cái bản nha, một cái bản chính, một bản cắt ghép nha. Cho nên... quý vị không, mình không có suối, không có suối, không có suối với quý vị, mình không có suối với quý vị. Nhưng mà nếu mà dặn người ta đừng có thâu,
Ủa, mình dặn ta đứng thâu chứ mình đâu có dặn mình đứng thâu. Mà mình thâu để mình tự bảo vệ cho mình. Giống nó lỡ bên kia. Giống như thiền nó phải thâu chứ. Phải thâu. Tại bà kia bà không thâu thôi. Tại bà không thâu chứ bộ. Đúng không? Thì thâu. Nếu mà bên kia mà nó đưa ra chỉ có 2 phút thì mình quất ra một cái 40 phút liền. Đúng không? Đó, nó là vậy. Rồi giờ ví dụ mà nói đến Phi Nhung, mới nói cái vụ Phi Nhung thì ông nghĩ là nó, bà Phi Nhung thì bà có trôi qua một cách nhẹ nhàng không? Chứ tôi nghĩ là chưa là đâu. Trấn Thành thì trôi qua rồi đó. Chưa đâu. Rồi Hồng Vân cũng trôi qua rồi đó. Vấn đề là tôi đi thưa thì chuyện của người ta thôi. Nhưng mà hai cái nhân vật mà bị lôi đầu vô mà bị tấn, mà tấn tấn đến thân bại danh liệt chung với ông Yên á. Cái vấn đề chỗ này là chắc là ngày vậy. Con vợ tôi đó, con tiền nổ đó, nó sẽ không có chửi nữa đâu. Đúng không? Nhưng mà dư luận, cộng đồng mạng họ vẫn chưa có đơn với lại Phi Nhung. Cộng đồng mạng họ chưa đơn với lại Phi Nhung là tại vì gần đây nó còn có nhiều những cái video clip mà nó là cái proof ấy, nó chứng minh là Phi Nhung, những cái gì Phi Nhung nói là sai. Phi Nhung nói không có thật lòng. Đó, giờ rất là nhiều clip mà ngay cả cái clip của Lưu Chấn Long, đúng không? Có một cái clip của Lưu Chấn Long, cái người mà đứng ra, cái anh chàng ca sĩ trẻ mà vừa rồi lên tiếng chửi cả bà Cuồng Cuộn và cả Phi Nhung luôn đó quý vị. Thì Lưu Chấn Long vừa rồi có kể một cái chuyện là anh ta có chứng kiến cái chuyện là Phi Nhung là đi hát cho chùa mà chùa đưa 5 triệu xong là Phi Nhung đòi 40 triệu mà. Ra có nghĩa là, thưa quý vị, là Phi Nhung có quan tâm đến chuyện tiền bạc chứ không phải là không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Thành ra những cái gì mà Phi Nhung nói, ồ, đó là quản lý của chúng, của tôi không có quan tâm đến tiền bạc, tại vì tôi quan tâm tiền bạc là sẽ không có cái cảm hứng để mà hát nữa thì nó đó là có vẻ là hình như nó cái lập luận đó, cái lời giải thích đó nó không có được đứng vững, thưa quý vị. Ông nghĩ sao? Nên bữa trước mình cũng có nói về vấn đề này. Thì đó, thì có nói về cái vấn đề tiền bạc. Nhưng mà bây giờ chúng thấy cái cộng đồng mạng bây giờ, ngay cả cái cô Hoa hậu gì đó, cổ lên cổ nói, rồi có nói là Cường nên đòi tiền rồi lại. Thiệt ra Phi Nhung cũng không biết tiền là nhiêu, thì Hồ Văn Cường thì cũng đâu có nhớ tiền là bao nhiêu. Căn cứ vô đâu để biết tiền Hồ Văn Cường hát được bao nhiêu hình xô để mà đòi này đòi nọ. Tại vì như vậy nè, thưa quý vị đừng có suối Hồ Văn Cường làm thêm cái chuyện bất nghĩa đó là đòi tiền. Bởi vì gia đình, cái kiến diện đòi tiền hay không đòi tiền là ba mẹ của Cường chứ không phải là Cường nữa. Tại vì cái lúc mà giao cho con, cho Phi Nhung để tuốt lại từ một con vịt bầu thành con thiên nga thì cũng giao bằng miệng chứ có giấy tờ gì đâu. Đúng không? Rồi cái cũng không có cam kết là bà diễn được bao nhiêu tiền, bao nhiêu một xô, xong rồi hưởng được bao nhiêu phần trăm, không có tờ giấy lận lưng nào hết. Rồi quý vị cứ lên quý vị suối nhỏ đi đòi tiền thì này Dũng không có binh Nhung. Nhưng mà riêng về bé Cường đó thì thôi, bây giờ những cái chuyện đã qua coi như cái đó là giữ tình cảm êm đẹp và cái tình đối với nhau, và cái công ơn của mẹ Nhung đã ít nhiều gì thì đã tuốt mình, đã dạy dỗ mình, đã nâng đỡ mình, đã dìu dắt mình thì thôi. Cái đó nhiều khi nhiều người có tiền mà trả cho mẹ Nhung, mẹ Nhung cũng không có nhận để mà nâng đỡ nữa. Đúng không quý vị? Đúng rồi. Thì bây giờ mình đã được như vậy rồi thì thôi, đời mình còn dài, năm nay mình 18 tuổi, mình còn tới mấy chục năm để kiếm tiền nữa lận. Đúng không? Bây giờ cái mình nằng nặc, mình nghe lời cộng đồng mạng, cái mình đi đòi tiền đòi bạc, cái thành cái hình ảnh mình nó xấu. Cái mình chỉ biết tiền, cuộc đời không phải lúc nào cũng tiền. Đúng là đồng tiền nó quan trọng, nhưng mà mình cứ nghĩ cái mình được đi. Được ta biết tới mình nè. Rồi gia đình mình cũng được lên đây sống với lại mẹ Nhung cũng được gần mình nữa nè. Rồi xong rồi mình có show hát nè, mình được lên truyền hình nhiều nè, mình được PR nè, mình được quảng cáo nè, mình được mẹ Nhung truyền nghề nè, rồi đủ thứ, bao nhiêu cái thứ được nè. Như vậy thì cái tiền đó nhiều khi có nhiều người có tiền nhiều hơn mình, người ta đâu có được đâu, mà mình được, mà mình được đi học trường quốc tế gì đó, tôi nghe nói biết cái thật hư làm sao. Nhưng mà bây giờ Cường lẫn cha mẹ của Cường hay nghĩ đến những cái mà mình được, đừng có nghĩ, đừng có nghe lời những cái người ngoài. Đương nhiên Dũng không nói người ta sai, nhưng mà cái điều người ta tư vấn á, mà nếu mà mình không có đắn đo suy nghĩ cho kỹ á, thì mình bị mang cái tiếng á, là mình chỉ có biết tiền thôi.
rồi mình không có nghĩ đến những cái năm tháng qua mình đã gặt hái, mình đã được rất nhiều. Cả hai mẹ con đều rong ruổi trên cái đường đời lẫn nghệ đường nghệ thuật, mình được nhiều quá. Mà nếu mà mình không có mẹ Nhung thì với cái là con nít của mình không ai dìu dắt gì, không ai giới thiệu xô, không ai gửi gắm nữa, không ai chăm sóc gì, thì mình có xô không, mình có tiền không, đúng không ạ? Mà mình còn quá trẻ, 18 tuổi thì mình còn tới mấy chục năm nữa mình tha hồ mình kiếm tiền. Mình tiếng mình có trước rồi tiền mình nó tới sau. Mẹ Nhung với mình là đã hai mẹ con đã gắn bó với nhau để tạo nên cái tiếng rồi, thì từ tiếng mới có tiền, thưa quý vị nha, bé Cường nha, bé Cường, ba mẹ bé Cường cũng vậy. Nên nhớ là con mình đã nhìn, mình nhớ đến những gì mà mình đã được, chứ đừng có nghe lời người ta cái mình thấy toàn là những gì mình đã mất không à. Giống như nguyên một cái ly, cái mình nguyên ly nước đầy, cái mình bị làm đổ miếng, cái mình chụp lại kịp, cái mình thấy chết cha, mất hết một khúc rồi. Nhưng mà mình phải nghĩ, trời đất ơi, mình còn được tới hơn nửa ly lận. Thì mình phải nghĩ đến cái mình còn được hơn nửa ly. Chứ mình cứ nghĩ đó, mình mất hết 1/3 ly nước cà phê rồi, cái mình đau buồn, mình nói trời mất rồi, tiếc quá, tiếc quá. Ủa, nếu mà mất hết luôn nguyên ly thì sao? Đúng không? Đúng quý vị. Rồi á, thí dụ như cái này mình phải nghĩ đến cái mình được. Dũng nghĩ giờ để Dũng nói cái này cho quý vị nghe, về những cái mình phải tự nghĩ về những cái mình được, để mình an ủi mình, để mình lấy lại cái đó là điều may mắn cho mình. Ví dụ như ví dụ như là Dũng đi, tự nhiên cái năm tôi 40 không, 44 mấy gì đó, cái đi thử máu cái phát hiện ra là cholesterol, trời đất ơi. Xong cái tôi lo quá trời luôn, trời đất, sao lại bị mỡ trong máu cái gì kỳ gì. Sau cái khoảng thời gian đó rồi, cái mình lại nghĩ về những cái mà mình được, trời đất ơi, người ta đó mới có hai mấy ba chục, tôi nghe bạn bè nó chở em cũng bị nè, năm ba chục em cũng bị, hai chục hai mấy em đã bị cholesterol. Cái mình tự an ủi mình, mình nói trời đất ơi, đến 40 mấy tuổi mình mới bị cholesterol mà, tức là mình vẫn hơn được nhiều người khác, đúng không? Mà cái lượng cholesterol của mình hình như là có 100 mấy, trong khi người ta tới 400 mấy chục, 300 mấy chục cái gì gì đó. Ủa thì mình được chứ, mình được nhẹ hơn nhiều người. Mình tới 4 mấy tuổi mình mới bị, trong khi người ta mới có 3 mấy tuổi người ta đã bị. Tức nghĩa là người ta, nhiều người còn bị nặng hơn mình, còn bị lâu hơn mình, còn bị sớm hơn mình. Ủa gì thì mình phải nghĩ đến những cái mình được. Thì bé Cường cũng vậy, và cha mẹ bé Cường cũng vậy, hãy nghĩ đến những cái mình được. Đừng có nghĩ đến những cái mà mình mất, cái mình không xây được cái nhà, rồi không có tiền, rồi mất tiền bên này bên nọ. Ủa sao mình không nghĩ là mình phải đóng học phí cho mẹ Nhung? Mình phải đóng tiền cho mẹ Nhung, mẹ Nhung có lấy tiền học phí mình đâu? Có lấy tiền nuôi mình đâu? Có lấy cái tiền công mà đã tuốt mình đâu? Đúng không? Có lấy cái tiền công đã dạy dỗ mình đâu? Đúng không quý vị? Cho nên bây giờ chuyện đã qua rồi, mà mình nghe cộng đồng mạng người này xúi người kia biểu, cái lại mình làm trầm trọng thêm cái vấn đề sức mẻ tình mẹ con lẫn tình thầy trò. Bởi vì trong cái tình mẹ con của Phi Nhung với lại bé Cường còn có tình thầy trò nữa. Như vậy thì bé Cường với cha mẹ hãy nghĩ đến mình có quá nhiều về cái nghề đi. Cái nghề không thấy ai mà đóng tiền để mà được học, để được đào luyện như vậy. Có những người bước vào đại học mỗi gì đó, có những cái trường văn hóa nghệ thuật hay là nhạc viện đó, là học ở trong đó 7 năm ra nghề bằng một cái con số không. Kiến thức thì quá nhiều, nhưng mà cái hành trình, cái kỹ thuật với lại cái cách đứng trên sân khấu, để mà cái kinh nghiệm để mà từng trải để mà đứng trên sân khấu là một con số không. Trong khi bé Cường được mẹ Dung dạy, được đứng trên sân khấu, được học cách biểu diễn, được học cái cách mà phát âm, cái khẩu hình, cái như thế nào để lấy lòng khán giả. Đúng. Cái cách nói năng, cách giới thiệu. Trời đất ơi, cái đó ai dạy cho mình? Đúng. Mình được ngôi sao dạy cho mình. Đúng. Quá tốt rồi, người ta đã học tới 7 năm. Mình học có vài năm bằng cái thực tế là đi diễn chung với mẹ Nhung. Đúng. Như thì được quá nhiều rồi, đúng không? Cho được nên cộng đồng nhiều. Mạng. Cộng đồng mạng thôi, đừng có xúi bé Cường đòi tiền nữa. Đừng có xúi mẹ bé Cường tính ra con số tiền là nhiêu, trả lại. No. Cái đó là không có đong được, không có đong đếm được. Hoàn toàn đồng có những cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa mình không có đong đếm được. Mà Dũng nói nha, cha mẹ bé Cường nè, nếu mà hôm nay mà nghe lời Dũng nè, thì sẽ thấy biết một điều, có những nhà giàu muốn con mình đi hát, phải bỏ ra 50.000, 70.000, cả 100.000 để đưa lên game show, để đưa lên mấy cái trung tâm lớn ở bên nước ngoài, ở bên Mỹ, Dũng không có nói là trung tâm nào nha. Bỏ ra những cái số tiền rất lớn, cả 100.000 để được xuất hiện ở trên sân khấu. Phải bỏ tiền ra để người ta biết tới mình. Chính nha. Chính xác. Tại vì bây giờ, thời bây giờ nó khác hồi xưa. Thời bây giờ với một cái đứa bé mà như bé Cường mà
hát bằng bản năng, bằng cái mà giọng trời cho, không có một cái gì gọi là trau chuốt của nghề nghiệp, của kinh nghiệm hết. Đi ra ngoài đi kiếm tiền thử coi coi có được người ta chèn ép, người ta chà đạp, bị đồng nghiệp chà đạp, bị bầu xô chèn ép, rồi bị này bị nọ để mà ngôi lên rồi phải hát chùa, hát miễu, hát đúng free, hát không tiền, phải hát lót, hát này hát nọ không? Trong khi mẹ Nhung đã lót sẵn cho mình một cái con đường đi, mình không phải chịu hát lót, mình không chịu bị hát chùa, hát ghép, hát tam ca, tứ ca, không có bị trải qua những cái chặng đường nghệ thuật mà kinh dị như vậy, thì phải biết ơn, đừng có nghe lời hay đừng có chát chiết với lại fan phiết thì nó xuống mình làm bậy cái mình mất đi cái tình nghĩa với lại cái hình ảnh của mình. Còn có bao nhiêu người đây gửi con hát nha, bỏ tiền ra 5-7 ngàn, chục ngàn làm CD và ai mua nữa thưa quý vị. Là một cái kênh YouTube, vụ YouTube tự nhiên mới ra ai coi, phải gửi cho các cái công ty mà về media truyền thông music cái gì gì đó, gửi lên đó đóng tiền ngược lại cho người ta, để người ta đưa con mình lên, xong rồi ghép vào những cái giờ vàng, giờ bạc, giờ cái giờ mà có nhiều người coi nhất, những cái kinh nào có nhiều người coi nhất, rồi làm tuốt lên hình ảnh mình đẹp này nọ kia để càng có nhiều người coi, đúng không? Cái đó hả? Cái đó là hoàn toàn là phải bỏ tiền ra nha bé Cường, đúng nha mẹ quá. Con bé Cường đúng quá. Số 1, những cái tiền bỏ ra rất là nhiều mà mình tim, không bỏ tim, tiền bỏ ra luôn. Mà mình được hay quá nhiều thứ, bây giờ cái mình quặt ngược là mình đi đòi tiền. Bây giờ chú Dũng đang không có nói về hôm cái vụ cái gì nói hay gì. Tại vì cái đó tôi đã từng trải qua, tôi đã từng thấy, tôi đã từng chứng kiến mà. Tôi đồng ý hoàn toàn luôn, nãy giờ không có gì sai đó, đúng quá trời luôn. Tôi hồi xưa đó, cái vụ mà trả tiền để lên mấy trung tâm lớn để mà trả tiền, mà hát được một lần là cả trăm ngàn đô là 2,5 tỷ đó, gia đình bé Cường có để mà bơm cho bé Cường lên để được người ta biết tới không? Đúng rồi. Muốn qua Mỹ ca sĩ cũng phải có tài sản. Đúng rồi. Phải có tài sản thế chấp, phải có ba tiền trong mang nhạc cao cả vài trăm triệu, vài trăm tỷ, bao nhiêu ngàn đô đó, phải có income, phải có mang gì là mua đứa con nít gì muốn qua Mỹ cái qua, nếu mà không có sự đỡ đầu của mẹ Nhung và cái công ty cái gì vậy đó. Thì đây chú Dũng không hề binh mẹ Nhung, mẹ Nhung tốt quá, phải tuyệt đối tân lời mẹ Nhung là không có, không hề. Mà chú Dũng đang phân tích để cho bé Cường với gia đình thấy là ngoài cái tiền bạc còn có ơn nghĩa, là cái cách mà sống ở đời có qua có lại với nhau, hãy nghĩ đến những cái mình được, đừng nghĩ tới những cái mình mất rồi oán hận cái người mà từng nâng đỡ mình. Đừng có nghe những cái lời ở ngoài không phải ai nói cũng đúng. Người ta chỉ biết có tiền, không có tiền. Tiền bé Cường đâu rồi, tiền của ông Cường đâu rồi, thể sống đứa nó. Để cho gia đình người ta, cái người mà thắc mắc chính là ba mẹ bé Cường mới có quyền đó. Quý vị cộng đồng mạng này không có cái quyền đó để mà lên suối tầm bậy tầm bạ nha. Rồi đó thì cái chuyện mà của bé Cường là vậy. Tại vì Dũng đã từng trải qua, Dũng đỡ một cái là Dũng đã từng trải qua, nhưng mà lại là bước từ bên sân khấu khiêu vũ bước sang ca nhạc. Thì mình lúc đó mình đã có những cái thành quả bên khiêu vũ rồi, mình vào đoàn nhà nước, cái đoàn chính quy có nhà nước rồi, xong rồi mình không có phải mà bắt đầu từ con số 0 giống như ca sĩ trẻ để mà hát lót. Trời ơi, chờ đợi nó bắt mình tới, bầu số bắt mình tới cho sớm. Chờ từ lúc mà chưa mở màn, hãy mà không có ca sĩ ngôi sao tới thì nó đẩy những người cái ca sĩ trẻ đó ra hát thế mẹ luôn. Còn mà có ca sĩ lớn ngồi chờ nhiều khi tới 11, 12 giờ hát ao chương trình không mà chẳng hát nữa, được đi bị đuổi về. Không có đồng xu các bạn nào trơn mà lặn lội nhị hát đám ma, hát đám cưới, rồi hát không tiền, rồi cái đó ghép mình hát lót, hát chung với người này người nọ, miệt mài luôn. Đúng rồi. Nha, cho nên á, giờ túm lại để chấm dứt cái chuyện Phi Nhung với bé Cường. Ông có nói cái gì sai cái đi để tôi nói không đúng đi. Sau này giờ tôi cứ đúng rồi không à. Ủa gì hả? Ông nói gì sai cái đi. Mẹ sai gì vậy? Đòi tiền đi bé Cường. Sai. do đó mà quý vị mở những cái chương trình, những cái show nha, rồi coi những cái show lớn, những cái trung tâm hải ngoại. Bây giờ qua rồi cái thời mà trung tâm đi mời ca sĩ hát phải trả tiền, từ mời ca sĩ hát phải trả tiền sau đó rồi ca sĩ hát free không lấy tiền để được xuất hiện ở trên những cái băng video, rồi sau đó là muốn hát hò, bây giờ tới cái giai đoạn muốn hát hò là phải đóng tiền ngược lại cho các cái trung tâm. Đúng. Xong rồi còn nữa, ký hợp đồng xong rồi nha, đi hát xong phải trích phần trăm lại, trả lại cho trung tâm nữa. Đã hát không tiền, hát đóng tiền ngược lại, mà còn phải đóng tiền, hát xong có nhiều tiền phải trích phần trăm đóng lại cho trung tâm nữa. Đúng. Cho nên cuộc đời nó không có màu hồng, ai mà nâng đỡ mình được rồi. Thì nếu mà còn duyên
thì tiếp tục với mẹ Nhung. Và sau đó mẹ Nhung phải có ra một cái gọi là cái hợp đồng, một cái contract là bé Cường, mẹ Nhung đầu tư cái gì, công ty đầu tư cái gì và bé Cường được hưởng cái gì, được hưởng bao nhiêu phần trăm trên giữa cái doanh thu và tiền đó ai giữ, cha mẹ giữ hay bé Cường giữ hay là whatever, như cái nào đó phải có contract, phải có hợp đồng và cứ theo vậy làm thì được lòng trước, được được lòng trước gì đó, mít lòng trước được lòng sau gì đó, rồi sau này sau đó khỏi ai thưa, khỏi ai kiện, khỏi ai nghe lời xúi quẩy gì hết. Còn tâm lý của người Việt Nam bây giờ, chỗ con mình đã được cô Phi Nhung nhận rồi, ơi mừng quá rồi, cái không giấy không tờ, mà thiệt ra lúc đó mặt mũi nào nhận đòi giấy đòi tờ, người ta đã nhận con mình là mừng hết lớn rồi, đúng không quý vị? Rồi giờ cái nghe lời người ta xúi thì thiệt ra Dũng thấy ba mẹ bé Cường trả lời cũng rất là hợp tình hợp lý, là chúng tôi hoàn toàn bình thường, không có gì có gì, thì cái đó cũng là tín hiệu đáng mừng. Quý vị đừng có xúi nữa, đừng có xúi bé Cường với lại cô Nhung, với lại mẹ Nhung là để gây bất đồng cho mẹ con của Cường. Dù sao mẹ Nhung cũng là vừa một người mẹ vừa là một người thầy, thì không thầy đố mày làm nên đó. Cho nên đây là chú Dũng nói theo cái lời của những người mà đi trước, thì phân tích như vậy để bé Cường nghe, để bé Cường yên tâm, là bởi vì bé Cường vừa trải qua một cái lứa tuổi dữ dội. Dữ dội là gì? Là cái tuổi teen, cái tuổi dậy thì đó, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nó luôn luôn nó nghĩ nó là số 1, nó luôn luôn nó nghĩ nó là không ai bằng nó, rồi nó là những cái quyết định đúng, mà trong khi những đó toàn là chuyện điên rồ không à. Thì cha mẹ ruột ở đây mà gặp những cái đứa con mà tuổi 15, 16, 17 còn điên đầu nó, nó huống chi con nuôi nha. Nên nè, quý vị xem nha, tất cả các cái nhóm nhạc nha, tất cả các cái nhóm nhạc tại Việt Nam lẫn trên thế giới, không có một cái nhóm nhạc nào mà kéo dài hoài, kéo dài mãi. Lúc nào cũng có những cái xào xáo, bởi vì những thành viên trong gia đình luôn luôn những thành viên trong nhóm nhạc nghĩ tao là số 1, tại sao tao bị tiền ít hơn tụi bay, đúng. Tại sao tao phải đứng hát sau tụi bay, tại sao tao nguyên bài đó tao hát được có 2 câu, còn tụi bay hát được cái con kia hát được tới 6 câu, tại sao lúc quay hình mặt tao xuất hiện con chút mà tao phải đứng sau. Trời ơi, nó dễ sợ lắm quý vị. Trong những cái nhóm ai cũng nghĩ mình cao, ai cũng nghĩ mình là số 1 hết trơn á. Cho nên các cái nhóm không bao giờ tồn tại quá 2-3 năm, ngoại trừ chị em ruột. Như là mây như gì đó, Tâm Cái Áo Trắng nè. Tâm Cái Áo Trắng là chị em ruột, ba con mèo nè. Những cái chị em ruột, anh em ruột nó nhường nhau. Ồ, cho em mình hát nhiều lên. Cho em mình xuất hiện nhiều hơn mình chút, mình đứng sau chút cũng được. Hay là gì? Thí dụ như là Bảo Yến, Nhã Phương, hai chị em. Quý vị sẽ thấy là hai chị em luôn luôn nhường, thấy chị Bảo Yến chị nhường chị Nhã Phương nha, cho nó đẹp hơn nha, cho đứng phía trên mình đứng phía sau mình hát bè cho nó cũng được, để cho nó rồi chỉ có ruột thịt mới là nhóm Ba Áo Trắng, ba con mèo hay hoặc là vợ chồng Phương Thảo Ngọc Lễ luôn nhường nhịn nhau, luôn đẩy nhau, làm cho nhau, nhường nhau để mà nâng đỡ nhau để tỏa sáng thôi. Còn mà các cái nhóm mà ráp ráp lại, trời ơi, có con đó là không có tôi nha, mà tôi tại sao mà cái áo này của tôi không có lấp lánh bằng con đó, tại sao tôi phải đứng phía sau tôi nhảy trong khi nó hát này nọ kia. Trời ơi, nó dễ sợ lắm quý vị, cho nên nó không có đơn giản đó. Do đó đó mà chỉ có cha mẹ ruột, anh chị em ruột, rồi vợ chồng thành rúp, thành nhóm, thành nọ mới tồn tại, mới là thương nhau, mới là đưa nhau lên thôi. Còn mà nuôi cha mẹ nuôi hay là gì đó, luôn luôn có những cái tác động bên ngoài. Ê, sao vậy, sao mày hiền quá vậy, sao mà mày để con đó, cái thằng đó trời, từ đầu tới cuối nó hát không mà còn mày đứng mày nhảy không, với mày bè 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 không vậy, mày sao mày đứng phía sau, mày không nói cho mày xích lên chút xíu, tại sao thằng đó toàn là đi ký chữ ký cho khán giả không, còn tại sao khán giả sao mày không ký chữ ký tặng hình cho khán giả được. Trời đất ơi, đốc suối nhiều lắm, là rốt cuộc là nghe đốc suối sớm sớm muộn cái nhóm nào đó cũng rã, đúng là rồi. Bởi vì nghe đốc suối thì bây giờ mà Dũng cũng mong muốn cho mẹ con của Nhung với bé Cường giữ vững tình đời cảm tốt đẹp, rồi sau này bé Cường có thành danh kiếm tha hồ kiếm được nhiều tiền, kiếm quá nhiều tiền thì luôn luôn nhớ mẹ Nhung, lâu lâu mua cái bóp LV và tặng mẹ Nhung, hay là mua một cái nón Versace gì đó tặng mẹ Nhung, ví dụ vậy là vui rồi. Đường đời dài lắm bé Cường ơi, còn tới mấy chục năm kiếm tiền lận, tha hồ sắm nhà cho cha mẹ ruột, tha hồ mà bay nhảy tung tăng, miễn làm sao mà mình sống có đức mặc sức mà ăn nha bé Cường. Đúng rồi, xong anh Dũng nói đúng ớ là đúng luôn thưa quý vị. Chỉ có một cái sai thôi,
là nãy là nói bị nói nhiều quá cho nên sai chứ gì. Bé Cường đầu tiên đó là sai. Ok, quý vị nhớ không? À, cách đây cũng cả thập niên rồi, có cái ban nhạc Spice, là cái ban nhạc của năm cô gái người Anh đó, làm mưa làm gió ở trên trên thế giới đúng không quý vị? Là trước mấy cái ban nhạc K-pop của Korean đó, mà một trong những người ca sĩ mà nổi tiếng bây giờ chuyển sang nổi tiếng nhờ chồng đó là Victoria Beckham. Đúng không? Cổ bây giờ là cổ design về quần áo đó, cái line quần áo Victoria đó thưa quý vị. Thì cái băng đó đó cũng là cô nào cũng nghĩ là mình là number one hết. Đó, cuối cùng là nó banh chành hết, cũng được vài năm rồi banh chành. Ở bên Mỹ này có cái băng nào? ABBA cũng banh chành. Dạ, đó xưa quá rồi, đó có nhiều nhiều người không có biết. Thì gần đây nhất là thưa quý vị, NSYNC. Đúng không? Đúng rồi. Thành NSYNC, Backstreet Boy gì đó. Backstreet Boy với lại 48 Degree đúng không? Thì thưa quý vị, tất cả những cái ban nhạc nó gọi là boy bands đó, cuối cùng là được vài năm là banh chành thôi. Không có lâu dài được, là tại vì họ ganh đua với nhau, bên trong đó họ ganh ghét nhau chứ không phải ganh đua. Ganh đua thì có là làm cho nhau tốt hơn, còn cái này là ganh ghét lẫn nhau, ra không ai chịu ai hết, cuối cùng là cái ban nhạc nó banh. Là tại sao họ nói là họ dư sức, họ đứng một mình, đúng rồi. Khán giả fan tới là để nghe họ hát thôi, chứ không phải là nghe mấy người bạn ở trong cùng cái band của họ hát. Thành ra họ nói nếu như mà họ đi ra ngoài họ hát solo một mình đó, là họ sẽ nổi tiếng. Đó, cái lý do đó là tại sao. Nói thì với quý vị nhìn như 1088 đó, tách ra các anh thì ai cũng tỏa sáng thời gian thôi, xong rồi người ta vẫn cái hình tượng trong đầu người ta đang là một cái sức mạnh của một nhóm chàng trai rất là đẹp trai, rất là đúng dễ thương. Người ta cứ muốn cái nhóm đó phải kết hợp với nhau. Bây giờ năm chàng trai đã tách ra rồi, bây giờ đâu có vượt bực lên để mà trở thành một cái như là Quang Lê hay là Lam Trường hay là gì được đâu quý vị. Tức là sẽ có những cái thành công đáng kể, nhưng mà cái hình ảnh đó đã đi vào lòng ta rồi. Thì nhưng mà Cường để cho chú nói cho con nghe nè. Ok, những cái gương mà ca sĩ nổi tiếng mà đi trước đó, bây giờ nổi tiếng á, những cái người đó là họ cũng ba chìm bảy nổi lắm, họ cũng hát lót giống như là chú Dũng đây nói đó, hát lót rồi buổi tối đi tới vũ trường chờ cho những ca sĩ nổi tiếng hát xong rồi mình có được cái cơ hội nào lên hát là rất là mừng, đúng không? Đúng rồi. Đó, con chưa có trải qua những cái chuyện đó, thành ra con đâu có biết được cái cay đắng chua cay của một cái đời người ca sĩ đâu. Thành ra bởi vậy khi mà con bước vô trong cái nghiệp này đó, con được mẹ Nhung của con lót đường sẵn hết rồi, trải thảm đỏ cho con đi, con thấy nó êm chân quá. Thành ra con không có biết là ở ngoài nó có nhiều cay đắng lắm. Con những cái người mà họ ganh ghét con nữa chứ còn không có phải là họ sẽ hãm hại con nữa. Họ ok nói thằng này nó có thể là nó hát rồi xong rồi nó nổi tiếng hơn mình sao? Đúng rồi. Đúng rồi, không cho nó hát. Còn nữa đi ha, còn vô đây. Ở cái âm nói. Thành ra đó, con nghĩ là chỉ có một mình con hát hay hả? Không có đâu. Trời không ơi. Có ai là không thể bị thay thế hết á. Ok. Không có ai là không thể bị thay thế hết. Chỉ có chú Dũng chứ Nam Quang là không bị thay thế thôi. Nhân tài là như lá mùa thu luôn. Chú nói cho con nghe, ok. Những cái em bé hát hay á rất là nhiều. Hoa hậu mà đậu hoa hậu đâu phải là cái người đẹp nhất đâu. Hoa hậu chỉ là một trong những cái người đẹp ở trong cái cuộc thi đó thôi. Còn những cái người đẹp mà họ không có đi ra thi thì sao? Họ cũng đẹp vậy phải không? Cho nên á, trở lại cái vấn đề mà ca hát của con á, con có cái giọng ca hát hay, đúng thiệt. Nhưng mà không phải là chỉ có một mình con có rất là nhiều em ở ngoài kia có cái giọng hát hay của con. Cái giọng, những cái cuộc thi đó mỗi năm thi bao nhiêu đó, mấy lần đúng không? Mỗi năm có một cuộc thi, thì ví dụ trong mười mấy năm đó có biết bao nhiêu em đã đi ra làm quán quân, nhưng mà có được ai có đúng được rồi, cái kéo dài tồn tại và được có tới được giờ ai không? Có tồn tại được tới giờ này và có được ai có cái may mắn là được một người đỡ đầu giống như con không? Có được một vài em giống như là Phương Mỹ Chi, được cậu ca sĩ gì đó, Quang Lê đỡ đầu. Thì bởi vậy con phải thấy được cái mà con có được nó quá nhiều đi. Ok,
mẹ Nhung của con là build up cho con một cái tương lai còn mấy trăm triệu, vài tỷ đó, nó không có là cái gì so với cái tương lai mà mẹ Nhung đã build up cho con. Ok, thành ra bố mẹ của Cường nè, phải, anh chị phải, cháu nó bây giờ nó còn đang ở trong cái tuổi teenage, thành ra có thể là nó dễ bị cái người ở bên ngoài xúi dục, thành ra anh chị động như thế nào? Anh chị phải theo dõi sâu sát cháu, ok, rồi gọi là spend time với con á, có nghĩa là mình phải gần gũi với con hơn để mà nghe nó tâm sự. Chứ còn nếu mà nó không có gần gũi mình để nó tâm sự với mình thì nó sẽ tâm sự với lại người ngoài thôi, đúng không quý vị? Cho nên là phải cố gắng tạo cái điều kiện để mà gần gũi với con hơn, tạo như là thu xếp có những cái thời gian để mà gần gũi với con nhiều hơn. Trong cái thời gian này là cái thời gian nó cần mình nhất, đúng rồi. Để mà quan tâm chăm sóc với nó. Ai cũng trong cuộc đời cũng có mistake hết đó, cũng mắc phải sai lầm hết, thành ra mà cái sai lầm của Cường là cái sai lầm nó rất là nông nổi ở trong cái thời điểm này, là thời điểm mà cháu nó đang ở trong cái giai đoạn là nó dậy thì, nó chuyển từ con nít sang người lớn, thành ra cái tâm sinh lý của nó không có được mình ổn nói định là ha. Nó không có được ổn định. Thành ra hãy cho cháu nó một cái cơ hội để nó sửa đổi. Và Nam Quang nghĩ nó đã xin lỗi rồi đó, cháu được cái lỗi, nhưng mà chỉ sợ là người bên ngoài tác động vô cái nó lại lung lay nữa thôi. Thì đó, không, Nam Quang nghĩ chắc cháu nó cũng ok. Thì cái vấn đề là chỗ là Cường, có thể là mẹ Nhung có thể tha thứ cho con, rồi những cái người khác mà làm mà con làm cho bị gọi là đau lòng á cũng tha thứ cho con. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này giống như chú nhiều lần chú nói rồi đó, là người ta tha thứ nhưng mà cái vết đau nó vẫn còn. Có nghĩa là khi mà con làm cho người ta đau rồi đó, người ta tha thứ cho con, người ta bỏ qua, nhưng mà con đã làm cho người ta đau rồi, người ta đã có cái cảm giác bị tổn thương rồi, bị tổn thương rồi. Thành ra cố gắng sau này đừng có, cái đây là cái bài học của con, cố gắng đừng có lặp lại cái lỗi lầm này nữa. Tại vì cái tương lai của con mà mẹ Nhung đang build cho con á, nó là một cái tương lai sáng lạn. Ok, đó là cái mà chú nói rất là thật lòng. Nếu như mà quý vị khán thính giả mà ở trong cái gọi là cái tình huống này đó, thì cũng lấy cái này là một cái bài học luôn nha quý vị nha. Ok rồi, tôi chỉ nói về mình kết thúc đi rồi cái vụ mà bé Cường còn đỡ được cái màn chờ nha, tại vì Phi Nhung về là cái gọi đó, ở bên tôi nói như vậy Việt đó. Nam là vợ đẹp, gì nữa đâu. Hai mẹ con đi chung với nhau rồi. Cho nó, tại nó đi chung với Phi Nhung cho hát luôn đi để hai mẹ con, để nó với Phi Nhung đi cùng xe đi cùng gì, cho nên trời ơi trải qua cái giai đoạn mà ngồi mà chờ mà chực, rồi bị người ta nó nha, rồi coi thường nha, rồi xong rồi hát không có tiền có bạc nha, thậm chí hát không có tiền luôn quý vị, dễ sợ lắm, còn bây giờ phải đóng tiền ngược lại nữa đó. Thì những cái gì mà nãy giờ là hôm nay thế thì Dũng với lại hai chú Dũng với Nam Quang thì phân tích vậy rồi, còn tùy thôi, muốn nghe thì nghe, còn mà thấy mình vẫn bị cái gì đó lấn cấn, cái gì đó thì tùy gia đình giải quyết, sau đó thì giải quyết. Còn cái gì mà chú Dũng với chú Nam Quang chia sẻ thì đó là những cái mà kinh nghiệm mà chú Dũng trải qua, còn chú Nam Quang cũng nhìn thấy được những cái những người nghệ sĩ trong nước lẫn hải ngoại gì cũng vậy, nếu mà không có người đỡ đầu thì cũng kinh khủng lắm trên cái bước đường sự nghiệp của mình. Rồi chưa kể đó là bị ăn hiếp, rồi bị lạm dụng, rồi tùm lum tà la. Nếu như mà không có rồi cái sự đỡ đầu của mẹ Nhung rồi, thì chú nghĩ là có thể là con bây giờ là đã bị mọi người lãng quên rồi, chứ không có cái cơ hội để mà con lên đâu thật sự á. Tại vì trong cái ngành nghề mà ca hát này, nó cái cạnh tranh của nó khắc nghiệt hơn những cái ngành nghề khác rất là nhiều, con hiểu không? Con phải biết được là Đàm Vĩnh Hưng mà có được ngày hôm nay là cũng do Hoài Linh đỡ đầu. Mà chú Đàm Vĩnh Hưng là cũng thi 7 lần mới đậu, chứ còn không có phải là đơn giản một chút xíu nào hết. Hồi nãy có người Nguyên Khang cũng phải đi hát lót vậy, đúng không? Ai cũng phải trải qua cái đường. Cũng trải qua, trừ khi nào là con nhà nòi. Nha. Yeah. Con nhà nòi hay là anh em, giống như là con phải thấy là con may mắn đó, con sanh con rớt vô trong cái hũ nếp đó. Con không có biết được cái chuyện đó. Nếu mà con không có biết được cái chuyện đó thì
sau này con sẽ không có thành công đâu. Chú hy vọng là con học được một cái bài học rất là lớn trong cái lần này. Ví dụ như là ai cũng có cái giọng hát như bé Cường, nếu mà được tung hô nhiều quá, cứ nghĩ là ô cái giọng hát hay là được cái giọng hát. Không có quý vị. Hát cái nào nó cũng có những cái kỹ thuật, có những cái mà tăng cốt, có những cái mà luyến lấy, có những cái mà hát cho đúng chất nhấn nhá để mà mới chuyển tải cái bài hát nó hay, nó thành công được. Chứ còn mà hát ví dụ như là như cái bài ok, ví dụ như là cái bài Đêm Gành Hào đi, lơ thiếu phàng đưa cũng đang về trên bến xa, vậy không vô hồn vô vía không? Thì đại khái là thí dụ như là một cách hát nào đó mà được vậy là họ lơ siêu phản siêu phản thề u thế u đó. Nó có những cái sân gấp vậy, nhưng mà nếu mà một đứa bé con nít nó không biết, không đi học hành gì nó không biết thì cái người mà coach, cái người mà leader, hay là cái người thầy, cái người gọi là instructor hả, để chỉ mình hát quan trọng lắm quý vị. Cho nên tại sao có những người hát hay rồi, coach, huấn luyện viên phải đi gặp Duy Khánh để nhận làm thầy, rồi phải đi gặp Hương Lan nhận làm thầy, phải nhận người này người nọ. Mặc dù là người hát hay rồi, nhưng những người đi trước, những người mà nổi tiếng, người ta có những cái mà ta truyền đạt cho mình rất là hay. Nếu mà hát mà cứ tuồn tuột ra, không có nhấn nhá, không có gì hết. Xê u xê u liêu phản xê u xê la, cái đó bị vô duyên, thấy không? Dù như hát mà hát lại chút, đổi chút xíu thôi. Xê u xê u liêu phản xê u xê u, nó có những cái săn cớp, nó có những cái gấp gãy, nó có những cái mà nhấn nhá trong đó, thì cái bài hát nó khác. Thì những người trẻ trẻ như bé Cường, hoặc là những cái bé khác nào đó, rất là cần những cái người thầy mà chỉ cho mình cái mà cái những cái key, những cái khóa trong cái bài để mình làm sao vậy. Ví dụ như mấy người mà học ở trong nhạc viện ra cái ra cái hát, ví dụ như hồi đó Dũng cũng có đi học cô Ánh Tuyết hát nhạc văn cao cái gì qua đó chứ. Hát không phải lúc nào cũng có thanh nhạc, ví dụ như hát cái bài Du Con Mẹ Du Con, trời đất ơi, Du Con kỳ, ví dụ Du Con Mẹ Du Con cái gì đó mà cho nó êm đềm như tiếng mẹ ru con thì nó mới là mẹ ru con, Du Con không hay. Mình phải có thầy có bà để mà mình chỉ cho mình cái chỗ nào cần êm đềm, hay là em biết chăng em gì đó, thì nó phải rây rứt, nó phải ê, bà Hằng có cái đó nha, bà Hằng có gì có những cái mà bà rây rứt mà hát không hay, nhưng mà chắc tại vì tâm trạng của bà sao đó, bà có. Ông dám chê con vợ của tôi hát không? <vậy? cười> Có thể kỹ thuật của bà không, nhưng nghe bà hát á, nãy tôi đã giận bài... ông rồi, bây giờ mà... tôi còn giận hơn nữa. Ông dám chê con tiền nổi vợ tôi, nó hát vợ. Như bà hát dòng sông nào đưa người tình đi biển biển gì đó, trời ơi, có như quý vị nghe đi. Thế là bà có cái chất của cái đau khổ, của cái rây rứt, của cái thể hiện của bài hát, nhưng mà cái điều cái hơi với lại cái kỹ thuật hay là cái gì của bà không có, với lại những cái đứa mà chỉnh âm thanh nó làm cho nhạc quá lớn, giọng quá nhỏ. Cho nên chứ mà bà hát hay đó, nếu mà bà được mà ba bà mà dẫn và gửi cho Phi Nhung là giờ này bà làm Phi Hằng cô nương rồi. Hay bây giờ ông giới thiệu tôi làm con nuôi Phi Nhung nữa. bà nuôi con nào bán thịt con à, cơm con mà không có nghe lời mẹ Nhung là chú vô chú làm con nuôi của mẹ Nhung ấy, nghe chưa? Tại vì chú đang cần mẹ Nhung nâng đỡ chú lên làm ca sĩ lúc nào. Chú Dũng hát hay quá rồi, bây giờ được chú hay. Cần bây giờ là mà muốn làm thầy của chú Nam Quang là phải đẹp gái mới được, bà thầy là phải đẹp cỡ như Tiểu Long Nữ với Dương quá đó. Thôi, cỡ Phi Nhung được rồi. Vậy hả? Không thì đại khái là cũng phải là Tiểu Long Nữ rồi kia vậy. Phi Nhung được không? Phi Nhung được ha? Được. Mẹ Nhung ơi. Xong rồi nửa chừng cái ông đòi tiền đi. Ông bắt trả tiền cho ông mua nhà thấy mẹ nữa. Tiền đâu ra? Tôi nói với ông á, kỳ này là
mình vô mình làm học trò của Phi Nhung. Không được, tôi nói là ông không có bảo làm ông con nuôi được không? Không đủ tiêu chuẩn. Học phí trả bằng râu. Ok, bây giờ. Hồi trước chứ ông có không, không được. Để qua để tôi nói. Ông bây có giờ... nghe cái ông có đọc cái chuyện học phí trả bằng máu hồi xưa không? Chưa, bây giờ trước này, khi ông kể để tôi nói nè. Tại sao? Tại vì ông Phi Nhung chỉ nhận con mồ côi thôi. Ừ. Ông ba mẹ còn đầy đủ ai nhận? Ông giỡn hoài thằng Cường nó ba mẹ nó còn sợ sợ. Thôi gửi ông qua chị hai đi nha. Sai rồi, đó, nha. Sai rồi đó. Rồi. Ừ. Ok rồi muốn kể gì đó kể đi hai ba. À, chuyện là về chuyện gì đó ông nãy ông nói. Chuyện gì bằng máu gì đó, máu me gì đó, chị học phí trả máu me gì đó. Không, tôi đang tại nói học phí trả bằng máu thì cái này là học phí tôi trả bằng râu. Nhờ bằng râu hả? Ok. Ok, được á. Mà nhổ quá không được nha. Nhiều khi bà thầy Phi Nhung thấy hôm đó ông bà nhột quá bà không có dạy không được đó. Có nghĩa đang hát mà cười hả? Rồi vậy đó ông muốn nói gì đó ông nói ông có cái gì đó trước khi vậy ông nốt xuống rồi đó ông nói đi xong rồi cái mình ok ông nhắc tôi mới nhớ Kevin Channel nói là hồi nãy thấy anh Nam Quang hát cũng không tệ. Hát đi. Cảm ơn. Ok, không có hát. Bây giờ nói vậy. Trừ khi nào mà mẹ Nhung nhận làm con nuôi thì lúc đó mình mới hát. Ok, chuyện là vậy. Hồi nãy Nam Quang tính nói. Nhưng mà anh Nam Quang muốn để cho anh Dũng nói hết cái ý của anh Dũng xong rồi. Lúc nãy giờ Nam Quang mới nói nè. Vấn đề này thưa quý vị. Cho mình nói về cái chính trị chút xíu đi ha. Không được khô khan nha, chính trị cũng phải có không, cái sự mà nó cũng có cái liên cuốn quan, hút cho nó nha. Nó liên quan đến cái chuyện Đại Nam với Bình Dương đó thưa quý vị. Quý vị nhớ là hiện giờ là ông Trần Văn Nam đúng không? Là bí thư của Bình Dương đang bị đang gọi là không có được lòng của các anh lớn đảng và nhà nước nữa rồi. Đúng không? Cho nên là trong tương lai là anh một là sẽ bị kỷ luật mất chức, hai là thưa quý vị là coi như là sẽ theo anh Đinh La Thăng với lại Trịnh Xuân Thanh ấy, đi vô trong cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì cái vấn đề như vậy Nam Quang đã nói nhiều lần là một khi mà nó thay đổi quyền lực ấy, thay đổi một cái hệ thống về quyền lực ấy, thưa quý vị, giống như thay đổi thủ tướng, thay đổi tổng bí thư thường là như vậy, thay đổi chủ tịch nước thì nó ít khi nó xảy ra những cái thay đổi lớn về mặt thay đổi nhân sự, chỉ có thay đổi thủ tướng và thay đổi tổng bí thư thì nó mới có những cái là xáo trộn về về con người đó, về bộ máy quản lý, giống như là thủ tướng mới lên thì phải cân nhắc đàn em của mình lên làm bộ trưởng, đúng không quý vị? Ông sẽ đâu có sử dụng những bộ trưởng từ cái thời thủ tướng trước đâu. Rất là ít, thưa quý vị, trừ những trường hợp nào là thực sự có tài năng, giỏi thì mới sử dụng được. Sử dụng lại giống như ông Vũ Đức Đam hiện giờ đó. Ông Vũ Đức Đam hiện giờ là một người rất là giỏi như quý vị nha. Giỏi không? Phó thủ tướng, ông giỏi đó, ông rất là giỏi. Thì hoặc là Phạm Bình Minh, đúng không? Hoặc là Phạm Bình Minh rất là giỏi, có trình độ. Cho nên là những người đó được giữ lại, mặc dù là những người đó không có ở trong cái phe đảng của ông Tổng Bí Thư, cho nên là không có được cân nhắc. Thì thưa quý vị, khi mà quý vị thấy cái sự thay đổi Tổng Bí Thư là ông Nguyễn Phú Trọng lên thay ông Nông Đức Mạnh, đúng không quý vị? Thì có vấn đề gì xảy ra? Họ sẽ thể hiện quyền lực là bằng cách là ok, bây giờ tao là cái người nắm quyền đây, tụi bay phải nghe tao. Nhưng mà nghe bằng cách nào? Tự nhiên nói không có đứa nào nó nghe hết đó. Tại vì hồi xưa là lính băng đảng là của những cái người cũ ở phía trước không, mà họ nghe là họ nghe mấy ông tổng bí thư, mấy ông thủ tướng trước, chứ họ không nghe mấy cái ông mới lên. Tại sao? Chưa có thể hiện cái quyền lực, chưa có power. Cho nên cái vấn đề chính của những người mà họ mới lên á là họ phải khẳng định cái quyền lực của họ bằng cách nào? Đem một thằng ra chẽm, mình gọi là sao? Chẽm xây dựng những cái đại án và chẽm để làm gương.
anh đem một thằng ra anh chạm một phát, cái thằng mà lớn nhất á, anh chạm một phát thì tất cả những cái thằng còn lại ở phía sau là sẽ cúi đầu xuống đi chiều cống liền. Thì tại sao? Khi mà Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị mà còn phải vô lò nữa thì mấy cái thằng lóc nhóc ở phía dưới, bộ trưởng này bộ trưởng nọ, chỉ là một cái con cờ rất là nhỏ đối con, với lại con cờ là con gì, con cờ rất là nhỏ. Tuy nhiên con cờ con chốt con tốt đi con chốt đi nhà chứ con cờ tôi con chốt bây giờ con xe người, con mã gì cũng vô lò người ta nghĩ bậy là hết. Con cờ không biết con cờ là con gì cho nên quân ông cờ, Nguyễn Phú Trọng á quân cờ. Thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng ông đã làm một ông đi một cái nước cờ rất là hay để ông khẳng định quyền lực của ông, là khi mà ông đưa Đinh La Thăng vô trong lò rồi là ông nắm hết quyền, không có một ông nào ở phía dưới này dám challenge cái quyền lực của ông nữa hết, đúng không quý vị? Cho tới bây giờ luôn, mặc dù là ông tuổi rất là cao rồi, đã vượt qua cái ngưỡng là gọi như là về hưu của đảng quy định mà ông vẫn tiếp tục ông nắm quyền, đúng không quý vị? Tại vì không có một cái sức ép nào từ Bộ Chính trị hay là từ chính phủ hay là từ một cái ông nào có đủ quyền lực để chi phối để mà ép ông về hưu được hết. Ông vẫn còn nắm quyền, đúng không? Đó là Nguyễn Phú Trọng. Ok, bây giờ mình đi thêm một chút xíu nữa về thế giới. Quý vị có nhớ là Kim Jong-un không? Kim Jong-un khi mà tiếp tiếp nối cái quyền lực của ông bố để lại, anh ta còn rất là trẻ, mới 30 tuổi thôi. Trong cái nội bộ của anh ta có rất là nhiều người không có phục anh ta, còn trẻ quá, không có phục, xào xáo bên trong. Thì cái vấn đề chính mà anh ta muốn thể hiện quyền lực của anh ta đó là đem ông chú ra chạm. Đúng rồi, có cái đó chấn động mà. Đem ông chú ra chạm được á, thì những thằng ở phía sau, Dượng, chú Dượng, ông chú Dượng thì đó, thì không có thằng nào dám hó hé nữa hết, đúng không quý vị? Đó là cái cách mà những cái người ở trong những cái nước độc tài họ thể hiện quyền lực của họ. Ở đây người ta nói là giết gà dọa khỉ kìa. Đúng vậy, giết gà dọa khỉ. Đi thêm một bước nữa, Trung Quốc khi mà Tập Cận Bình lên, ông ta đưa ra một cái chiến dịch gọi gì, đã hổ diệt rồi, đúng không quý vị? Lôi Tăng Khánh Dư, Hồng Khánh Dư, Tăng Khánh Dư gì đó. Cái chiến dịch đã hổ diệt rồi của Tập Cận Bình là một cái chiến dịch khẳng định quyền lực. Khi mà ông đưa Bạc Ly Hai của Trùng Khánh, bí thư của Trùng Khánh, là một người mà có thể là ảnh hưởng ở trong Bộ Chính trị rất là lớn và có thể là cái người mà đứng lên để challenge cái power của ông. Ông cắt luôn. Thì khi mà ông cắt Bạc Ly Hai rồi thì không có thằng nào Bạc Hy Lai trong đảng Cộng sản Trung Quốc dám đứng ra để mà challenge cái quyền lực của ông nữa. Ok, trở lại Việt Nam của chúng ta nè. Quý vị thấy cái chuyện gì nó thay đổi sau cái đại hội đảng vừa rồi? Bầu cử chứ hả? Bầu cử hay đại hội đảng luôn phải không? Bầu cử đại hội đảng. Ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng, đúng không quý vị? Đó là thay đổi thủ tướng. Mà thay đổi thủ tướng thì gì? Ông thủ tướng này lên, bây giờ ông phải build up phe đảng của ông, đúng không? Ông phải đưa cân nhắc những cái thằng đệ tử của ông lên, đúng không quý vị? Cân nhắc đệ tử lên, ông muốn khẳng định quyền lực của ông thì sao? Phải lôi một con dê tế thần ra, hoặc là đem một con gà ra, giết gà để dọa khỉ đó, phải chạm để khẳng định quyền lực. Cho nên bây giờ cái vấn đề Đại Nam và Bình Dương đó, Nam Quang nghĩ đó là một trong những cái con gà của Phạm Minh Chính. Ok, trong tương lai là Bình Dương sẽ là một cái lò của Nguyễn Phú Trọng và lò của Phạm Minh Chính sẽ được kéo vô tới Bình Dương để mà đốt cháy thành Đại Nam đó, thưa quý vị. Đó là cái mà Nam Quang muốn nhắc nhở quý vị, là giấy không có gói được lửa và cái kim ở trong bọc thế nào nó cũng lò ra, và hiện giờ là nó là như vậy. Ok, với cái chuyện có nhiều khi
cái bà cuồng cuộn này với lại ông Dũng Lò Xo có thể là thoát nạn nếu như mà cứ im im không có nói gì hết. Đằng này là cứ ơ tôi nè, tôi làm sai nè, đó tôi làm sai nè, tới đây đi. Đâu có làm sai đâu, tôi một lòng vì dân vì nước mà tôi sống tử tế mà. Tôi ở đây nè, đó tôi có tài sản cả ngàn tỷ nè, đó tới đi. Trong khi nhà nước Việt Nam họ còn họ đang thiếu tiền, họ muốn vận động tiền của dân chúng để mà lấy cái tiền đó đi mua vaccine, thì cái bà này nói ô tôi có ngàn tỷ nè, tôi có nè đất đai tùm lum nè, ok tao đem mày ra tao cắt trước, lấy cái tiền đó đi mua vaccine. Quý vị thấy không, đó là một trong những cái scenario mà Nam Quang muốn cho quý vị thấy. Thì cái đó là cái mà kết thúc cái chương trình, cái câu chuyện mà Nam Quang vừa mới nói là kết thúc cái chương trình ngày hôm nay. Nếu như mà anh Nguyễn Tiến Dũng không có cái gì thêm để chia sẻ với quý vị. Cảm ơn quý vị cho Nam Quang số 1 quý vị. Thiệt là thú vị. Nam Quang nói đúng quý vị. Với lại có cái như vậy, những cái người mà bao che cho ông Dũng Lò Xo đó thì cũng chỉ có ngồi ở cái ghế đó vài năm thôi, thì cái hồ sơ đó bị xếp qua một bên chứ không phải bị hủy nha quý vị. Và khi một người khác lên thì sao? Ta moi lại những cái hồ sơ đó, ta moi ra trở lại để xử lý tiếp. Thì hiện tại bây giờ đang chính là cái lúc mà những cái hồ sơ đó moi ra. Mà cái này không có gì bí hiểm quý vị ơi. Quý vị chỉ việc lên cái báo Bình Dương á, bình dương.com, rồi sẽ thấy những cái sai phạm mà ông Dũng Lò Vôi thưa ai. Ai thưa ông Dũng Lò Vôi? Ông Dũng Lò Vôi phải chạy ra ngoài kia nhờ ông Triết để ông quật ngược lại cái người tố cáo ông Dũng bị về vườn. Ông có nghĩa tin trung hay sao? Dạ, nhưng mà về vườn rồi sao thưa quý vị? Ông đâu có chết. À, ông Dũng vẫn còn đó, cùng với lại những cái người khác cùng ở trong cái nhóm mà tố cáo ông Dũng Lò Vôi. Hồ sơ vẫn còn đó, giấy tờ vẫn còn đó, và những người đó vẫn đang là nhân chứng và đang cùng với lại những người mới lên đây để tiếp tục lật lại những cái vụ án cũ về cướp đất rồi xong rồi trái làm thay đổi hiện trạng, làm thay đổi mục đích sử dụng đất vân vân, bán nền rồi như thế nào, giờ người ta đang moi ra. Đó, do đó mà cái xin chia buồn với lại anh Dũng Lò Vôi. Anh có 30, có một cuốn sách 30 gì đó, Binh Pháp Tung Tử 30 kế, 30 trước kế. Gì đó, 36 kế. Tam thập lục kế. Anh biết nhiều thứ quá mà lại anh không biết rõ về cái cô vợ của anh. Cái gì anh cũng biết hết trơn á, mà anh lại không biết rõ về cái cô vợ của anh đã tàn phá nguyên một chiếc xe tăng đó. Nó tàn phá cái cơ nghiệp anh như thế nào. Anh ra anh đạo diễn cho bà, rồi anh bày mưu tính kế cho bà. Anh không có nghĩ là chỉ vì cái việc mà ông Võ Hoàng Nghiên đó thôi, mà bao nhiêu cái di họa nó kéo theo. Rồi bây giờ cái ngày mà lên thớt của cái Đại Nam nó không có còn xa nữa. Do đó nếu mà vợ chồng anh mà biết ngừng lại để ít nhiều gì của đổ hốt hay là cái cách nào đó để mà rút lui chúng em thấm, thì tôi ông nghĩ bây giờ muộn chưa? Chắc muộn rồi. Chắc là muộn rồi ha. Đó thì tùy ha. Thì bây giờ thôi anh ở nhà anh bật livestream lên nghe chị hát đi cho tiêu sầu. Chứ không còn, bây giờ chậm trễ quá rồi. 3 tháng qua bao nhiêu người khuyên, bao nhiêu người thấy được những cái mà cái đường đi sai hướng, sai đường của chị. Rồi bây giờ sao? Anh với lại chị cuồn cuộn vẫn là vợ chồng đúng không? Thì 400 cái đơn thưa đó, thì khi mà bị bồi thường bằng tài sản, bằng này bằng nọ, ủa bà đâu, người ta đâu có tính là chỉ lấy tài sản của người bị kiện là bà Phương Hằng ra để bồi thường đâu. Đúng không? Đó, tài sản của hai vợ chồng. Rồi thì sao ạ? Đang nợ ngân hàng, đang cầm cố thẻ đỏ, rồi đang tùm lum, đang bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi cộng thêm mấy trăm cái đơn thưa nữa. Rồi thì bây giờ ok, good luck thôi, chứ còn không biết nói sao hơn. Rồi còn anh có thoải mái mà anh còn thời gian nữa thì ngồi đó chấm thi cái cuộc thi mà đang có mấy chục bài đang gửi đến để dự thi vinh danh vợ chồng anh đó. Anh ngồi đó anh làm giám khảo đi, thì xong rồi có bài nào hay, cái bài nào anh quốc võ thêm mỗi cuộc thi gì đó thì hát đó thì bây giờ kêu anh Dũng Lò Vôi với chị lên ngồi đó làm giám khảo
sao mà anh không nghe được, trời ơi, đang 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 tân bốc anh chị mà. Nhưng mà đương nhiên là những người mà nguyên đơn hoặc là tòa án hoặc là chính phủ, người ta không có nghe theo những cái bài hát đó nên mà người ta giảm án, hay là hay là người ta thấy ồ lòng dân đang thế này thế nọ thì thôi, bây giờ thay vì bắt nó đền 1.000 tỷ thì giờ cho nó đền 1 triệu, không có vụ đó xảy ra, đúng không? Rồi giờ kèm theo những cái mà phá hoại an ninh quốc gia bằng cách mà tấn công VOV, tấn công VTC, rồi chị ơi chị à, chị làm thủ tướng, chị phải chị làm thay đổi cuộc sống, chị đứng lên diện 19-7 triệu dân, chị ơi chị làm một quốc chiến, cuộc chiến này còn dài, chị là lãnh đạo, chị là người hùng, em ủng hộ chị, chúng tôi ủng hộ chị, 97 triệu người dân ủng hộ chị, à rồi đó, ngồi đó đi nha, ngồi đó ủng hộ đi ha. Rồi bây giờ đó thì đang moi móc ra Mai Sơ vui vẻ là người của phản động, rồi moi rồi phía bên phản động cũng moi móc ra Mai Sơ vui vẻ chụp hình với đảng và nhà nước, xong rồi Mai Sơ vui vẻ này, Mai Sơ vui vẻ nọ, rồi xong rồi Nhâm Hoàng Khang đứng lên tố cáo Mai Sơ vui vẻ. Phương Hằng cũng có nguyên một cái bài tường trình, một cái bài phải chăng thuyết âm mưu, rồi cũng chối bỏ chị Mai Sơ vui vẻ rồi, chứ cách đây cũng vài tuần thôi, Dũng Lò Vôi có những cái kênh mà rất là hay, các bạn có biết không, các bạn là nên nghe Mai Sơ vui vẻ nha các bạn, chị nói rất là hay, Mai Sơ vui vẻ với lại Phương Hằng vợ tôi như là Trưng Chắc và Trưng Nhị đứng đầu cuộc quốc chiến này, quý vị hãy ráng lắng nghe Mai Sơ vui vẻ. Rồi bây giờ Mai Sơ vui vẻ bị chị Phương Hằng phải chăng là thuyết âm mưu. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước, hôm nay tôi rất vui vì Trung tướng Tô Ân Sô nói về vụ hacker tấn công vào báo điện tử VOV. Rồi đó, bla 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 bla, rồi chúng tôi chưa bao giờ, Phương Hằng tôi chưa bao giờ nghe hết của chị Ma Sư vui vẻ, bà ấy mạnh mẽ chửi rủa mạnh còn hơn chính tôi, dù bà ấy không phải là nạn nhân. Vì sao vậy? Vì bà ấy thương tôi có phải không quý vị? Đó này nè, nguyên một bài viết. Giờ sao bây giờ nội bộ cắn nhau rồi, mới cách đây tuần là kêu chúng tôi vô nghe Ma Sư vui vẻ, rồi bây giờ là nguyên một bài tường trình. Nhưng nếu tất cả chúng ta đủ bình tâm, bình tĩnh thì sẽ nhận ra mục đích của bà ấy là gì. Con người của tôi chưa bao giờ biết vong ân bạc nghĩa, nhưng tôi là tôi có lý lẽ của tôi có chính kiến của tôi, và mục đích của tôi thì quý vị cũng đã quá rõ. Tôi phải cảm ơn bà ấy vì câu chuyện của tôi, hay bà ấy phải cảm ơn tôi vì câu chuyện của bà ấy? Trước đây có ai biết bà ấy không? Và kể cả tôi cũng chẳng ai biết. Nên khi tôi xuất hiện thì bà ấy cũng lập tức xuất hiện và được cộng đồng mạng ví như bà Trưng, bà Triệu. Đó là mỗi cảm xúc của mỗi người, suy nghĩ của mỗi người. Kính thưa quý vị, tôi là một công dân lương thiện, một lòng sống vì dân, yêu nước. Chúng tôi không có những mối quan hệ phức tạp, nhưng gần đây tôi đã phát hiện ra mặt trái của sự thật về mối quan hệ của bà Ma Sơ với một số người trong danh sách đỏ. Cho nên câu chuyện ở đây tôi để hiểu vì sao tôi bị tấn công quyết liệt, và chính bà ấy cũng lên tiếng bảo vệ tôi quyết liệt, nhưng không ai dám chửi bà ấy. Đó, thấy chưa? Đây là cái bài dài lắm quý vị, nhưng mà quý vị Dũng đọc đoạn với quý vị nghe. Để mới vừa là chị em và Chân Chắc Chân Nhị đó, thôi bây giờ cái chân dò nhau luôn, chân hấp cách thủy luôn. chân này là chân cách thủy luôn. Chân cách thủy. Rồi. Bây giờ bà nói bà này trong danh sách đỏ, mà bà này sai nha. Phải trong danh sách đen. Chứ trong danh sách đỏ là người của nhà nước, bởi vì đỏ mà. Đúng không? Nó thôi bây giờ kịch còn dài, chúng ta cứ việc coi. Nhưng mà bây giờ nó chuyển sang một hình thức khác. Ông Yên thì dù sao cũng đã nằm ngoài dòng kèm tỏa gì của bà rồi. Bây giờ bà đang chiến đấu với 400+ cái lá đơn thưa. Trong đó có những cái lá đơn nặng ký của ông Dr. Thanh, của bà giàu, kèm theo một nhóm nghệ sĩ này nọ. Rồi xong rồi còn phải chiến đấu với lại những người mà bên phản động, với lại bên Mai Sơ, với lại Nhâm Hoàng Khang, với lại tấn công vô chính phủ này nọ nữa. Rồi giờ ngay từ đầu Dũng và Nam Quang nói ngon nói ngọt không nghe, đúng không? Tôi không dịu dàng, trìu mến, yêu thương. Tôi nói đi sai đường rồi, đừng có la làng lên nữa, đừng có lùm xùm, đừng có chửi bới, đừng có bà lấy ông tuổi bùi này nữa. Không nghe. Một lòng muốn làm nghệ sĩ, bây giờ ước vọng nghệ sĩ đó thực hiện được bằng 3-4 tiếng livestream. Nhưng sau khi buông micro xuống thì làm gì ạ? Là phải đối diện với sự thật. Rồi, thôi good luck chị luôn.
Thôi mình chào nha, chào tạm biệt nha. Thôi chào tạm biệt đi. Rồi. Cảm ơn tất cả các quý vị đã liên tục theo dõi anh em chúng tôi hơn 2 tiếng mấy đồng hồ, chắc gần 3 tiếng phòng quý vị mấy giờ rồi anh Dũng? Chắc 3 tiếng rồi ha. Ừ, tôi không biết mấy giờ đó rồi. Thì bây giờ về Dũng và Nam Quang cũng xin 2 tiếng. Cảm ơn quý vị khán giả của hai kênh Trust Media Network. Nguyễn Tiến Dũng của Facebook và của YouTube. Và cảm ơn quý vị đã giúp cho nó lan tỏa. Cho nó lan tỏa. Đúng rồi, cái quan trọng là quý vị giúp cho nó lan tỏa nha quý vị nha. Những miễn gì làm sao mà tới tay được của chị Phương Hằng và của anh Dũng là vội, với tới tay của bé Cường và ba má bé Cường và chị Nhung, để mọi người hiểu được cái chân lý, cái lẽ sống cuộc đời. Dũng không dám nói Dũng hay ho gì. Có nhiều những cái mà lĩnh vực mà nhờ Nguyễn Tiến Dũng và Nam Quang cũng có nhiều cái lỗ hổng thiếu hụt lắm chứ không phải không. Nhưng mà trong chừng mực nào đó mà chúng tôi chia sẻ được những cái gì mà chúng tôi đã từng trải qua trong cuộc sống thì tôi chia sẻ. Nếu có gì không đúng thì xin quý vị đừng có lên chửi em tội nghiệp. Tội nghiệp em lắm quý vị ơi, quý vị có thương em không quý vị? Nếu quý vị có thương em, quý vị lên, quý vị bỏ những cái comment mà đừng có chửi em như quý vị. Góp ý nha quý vị. Đừng có chửi nha. Bây giờ góp ý là Nam cái này Quang, đúng, cái này đúng. Nam Quang là đọc hết tất cả các comments của quý vị đó. À. Mấy ngàn của Nam Quang cũng đọc hết. Tại sao Nam Quang vẫn enjoy đọc những cái đó? Cái đó là kiến thức đó quý vị. Quý vị góp ý thì những cái gì mà đúng là Nam Quang sẽ tiếp thu. Dạ, yeah. Dũng okay. Cũng vậy, Dũng cũng tiếp thu. Và những cái gì mà hay hay đó mà có là Nam Quang chụp lại, Nam Quang gửi cho các ông hay này. Lắm nha quý vị. Chụp toàn lời khen mà chú uống nước được mới mất tôi bị tiểu đường là tôi chửi nha. Chụp những cái lời khen gửi qua chứ Dũng coi để tự sướng nha quý vị. Còn cái những điều mà chửi á đù này nọ kia đó thì giếm hết. Cái đó là tục tiểu quá, Nam Quang đâu có thể nào Nam Quang á đù này á đù nọ nó giếm hết rồi quý vị. Nam Quang đẻ ra được những cái đó là sẽ bị chảm ngay lập tức. Đây. Ờ quên, xin lỗi. Mấy bữa nay lên show mà quên quảng cáo cái mask cho anh Cao Trung Tâm. Quý vị, đây là cái mask được sản xuất ở Mỹ nha quý vị nha. Thấy cái logo đây nè, cái tem phiếu ở đây nè là sản xuất ở Mỹ đó. Anh Cao Trung Tâm vẫn còn rất là nhiều. Quý vị, mỗi người mua khoảng chừng vài hộp để ủng hộ ảnh đi nha. Năm qua quảng cáo cho ảnh thôi. Cái này website nè, vô đây để mua ủng hộ cho ảnh. Mỗi người mua một hộp mà ngàn người thôi, mỗi người mua 10 hộp đi, có 5 đồng hộp à. Mua ngàn hộp, 1.000 người mà mua một cái là ảnh bán sạch hết. 1.000 hộp với là mua 10 hộp trở lên. Nha, yeah, nói cho rõ. Ok, đúng rồi. Nếu mà mua lẻ đó thưa quý vị, mua 10 hộp trở lên thì 10 hộp trở lên đúng rồi, thì anh Cao Trung Tâm sẽ ship free. Mà cái này là chỉ có 5 đô một hộp thôi. Có 50 cái ở trong này, 50 cái mask ở trong này. Sản xuất ở bên Mỹ đàng hoàng nha, chất lượng Mỹ. Thành ra quý vị yên tâm về cái chất lượng của nó. Mua ủng hộ cho anh Cao Trung Tâm đi. Ảnh là một cái người ủng hộ cho Tổng thống Trump nhiệt tình lắm. Giúp cho đồng hương của mình nha. Ảnh cũng là có như là sao tôi quên hết rồi. Ảnh mở nhà máy ở Mỹ để cho tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ để anh sản xuất cái này, chứ không có phải nhập hàng ở bên Trung Quốc về bán đâu quý vị nha. Ok. Rồi có người hỏi có ship qua Hồng Kông và Canada không nhỉ? Hồng Kông chắc phải chặt tiền quá, tại sao quá? Không biết, tôi không có Năm qua không có dám trả lời cái đó. Quý vị vô trong cái website này nha. Quý vị vô trong cái website này nè thì nó sẽ có những cái option cho quý vị lựa chọn đó. Ok, rồi quý vị có những cái câu hỏi gì quý vị hỏi luôn. Năm qua chỉ là cái người đưa tin quảng cáo dùm ảnh thôi, Nam Quang không có lấy tiền gì ở đây. Cái là Nam Quang không phải bán online, cho nên Nam Quang thoát được chị Hằng chửi là cái thứ bán online. Chửi cũng được, cũng không sao, không sao. Được bán online. Chửi Nam Quang cũng được, không sao hết á. Nhưng mà Nam Quang giúp được cho anh Cao Trung Tâm thì Nam Quang giúp. Nam Quang cũng có nhờ bên anh Trần Nhật Phong với là anh Trương Quốc Huy quảng cáo dùm, nhưng mà tại vì Nam Quang chưa có đưa thông tin qua bên đó, chắc vài hôm nữa Nam Quang đưa qua bên đó thì fan của anh Phong với lại anh Trương Quốc Huy đông hơn ở bên này. Thì hy vọng là anh Cao Trung Tâm sẽ giải quyết được cái mặt hàng tồn đọng hiện giờ. Okay. Có nhiều người khen lắm nha quý vị. Đổ Julian hàng chất lượng đẹp và dày 4 mặt. Tốt lắm. Sản xuất bên Mỹ mà. Sản xuất bên Mỹ quý vị. Đó, thành ra nhớ nha. Thay vì mua đồ Trung Quốc trôi nổi quý vị không có biết chất lượng ở đâu, thì quý vị mua cái này bảo đảm luôn. Để Nam Quang biết những cái gì mà Nam Quang quảng cáo á. Là Nam Quang đã thấy rồi, Nam Quang mới dám quảng cáo, nhưng không, Nam Quang không dám quảng cáo đâu. Quên nha quý vị nha. Còn tôi với ông á,
tôi với ông thì ok mình chào rồi không, bây giờ mình lang thang tản mạn thêm chút được, xíu được đúng được không? Được nãy giờ Dũng chào rồi đúng không quý vị? rồi Rồi bây giờ Dũng lang mang tản mạn chút xíu, ai bận có biểu công việc thì cứ việc đi nha, ok còn Dũng Nam Quang ngồi đây thêm chút xíu. Có Jennifer cái địa nào Mica có hình như có ship qua Canada đó nha, coi trong cái website em ở cái option nó bên có. em ở Việt Nam thì không mua được nhưng luôn ủng hộ cho kênh, cảm ơn em. Mưa Sài Gòn Aya sau quốc võ không mở cuộc thi chủ đề ai chửi hay nhất hơn bà cuồn cuộn. Ok, cảm ơn Mưa Sài Gòn. Mưa Sài Gòn làm cho anh nhớ gì cái này. Thiệt ra đó như vậy đâu quý vị, trước khi để trả lời cái câu này nè, Dũng và Nam Quang tôi không biết ý ông sao nha, nhưng mà hồi đó thì Dũng hay nói là Dũng công tâm lắm, Dũng không có binh Đông Yên, Dũng không có binh bàn ai nói sao hay gì gì thì cũng có thể đem lên phân tích được. Nhưng mà sau khi làm việc, sau khi tiếp xúc và sau khi nhìn nhận cái quá trình sau 3 tháng thì trong lòng Dũng đã có nghiêng về ông Yên rồi thưa quý vị, có nghiêng về cái phần của ông Yên rồi. Rõ ràng mình thấy trước con mắt là những cái chứng cứ về người chết người này người nọ rõ ràng là không có đúng. Điều thứ hai là pháp luật đã không rớ tới ông Yên rồi, cho vay nặng lãi chừng vài trăm triệu là đã bị lụm vô tù rồi thưa quý vị, huống chi 270 tỷ. Rồi bây giờ ổng không có bằng cớ ngoại, ổng không có bằng chứng gì về lừa gạt hết, Cảm ơn Eric nha, mua 10 hộp. Không cứ nói không đi. có bằng chứng gì về lừa gạt hết đúng không quý vị, rồi xong rồi bằng chứng về giết người như này chỉ là những Ông cái 10 mồm thùng chứ. hay là những cái điều mà phát ở trên YouTube gì đó, nó không có đủ bằng chứng để cấu thành một cái gọi là tội phạm để bắt tống giam hay là này nọ kia. Bởi vì quý vị biết giết một người không phải tội nhẹ thưa quý vị, và cho vay nặng lãi hay lường gạt chừng vài triệu là đã bị lụm rồi, huống chi 270 tỷ. Và kèm theo nữa là cái tư cách của hai vợ chồng Dũng Lò Vôi và ông Yên thì rõ ràng làm cho Dũng từng bước nghiêng về cái phần ông Yên bị hại nhiều hơn. Thì tôi thấy tại sao Quốc Võ hay là Thái Hoàng hay là Trung Hiếu gì đó người ta ủng hộ bà Hằng, thì mình cũng 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 tôn trọng quyền ủng hộ của người ta. Ủa thì mình cũng có quyền ủng hộ ông Yên vậy đúng không quý vị? Ông Yên ông đâu có bị bắt bị tù, ông đâu có bị nhốt hay là bị tuyên án bị gì gì đâu. Rồi bây giờ mình đã thấy được vấn đề từ bước rồi, ủa thì mình cũng có quyền ủng hộ ông vậy đúng không quý vị? Đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Dũng có nghiêng về ông Yên nha, có chứ không phải không. Mặc dù là nghi ngờ ổng nhưng mà ổng nói gì bậy thì mình cũng đem ra mình nói được, mình phân tích được. Mà ổng không nói gì hết, mình phân tích gì giờ? Bây giờ chỉ có cái là mày lùng cùng mê đá banh ví dụ vậy. Không biết người ta nói lùng mà đi chạy đi đá banh chung với Lê Quỳnh Đức ví dụ vậy. Ấy nhưng mà lùng nhiều người giống như là Maradona đó, cũng lùng đó mà chạy dữ lắm nha. Maradona lùng Trời đó, ơi, đá dữ dội quá cũng trời đá đó dữ ha. dội giống phải không? Thiên tài À, đó. thì bây giờ nè, hồi nãy á là có một cái câu của Mưa Sài Gòn á nói là về cái vụ mà mở cuộc thi chửi thì Dũng mới nhớ được có một cái mới nhất của anh Quốc Võ, tại vì có đề cập Quốc Võ. Không có quét rác chưa? Không, tôi không thấy rác bên này, À ok. Hôm nay tôi bên không đó thấy ít rác rác. cho nên tôi không hỏi. À. Rồi thì Dũng thiệt ra Dũng mới vừa coi cái gì đó, có một chị đại gia là mua cái cúp để trao cho bé, cho cái người đoạt giải thơ gì hay gì đó. À, thì Dũng mò vô coi có cái người có bạn gửi qua cho Dũng, gửi qua qua Messenger cái tôi cũng vô tôi coi cái quấm bên à, tôi coi lướt 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 qua lướt lướt cái thấy ổ cái người doanh nhân đó là chị Ngọc Hồ. Hello Tony Phạm. Ok, ông nói tiếp đi. Tôi thấy người đó chị Ngọc Hồ, à thì tôi cũng thấy hứng thú là tại vì chị cũng dễ thương. Rồi cũng lướt lướt qua để coi coi chị nói gì, tại thứ nhất mình có thời gian. Cái lướt lướt qua phút thêm mấy cái trong cái tôi nghe chị nói về cái Chết vụ. mẹ, chết mẹ, xin lỗi. Nhớ 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 dừng lại chỗ này nhớ chút xíu. Nhớ chưa? Rồi nhớ. Thôi xin lỗi. Thưa quý vị, Nam Tính đâm Quang sùng lũng phải không? đúng Ok rồi. đâm đi. Nam Quang vừa mới nhận được một cái tin mà Nam Quang nghĩ là phải nói cho quý vị liền, là cái nguồn tin mà chị Dầu chuyển hồ sơ về Bình Dương là không có đúng nha. Cái nguồn tin là bây giờ hồ sơ vẫn ở Sài Gòn, Đúng ở thành rồi, phố Hồ Sài Chí Gòn. Minh. Bởi vì nay Ok, tôi hơi ngạc nên là nhiên. bảo vệ. Ok, cái gì mình nghe được mình phải mình sai là mình phải correct liền. Ok, mình sửa. Ok, Cảm ơn, rồi. thank you. Xong. Thì một đoạn nghe một đoạn 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 cái tới phút 23 cái tôi nghe chị nói về cái vụ mà chị ủng hộ chị Hằng, cái ở cái được chị này hay, thà là ủng hộ ai cứ việc nói, xứ sở tự do, mình ủng hộ thì mình chịu trách nhiệm như quyền ủng hộ của mình,
Ủa đâu ai bắt mình được ủng hộ chị Hằng hay là ông Miên hay gì đâu. Rồi thì mình có đâu có ra bắt buộc người ta phải ủng hộ người này hay người nọ người kia đúng không quý vị? À thì tôi thấy chị cũng hay. Cái hồi cái tôi mới bị bật ngửa khi mà nghe chị nói, trời đất ơi, tôi bị suy sụp. Tôi bị hụt hẫng. Chị nói vậy nè, chị nói chị Hằng á đâu phải ghi không mà chị chửi đâu, phải chửi chị thì chị mới chửi lại. Cái tôi nói ủa sao kỳ vậy ta, sao chị Ngọc Hồ lại cổ xíu cho cái chuyện mà đi lên mạng hay chửi qua thì chửi lại, ăn miếng trả miếng như vậy đúng không quý vị? Dũng không có cổ xíu cái chuyện ô mày chửi tao một tao chửi mày mười, ô mày chửi tại mày chửi tao tao mới chửi mày, không phải vậy thưa quý vị. Nếu mà Dũng có cái suy nghĩ đó thì Dũng đã chửi song sỏn lý lắc, thì chửi Dũng chửi song sỏn đù này đù nọ với lại gì Sơn Sàm hay là Lang Thang hay là Tà Phong Tần hay là gì, những người chửi mà cái tự nhiên mình chửi lại, cái nghĩa là mình đang hạ mình xuống bằng những người ta để mình chửi người ta, Dũng có cổ xúy chuyện đó. Mà quý vị thấy từ đầu tới cuối Dũng có bao giờ kêu con Hằng thằng Yên gì không có lúc Tôi có cái con Tuyền Nỏ là tại vì nó là con vợ của tôi. đó cái này là tại ông Tấu Hài đó chuyện khác. Cái Dũng nghe tại vì chị cũng đã từng ngồi xô thóc xô với mình, chị cũng dễ thương, chị cũng có ít nhiều gì ra nước ngoài, ra Hàn Quốc lấy chồng Hàn Quốc xong rồi ra qua Mỹ thì ít nhiều gì chứ cũng có khác hơn những cái người có cái dân trí mà thấp hay là gì, người ta chửi mình cái mình phải lên mình con mình thằng mình chó mình đù má đù mẹ mình thì mình nói mình chửi làng ta, thì tôi đâu bao giờ mà tôi nghĩ là chị sẽ trả lời vậy ta. Chị nói chứ sao không có lửa sao có khói, thì ra đâu phải tự nhiên mà chị Hằng chỉ chửi là phải chửi chỉ cho nên chỉ chửi gì quốc võ thí dụ gì thí dụ như là quốc võ ai chịu quốc võ thì quốc võ phải chửi lại chứ. Trời ơi tôi hỏi ơi luôn, tôi nói trời ơi, thí dụ như những người fan chị Hằng cùng cuộn, những người mà cái dân trí hay là cái gì mà bị sống ở trong cái môi trường mà chửi nhau son sỏng vậy thì như họ mình không có lạ, nhưng mà chị Ngọc Hồ chỉ làm tôi lạ quá, tôi ngạc nhiên quá, tôi nói trời ơi, chị Hồ đây sao hả trời. Xong cái chị nói nữa nha, cái xong cái lúc đó tôi nghĩ ủa vì họ vì vì không lẽ chị Ngọc Hồ biết là không biết là anh Hoài Linh từ đầu tới cuối hoàn toàn im lặng đâu có chửi chị Phương Hằng đâu, không lẽ chị Ngọc Hồ không biết điều đó sao ta, mà chỉ là nói là tại có lửa mới có khói, tại vì mấy người tại vì chửi Ngọc Hồ kia ấu chửi Phương Hằng như lên Phương Hằng phải chửi lại chứ. Chị Ngọc Hồ ơi, trời đất ơi, anh Hoài Linh đâu có chửi chị tiếng nào đúng không, rõ ràng nhất là anh Ngọc Hoài Linh tới bây giờ vẫn im và không đề cập tới tên của chị Phương Hằng nữa, thì tại sao dù cho những người kia có chửi chị Hằng đi, chị Ngọc Hồ với cái tư cách của một bà chủ lớn của một người doanh nghiệp cũng không nên nói cái câu là tại vì chửi tôi cho nên tôi mới chửi lại. Xong rồi còn nữa nha quý vị, tôi mới vừa rớt xuống một bậc thang thôi, cái tôi nghe xong cái này cái tôi rớt xuống thêm hai ba bậc nữa Bây giờ này nè, chân là tay coi như là chân tay gãy là xương tôi phải cần ông Nguyên à? Đúng là không, chỉnh xương cho tôi đó, tại đúng tôi rồi, bị chơi giờ bây giờ bị ông bị chật đĩa đệm rồi đúng chờ không? bị chật dễ đệm rồi thưa quý vị, tôi lọt tật 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 tật. Bà nói vậy nè, chờ chị Hằng, chị Hằng ơi chị nghe những cái điều em nói, chờ chị mà là em á, chị mướn 15 thằng ngồi để thi chửi coi đưa thằng nào mà chửi hay nhất là chị thưởng tiền, chị thưởng tiền thằng nào mà chửi không hay chị ngồi xuống chị chửi ké. Là sao không, chị Ngọc Hồ, Trời đất. là chị Ngọc Hồ Nè một doanh nhân xinh đẹp ở đây đã từng ngồi chung với mình mà nói là nếu mà là chị Ngọc Hồ mà là bà Hằng chị sẽ mướn mười mấy thằng ngồi đó thi chửi, đứa nào mà chửi hay chửi tục chửi gì thì chị sẽ thưởng, ông tưởng tượng ra cái điều đó không? No. Trời ơi chị nói vậy đó quý vị lúc đó rồi trời thiệt tôi không còn cái lời là lẽ nào, tôi nói chờ chị Ngọc Hồ đây sao, tới nỗi mà tôi đi tôi quá ngạc nhiên luôn, không phải chi là chỉ là một cái người nào đó trong một cái xóm bình dân nào đó chưa có đặt chân tới một cái xứ sở hay là một cái đất nước phát triển, chỉ chưa từng đi nước ngoài hay là chỉ chưa từng có một cuộc kết hôn với mà là một cái quốc gia không phải là một thế giới thứ ba. Ok thì chỉ giống như mấy người lên đi đù má đù mẹ tôi hay không, là thằng này con nọ tôi không lạ, nhưng chỉ làm tôi quá quá lạ luôn, thì tôi rất là ngạc nhiên đó, ý ông sao khi mà ông nghe là chị sẽ mướn những cái người đó chửi đi ai chửi hay thì chị sẽ thưởng tiền, ông thấy sao, cho ý kiến
Trời ơi, bây giờ không dám cho ý kiến nữa. Thôi. Không, thiệt ra là chị đã lên chị nói thì chị phải chấp nhận là có những cái bình luận, có những lời comment, đúng không? Đó, thì là như vậy. Thực đó. Thực ra thì nếu mà ông muốn tôi cho ý kiến thì tôi nghĩ là chị không có nên nói như vậy thôi. Tại vì thật sự ra cái người làm kinh tế, thưa quý vị, doanh nghiệp đó, họ không nên dính vô mấy cái tranh cãi, những cái thị phi. Đây. Vậy thì quý vị thử đi, bóc vỏ chọc chị Ngọc đi, chị Ngọc chửi cho nghe. Chị Ngọc chửi như vậy cũng là hiền. Tôi hả, tôi không có chửi như chị Hằng. Tôi nói thiệt á, tôi mướn hết nguyên một vàng ngồi đây. Đứa này chửi, đứa nào chửi hay tao cho tiền nhiều. Đứa nào chửi lên chửi phụ chị. Chị còn hay hơn nữa, chị học chị Hằng không cần phải chửi đâu. Nhưng mà thực sự á, tại sao chị Hằng chửi? Tôi nghĩ là quý vị chọc chị đi, chị tự nhiên chị chỉ lôi ông Hoàng Yên ra thôi, chứ đâu có làm cái chuyện gì mà cái chuyện đó nên lôi. Tôi nói thật luôn, thực sự á, quý vị cũng thấy á, đâu có ai dám nói. Tại sao không dám nói thì quý vị cũng biết rồi, coi qua những cái clip của chị Hằng là tại sao mà những cái người mà đi trị bệnh không dám nói. Như vậy mà ai dám nói, thấy chưa? Những cái bọn tức là à, còn nữa. Bây giờ còn nữa. Có Dũng với Nam Quang cho mày nữa nha quý vị. Có. Có nghĩa là bây giờ không lẽ giờ tao quảng cáo xạo đi, bây giờ mày uống tao gì, mày rồi luôn cho mày. Tao nói giờ tao phải lên tao nói lại, ừ, thằng này xạo lắm mà tao mới vừa nói thằng này nó làm tốt lắm mà giờ tụi mình quay qua nói vậy làm sao được. Đúng không? Không ai làm dám nói. Và những cái người mà nghèo, người ta có còn một cái hy vọng cuối cùng rất là mong manh. Đi khi mà sinh ra đứa con người ta bị vậy người ta đã đau buồn rồi. Và khi người ta có cái tiền có bạc, người ta cũng muốn đứa con của mình được bình thường. Bình thường là bình thường rồi, là tốt rồi. Nhưng mà thật sự có ai muốn như vậy đâu, chẳng ai muốn. Thì chị Hằng đã đưa cái vấn đề đó ra thì nó mới dính líu những cái vấn đề khác. Nhưng mà Ngọc Hồ lại nhìn khác. Những cái vấn đề dính líu đó tại những cái người đó đã dính sẵn rồi. Cho nên chị Hằng chỉ nói, tôi chỉ có bơi cái chỗ này thôi à. Mà cái rễ đó nè, nó tủa ra, chứ tôi đâu có làm gì đâu. Rồi chửi chị Hằng. Thì bây giờ nếu mà có chửi, thì phải có chửi bà mới chửi lại. Chứ không có ai tự nhiên không chửi, tự nhiên cái tôi ngồi, cái người đó không chửi mình gì hết, đang thích mình như vậy. Và cho nên hôm nay Ngọc Hồ cũng chia sẻ một chút xíu vậy thôi. Thì trong cái chửi nó cũng có cái như vậy thì chị coi cái clip của em, và em cũng thân thân rất cho chị biết là nếu như mình vì một cái chuyện mà cái chị Hằng chỉ chửi người đó mà cái chuyện này chỉ làm tốt mà mình không nhìn nhận thì là không được. Cái chuyện nào nó ra cái chuyện đó mà tại vì cái chuyện này nó tốt chỉ là làm trước, và cái chuyện này người ta sơ mới, chị chỉ tức mắc mới vì cái chuyện của người ta, chuyện của đàn bà, mà trong khi chuyện của đàn bà mà toàn là quý ông lên nói không à, quý ông lên nói thôi. Phải vì tôi nhiều chuyện nè, tôi bà tám tôi nhiều chuyện, tôi nói cũng không sao, tự vì tôi không có thời gian, tôi thật sự không có thời gian để nói. Đó là cái vấn đề mà như vậy ha. Cho nên hôm nay thì Ngọc sẽ trả lời hai quý vị nghe rõ quý vị ha. Quý vị, thí dụ mà tại vì Dũng đánh giá cao chị cao quá. Tôi đánh giá chị cao lắm không? Doanh nhân thành đạt, xinh xắn, đi nước ngoài, qua tới những cái đất nước phát triển. Mà nỡ lòng nào, em không có chửi chị ra, em mướn, anh gom hết một đống thằng đó lên, ngồi đây chửi. Tức là chị còn cao siêu hơn. Thưa quý vị có chấp nhận con quý vị? Bây giờ cầm phone lên cái toàn là dùng những cái từ mặt lờ với miệng lờ không quý vị? Bây giờ đám trẻ bên Việt Nam nó như vậy đó quý vị. Mặt lờ, cái cười với nhau, con này miệng lờ. Rồi xong rồi dùng những cái từ mày tao, chó đánh đập, mẹ mày gì nè. Như vậy thì có phải là chị Ngọc Hồ đang cổ suý ủng hộ cho cái việc chửi đó không? Và chỉ ủng hộ cho quyền chửi qua, rồi mới chửi lại, mướn nguyên bày lên ngồi chửi nữa. Thì một mình chị Hằng thôi là đã chúng ta đã muốn xỉu lên xỉu xuống vì những cái ngôn từ chó mày mập như con heo nái, mày thế này mày thế nọ, rồi quốc chiến, rồi trời đất ơi tùm lum hết trơn. Quý vị có nghĩ là một vàng bả mướn thêm một đống người đã ngồi để chửi xa xả cái gì không quý vị? Mà đây là chị Ngọc Hồ đó, thì thiệt ra là Dũng không có chửi gì chị Ngọc Hồ nha. Dũng chị khi mà chị Ngọc Hồ nói ra cái điều gì đó thì chị phải chấp nhận có những cái lời phân tích bình luận về những điều chị nói, giống Dũng và Nam Quang cũng vậy. Hai đứa ngồi đây nói gì nói nhưng mà vẫn yêu cầu, không phải yêu cầu mà là khuyến khích quý vị. Quý Dũng Nhâm Quang nói sai gì cứ việc nói đi, nói đàng hoàng, phân tích đi rồi Dũng và Nhâm Quang sẽ học hỏi thêm được từ những cái quý vị góp ý. Đó là chuyện đương nhiên. Thì ngày hôm nay tại vì ít nhiều gì Dũng có quen với chị Ngọc Hồ, chị nói là toàn là đàn ông, anh gì mới biết sao mà
diễn đàn bà mà toàn là đàn ông quý ông rồi ngồi nói, ủa chứ Quốc Võ cũng là quý ông vậy, nhưng mà tại sao Quốc, tức là những quý ông được nói nhưng mà chỉ được binh thôi, chỉ được tung hô, chỉ được cổ suý, chỉ được tung hô và ca ngợi chị Hằng thôi thì mới được. Còn mà đàn ông nào mà ngồi mà phân tích những cái điều sai, những cái đường đi của chị Hằng Anh Dũng, những cái điều mà chị Hằng Anh Dũng gì đó tổn thương người này, tổn thương người kia, làm băng gì đó, làm suy đồi những cái văn hóa của Việt Nam thì không được nói. Vậy thì sao vậy, vậy chị Ngọc Hồ? Tại sao có cái chuyện mà đàn bà, thí dụ như là một người đàn bà nào đó mà lấy chồng trẻ hơn tuổi, hoặc là ngồi ở nhà chơi đề, hay là ở nhà cãi lộn chồng con, cái đó kệ người ta, tôi đâu, đúng không? Mình đâu nói làm chi, chuyện đó là chuyện riêng tư, không muốn nói. Nhưng mà cái chuyện chị Hằng này nó thành là chỉ đã đứng ra vì 97 triệu dân trong và ngoài nước, chị nói bậy, chị tục tiểu, rồi chị dính tới tòa án, rồi chị dính tới những cái mà soi mói, rồi chửi bới giới này giới nọ giới kia, và có lôi hai thằng này vô luôn. Thì đương nhiên xứ sở này là tự do ngôn luận, và tôi nói trong cái chừng mực nào đó, tôn trọng lẫn nhau, không mạ lị, không chửi bới tục tằn thô lậu, và nói những cái chính riêng của mình. Thì chị này chị đã nói là đàn ông toàn là quý ông không, mà do nói ủa quý ông không được phân tích, không được bình luận, không được nói về những cái sai trái của bất cứ một người phụ nữ nào hay sao vậy chị Ngọc Hồ? Nói ngày nay chị Ngọc Hồ chị nói là chị mướn người này người nọ lên ngồi thi chửi với nhau, chửi, tức là chị đang tiếp tay cho cái việc là ngôn ngữ Việt Nam, để tiếp tay cho cái việc mà ủng hộ chuyện mà chửi bậy tục tiểu ở trên mạng, rồi để chị mày tao chị. Trời đất ơi, quý vị nghe, quý vị có thấy bất ngờ không quý vị? Hên á, hên là chị Hằng nha, chứ nếu mà chị Ngọc Hồ mà là chị Hằng là mình là coi như là gấp, coi như là cái đại nạn này đó là có còn kinh khủng hơn nữa, chứ không phải là chị ngừng ở mức độ này đâu. Ông thấy gì không? Tại sao chưa hiểu tại sao? Tại vì chị Hằng chỉ dùng cái một cái miệng chỉ chửi thôi. Còn chị Ngọc Hồ này là chỉ huy động bao nhiêu đứa lên ngồi thi chửi và chị trả tiền nữa. Thì ông thấy là cái mức độ bùng nổ nó còn tới cỡ nào? Nó dễ sợ không? Coi như là thực ra là tôi vẫn ủng hộ chị Ngọc Hồ, chị đứng về phía chàng không sao hết, cái đó là quyền tự do. Nhưng mà những cái điều chị Ngọc Hồ nói, và trong đó là có ông với tôi đó, là tan đàn ông lên ngồi nói gì mấy cái này. Vậy thì những người đàn ông mà luật sư bên Việt Nam được đài VOE, rồi được đài VTC, hoặc là được những cái kênh truyền hình của bên Việt Nam, những cái ông luật sư đó được mời lên nói như vậy, thì các ông luật sư đó cũng không được nói về chị Hằng, bởi vì chị Hằng là phụ nữ. Còn các ông luật sư đó là đàn ông, có phải không chị Ngọc Hồ? Đúng không? Có phải vậy không? Rồi, đó, thì qua đây thì mình mới thấy thế thái nhân tình. Đôi khi mình đi từ cái bất ngờ này, nó nhảy qua cái bất ngờ khác. Bởi vì giờ, bây giờ tôi ước là phải chi cái người kia đừng có gửi tôi cái video clip của cuộc phỏng vấn của Quốc Võ với chị Ngọc Hồ. Và tôi ước là tôi đừng có xem, để mà tôi đừng có bị hụt hẫng về chị Ngọc Hồ. Bởi vì tôi đánh giá và tôi nhìn nhận cái hình ảnh của chị và tính cách của chị quá cao, để mà bây giờ tôi bị chấn thương cột sống, tôi bị rớt từng nấc thang bịch khi mà tôi nghe chị nói vậy. Rồi ok, xong rồi đó. Rồi những điều chia sẻ của Dũng năm ngoan đã xong. Dũng ơi, xin lỗi chị Ngọc Hồ, nhưng mà chị cũng có nói mấy thằng đàn ông quý ông này nói chuyện, có nghĩa là chị đang gom Dũng và Nam Quang vô nói về cái vấn đề này, cho nên thôi những lời đó có thể là khó nghe, nhưng mà dù sao thì đây là xứ sở tự do ngôn luận. Dũng không có xúc phạm mình, giờ Dũng không có xúc phạm chị, mà Dũng đang nói về những cái điều mà chị nói trước công chúng trên mạng truyền thông, về những cái việc mà nói bậy, nói tục tiểu, rồi chửi bới mã lị lẫn nhau. Thì ok, rồi xong. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chia tay lần nữa nè, cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn ủng hộ cho Trust Media Network, như là Nguyễn Tiến Dũng Show trên YouTube lẫn Facebook. Chúc quý vị có những ngày tháng thật là vui tươi, cùng với gia đình và người thân, hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị, bye bye. Okay, xin kính chào quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình của hai anh em chúng tôi. Thì cái chương trình kế tiếp sẽ là thứ ba phải không? Rồi chia tay đến một tuần lận nha quý vị. Có nhiều quý vị cứ nói là
anh Nam Quang Phan Tiến Dũng tại sao không làm hàng ngày đi? Thưa quý vị, trời ơi, mỗi ngày 3-4 tiếng đồng hồ với quý vị như vậy, anh em chúng tôi cũng phải dùng nhiều cái chất xám lắm chứ không phải là đơn giản đâu, mệt lắm. Anh ra làm hàng ngày là chết, làm hàng ngày là chết. Tại vì làm ngày thành ra sàn. Ừ, làm hàng ngày là nó thành. Tại vì Nam Quang cũng đã nói với lại quý vị nhiều lần rồi, đây chỉ là một cái công việc, một cái hobby của anh em chúng tôi thôi. Anh em chúng tôi cái công việc chính là buôn bán bất động sản. Thành ra quý vị mà có thương yêu anh em chúng tôi, thì khi nào mà có những cái nhu cầu về chuyển nhượng, mua bán bất động sản thì hãy bắt phone gọi cho anh em chúng tôi hay là email theo những cái thông tin mà chúng tôi để trên cái phần description đó thưa quý vị. Để mà cái đó là một cái cách mà giúp đỡ cho Nam Quang với Tiến Dũng, ủng hộ Nam Quang với Tiến Dũng mà là thiết thực nhất. Chứ còn cứ ngồi mà nói cái này suốt thì đúng thiệt là con cháu ở nhà đi ăn cháo hết chứ không có tiền bạc gì hết đâu quý vị nha. Ok, cái này chỉ là cái sở thích của anh em chúng tôi làm thôi, tuần 2 ngày. Quý vị biết rồi, ngày nào mà cũng ngồi 3-4 tiếng đồng hồ như vậy thì cũng mình cũng phải đọc tin chứ bộ, mình cũng phải nghe chứ bộ, chứ đâu phải là tự nhiên mình lên mình nói xàm đâu quý vị. Đó. Hôm bữa em thấy bà Ngọc Hồ này anh Nam Quang cho bà quảng cáo xong sao bây giờ lật kèo vậy trời. Ít ra không phải chỉnh bà này một lần, bà xéo sắc tới mình rồi đó. Chứ nếu mà bà đừng nói là toàn là quý ông. Ủa gì hả? Đang mở. Thì không, thật sự ra bà lôi thế hai anh em thôi. Cái vấn đề chỗ này nè anh Dũng. Toàn là quý ông, phải nói một lần như vậy để cái việc mà chị, cái business của chị Ngọc Hồ thưa quý vị, thì Nam Quang vẫn ủng hộ chị là tại vì thấy chị bán nào hàng, đâu nó ra cái đó đúng chị không? Bán hàng tốt lắm. Ok, những sản phẩm của chị bán thì Nam Quang thấy là giá cả hợp lý mà những sản phẩm tốt, nên quý vị cứ ủng hộ chị đi. Nhưng mà giống như anh Dũng nói đó là tại vì chị Ngọc Hồ đã lấn sân qua bên cái gọi là cái vấn đề là chị nhảy vô chị bình luận những cái chuyện xã hội thì chị phải chấp nhận là chị sẽ được bị người ta phản biện lại, đó là cái tự nhiên thôi đó. Còn nếu mà như, giống như là chị Ngọc Hồ mà không nói gì hết thì đâu có ai nói chị đâu, giống như là không có lửa thì sao có khói đó, đó chị nói đó, đó thành ra nó quan nghĩ. Cái này là một cái suy nghĩ cá nhân của Nam Quang thôi, thì chị Ngọc Hồ nên chú tâm vô trong cái quảng cáo sản phẩm của công ty thôi, chứ còn cái vấn đề mà nhận định như vậy thì nên để cho những người đang làm cái công việc bình luận, họ bình luận thôi. Chứ còn chị đâu có thời giờ đâu để mà chị ngồi chị bình luận, chị đôi co với người này chửi người kia. Mướn 10 thằng lên để mà chửi. Mướn một đám, có bao nhiêu mướn hết. Nhưng mà nói gì nói thôi đi chửi. Chị Ngọc Hồ cũng là một người chị dễ thương đó, rất là dễ thương, trong buôn bán khéo léo. Nhưng mà ok thôi, tại vì cứ bàn hồi nó ra tùm lum chuyện quý vị. Khi nào mua xong thì nhớ gọi cho chị Ngọc Hồ. Ok, tại vì chị Ngọc Hồ những cái sản phẩm của chị bán cũng tốt lắm á. Ok, rồi chỉ vậy thôi. Trần Thị Kim Ba nói là thứ ba tuần sau là mấy giờ? Thường là 3:30 giờ California, có nghĩa là 5:30 sáng giờ Việt Nam nha quý vị nha. Mình buổi chiều thì Việt Nam sẽ là buổi sáng thứ tư. Buổi chiều thứ ba thì Việt Nam sẽ là buổi sáng thứ tư. 5:30 sáng thứ tư. Để coi thêm coi có ai bên tôi off rồi. Bây giờ trước cái off thì tôi không phải, tôi hồi nãy giờ nên tôi nói ồ để tặng ông Nguyên, hồi nào giờ mình cứ hát tặng bà hàng không mà chưa hát tặng ông Nguyên thì cũng thiệt thòi chứ ổng. Cho nên tặng ông Nguyên vài câu về quê hương của ổng đi nha. Thấy chưa? Rồi. Gió xuân bay về Cà Mau, qua đầm dưới nước sông lưng lỡ bông tràm, thoáng đưa mùi hương mong anh đến rừng U Minh.
cánh quang bao tình à. Khung trời đẹp xinh à, lá hoa điểm tô trời xuân. Chúng mình về dùng năm căn cùng lắng nghe khúc ca bình minh à. Tiếng hò diều dắt xa đưa, dòng sông lướt trôi sóng số con đò. Đêm chúng mình giả từ cùng nhau, lưu luyến bao khung trời ân tình Cà Mau. Rồi. Ủa vậy không biết hả? Không phải nói xin hết. Ủa xin hết, hết rồi quý vị. Okay. Về cái nước đầm dơi. Ủa, để coi nếu mà tôi nhớ. Con nhớ. Nên tôi sợ tôi quên. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe tim tôi. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Đó. Hay, ông hát cái bài về phương Nam lắng nghe cung đàn đi. Hôm nay về phương Nam là chung, còn về Cà Mau là là tặng ông Yến đi rồi. À. Đó, cái bài kia tôi không thuộc thì. À vậy hả? Về phương Nam. Cũng cái của Bùi Đức Sao Biển đó. Về phương Nam lắng nghe cung đàn, thổn thức dòng dưới trăng mơ màng. Không nhớ. Rồi. Theo sông Cửu Long biển đông dân tràn. Về phương Nam ngắm sông ngắm nguôi, thương những đời như lục bình trôi. cảm ơn anh. Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Dũng. Vài câu cho Nguyên ổng ấm lòng cái hổm rồi tặng chị hai không. Quý vị nhớ nha, nhớ ủng hộ anh Cao Trung Tâm giúp Nam Quang nha tôi quý vị nha. Những cái người như vậy là chúng ta nên ủng hộ quý vị nha. Website là sterlingmask.com nha, sterlingmask.com. Nam Quang sẽ đánh máy vô trong này để cho quý vị thấy nha. Ok. Tại vì hình như là do Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng sử dụng cái phone ở cái chế độ gọi là selfie đó, thành ra cái hình nó bị lật ngược lại. Rồi quý vị cứ nghĩ là Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng đổi chỗ cho nhau, nhưng mà thật sự không có đổi chỗ. Cái phone nó bị lật ngược lại đó, thành ra là Nam Quang vẫn ngồi cái chỗ cũ nha quý vị nha. Ok, không có thay đổi phong thủy chút xíu nào hết á. Quý vị nhớ ủng hộ giúp cho Nam Quang, ủng hộ những người tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ nha. Ok, mua cái mask này. Mà tại vì cái mask này nó rẻ lắm, rẻ mà còn chất lượng nữa quý vị nha. Sản xuất ở Mỹ đàng hoàng. Ok, sản xuất ở Mỹ đàng hoàng là USA. Ok, rồi cảm ơn quý vị. Mai một Cà Mau em lớn, tuy út má xưa soạn đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em nhiều. Sao hay quá vậy ta? Cà Mau tôi cứ muốn ngồi đây mặc hoài luôn á. Áo mới. Tôi cứ muốn ngồi đây để cho về mát. Cà Mau là thấy thương em nhiều. Nghe như vậy thì chắc là là đó. Thầy Yên sẽ fall in love với là anh Nguyễn Tiến Dũng, chứ không phải là fall in love với là cuồn cuộn nữa. Mai mốt đó. Mai mốt mà hai lạc loài này về là thầy Yên phải lo vé nha. Lo vé máy bay. Thầy Yên thì lo vé, còn cuồn cuộn lo dép nha. Lo guốc là dép. Cuồn cuộn lo dép. Rồi Hà Thủ Ô nha quý vị, uống hết một chai để uống rồi còn về còn chút nữa. Hà Thủ Ô đậu đen nha quý vị. Thưa quý vị, quên nữa, đây có hai chỗ bán Minh Phụng với lại Vạn Hồi Xuân. Vạn Hồi Xuân là ngay sau lưng của đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Nếu mà bên kia hết Hà Thủ Ô chạy qua bên Vạn Hồi Xuân, Vạn Hồi Xuân hết Hà Thủ Ô chạy qua bên kia. Rồi có hai chỗ đó bán thì Dũng hay chạy qua chạy lại đó. Hà Thủ Ô đậu đen. Nghe ông quảng cáo riết hồi tôi cũng muốn uống Hà Thủ Ô luôn. Uống đi đi. Ê, hôm nay ông nhìn
có vẻ villa ấy nha. Hôm nay nhìn sao tôi thấy ông cái mặt thon thả lại á. Tại mặc đồ đen hả sao vậy? Mặc đồ đen với lại chắc cái cổ bicep. Không, cái mặt mình thấy nó thon thả. Có, thon thả, có. Đó, thấy mặt thon thả lại. Cho nên á, ừ. Chắc cũng bị gọi là giống như chị Hằng cái gì phải không? Thức khuya dậy sớm quá lần ra là đó, thức khuya trả lời comment cái mặt ra cũng thon lại hết. Quý vị thấy Nam Quang cũng cái mặt cũng ốm lại đi không quý vị, giờ này thiếu ngủ quá mà. Xuân bay về. coi ai tôi nói có ai nói lần này hát gốm mình ngồi hát hoài không? Trời ơi, người ta khen ông quá trời luôn rồi. Hát hay quá trời quá đất luôn à. Thêm bạn nữa đi trước khi kết thúc đi, tôi ép ông á. Trời ơi, người ta khen ông quá trời luôn. Phải không? Trời ơi, khen quá trời luôn. Quý vị cho tim đi, tim với lại vỗ tay với lại số 1 đi quý vị. Ok. Tại quý vị khen nãy giờ nó bị cuộn lên trên hết trơn rồi. Anh ra không có thấy, anh Dũng anh không có thấy nè. Anh lo hát quá, thấy chưa? Không thấy không? Tim rồi. Tim gan, phèo, phổi có hết luôn. Tim gan, phèo, phổi. Tiền nữa nè, thấy chưa? Bích đặt cho tôi 20 nữa nè, thấy chưa? Ủa sao mà tôi hát thì cho ông là gì vậy? Tại vì ông cúp rồi. Ủa gì hả? Bích đặt nếu mà có muốn cho tiền anh Tiến Dũng thì cho thêm 20 nữa nè. Phải bằng y chang vậy nha, đừng cho 19 hay đừng cho 21 vậy quý vị, Nam Quang. Đúng rồi, hứa đó, cross my heart là sẽ đưa cho anh Tiến Dũng. Rồi, ok. Chúc phạm. Trời ơi, chẳng lẽ ông lại nở lòng nào khán thính giả cho ông số 1 với lại tim gan phèo phổi với lại phổ tay quá trời mà ông nở không hát một bài. Hello em, chút xíu anh gọi em liền nha. Trời ơi, đẹp dữ trời. Trời đất ơi, dễ thương không? Em chồng của Hồng Loan. Phải. Cái gì ái mộ vụ gì, ái mộ vụ gì không nghe. Sao? Sao em? Ái mộ là vụ chị Hằng á hả? Nghe được không? Em đăng ký mạng khác. Em lấy mạng khác nữa, giờ mạng em nó bị ai hãm rồi. Mạng em bị ai hãm? Ok, có cô Trúc Phạm là em ruột của Bảo Lộc, mà Bảo Lộc là chồng Hồng Loan, cho nên cô Trúc Phạm là em chồng của Hồng Loan. Rồi thì cổ qua từ Texas qua đây chơi cho nên cổ gọi tôi, cổ ái mộ hai anh quá kìa. Chị hai ơi, chị nói chị câu ấy cho đau lòng. Ai kia cũng đau khổ muôn phần. Đó, ông Yên phải học bài này nha. Chớ nào phải đâu thầy phụ bạc. Tại số trời biết nói sao đây. Ok, tôi ép ông luôn. Tôi ép ông luôn. Hai em nói chuyện kia mà anh Dũng lò dối đây không có hiểu được. Xin hai em hãy nói rõ ngọn ngành. Kẻo mà anh đây thắc mắc suốt đời. Có thương tình thì thầy Yên đừng có nói ra, mà tội nghiệp cho chị hai của thầy Yên. Thà khổ một mình chứ đừng để sầu cho em. Trời ơi, ta nói thầy Yên nha, phải học thuộc cái này nha thầy Yên. Ôi đau đớn thay khi gọi tên chị hai mà gọi chẳng nên lời. Xin anh dùng ơi hãy nghe, đây là sự thật. Sự thật thì chị hai đây là, chị hai đây là vợ của anh Dũng lò dối. Đây nè, tôi đâm hơi không? Đây đó mới là đâm hơi. Lyrics lên rồi nè, hát đi. Vụ gì? Không, bài này của chị hai hát, hát Đặng Thị Yên và tự nhiên người tôi hát được. Ông nãy giờ cũng không, hát nãy rồi. Nhiều, tới đây cái như là nhiều quá thì bị bội thật, nó sẽ không hay. Bản này lâu quá rồi, khán giả chờ đợi. Đúng không quý vị, đúng không quý vị? Đúng quý vị nghe em hát cải lương nữa. Nửa đời hương phấn em quý vị. À giờ ông thích hát cải lương à? Không, cái này. Cái nội này thích hát cải lương. Trời tôi thích chứ, cái đó là quốc hùng quốc túy mà mình là người dân miền Nam mà. Ai lại không thích cải lương đúng không quý vị?
thiệt là thú vị. Ông ông là có chị hai có thầy ông Yên ông hát đó. Cái bản gì cái gì Thu Hà gì đó, biệt Thu Hà gì đó nè. Tuấn Mã ơi hả? Lương Sơn Bá biệt Thu Hà hả gì? Võ Đông Sơn. Võ Đông Sơn. Bạch Thu Hà mà tôi không thuộc cái đoạn đó. À. Cô ơi, có cái bài thôi kết thúc bằng bài Lan Về Điệp đi, mình chỉ Lan Về Điệp. Okay. Một ngày kia Điệp gặp Lan bên bờ suối. Điệp mới hỏi rằng ăn chuối chưa Lan? Rồi hết rồi đó, nhiều đó rồi. Nó đầm hơi đó. Chắc cái đó phải... là đầm hơi đó quý vị. Đi giọng vô mặt. Đầm hơi Nam Quang đi giọng vô mặt. Rồi, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình Hoa Nam chúng tôi. Nhớ ủng hộ mua mask cho anh ca trung tâm nha quý vị nha. Mỗi người hộp, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp, 5 hộp, 10 hộp. Ai có khả năng gì đó thì ủng hộ cho anh ca trung tâm chút xíu để anh bán cho nó xong đi quý vị nha. Tội nghiệp quá, ngâm vốn rất là lâu rồi. Ok, rồi cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn gặp lại. Ủa trời ơi, tới 3 cái phone hả?